quyết định vạn nguyên huyễn thú đứng tại Tiêu Phàm cách đó không xa, con người thỉnh thoảng biến hóa, cuối cùng co lại thành một điểm, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Cái gặp Tiêu Phàm quanh thân màu vàng tiên quang nở rộ, dáng vẻ trang nghiêm, như là chân tiên lâm trần. Lấy vạn nguyên huyễn thú thực lực, lại có nhiều hãi hùng khiếp vía cảm giác, thật sự là Tiêu Phàm tán phát khí tức quá kinh khủng. Nó nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm tại sao lại như thế nào cường đại. Hắn thật sự là một cái vừa mới đột phá hồng mông tiên vương người sao. Giờ phút này, Tiêu Phàm toàn thân tâm đắm chìm trong loại thứ ba tiên pháp lĩnh ngộ bên trong. Một mảnh đặc thù không gian bên trong, Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn xem phía trước, tại hắn trong mắt, hiện đầy lít nha lít nhít màu vàng đường vân, răng khắp nơi, như là một cái lưới lớn đồng dạng xen lẫn. Lưới lớn phía trên, lóe ra vô số yếu ớt quang điểm, lít nha lít nhít, người bình thường căn bản xem không đến. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, đi đến lưới lớn bên cạnh, nhẹ nhàng kích thích trong đó một sợi tơ. Một thoáng thời gian, kia vô số quang điểm đột nhiên bắt đầu biến hóa, có chôn vùi, có quang mang ảm đạm, đồng thời còn có không ít mới quang điểm đản sinh. Luân hồi ăn mòn, đây là năng lực gì? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Không tệ, trước mắt lưới lớn chính là hắn lĩnh ngộ loại thứ ba tiên pháp, luân hồi ăn mòn. Chỉ là, một thời gian hắn vậy mà làm minh bạch, loại này tiên pháp để làm gì? Bất quá trải nghiệm qua luân hồi trưởng khống cùng luân hồi phong cấm hai loại tiên pháp hắn, rất rõ ràng tiên pháp bất phàm. Cái này loại thứ ba tiên pháp, luân hồi ăn mòn, tất nhiên còn tại trước hai loại này tiên pháp phía trên. Bằng không mà nói, loại này tiên pháp cũng không có khả năng chỉ có đột phá hồng mông tiên vương mới có tư cách tu luyện. Tiêu Phàm thử thật lâu, chính luôn cảm giác bắt được cái gì, lại không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn một thời gian không biết rõ loại này tiên pháp cụ thể tác dụng. Được rồi, thời gian ngắn bên trong đoán chừng cũng không có biện pháp triệt để làm minh bạch, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tiêu Phàm cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ, loại này tiên pháp tác dụng hắn mặc dù không có làm minh bạch, nhưng nguyên lý lại là làm rõ ràng. Trước mắt hắn trương này lưới lớn, chỉ cần ba động bất luận cái gì một sợi tơ, đều có thể cải biến lưới lớn kết cấu. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm lần nữa thức tỉnh. Vạn nguyên huyễn thú lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, xé rách hư không, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tiên ma giới bên ngoài. Nhìn qua mênh mông tiên ma giới, Tiêu Phàm hơi xúc động. Lần trước ly khai tiên ma giới, hắn còn chỉ là hồng trần tiên vương mà thôi, mà bây giờ, hắn đã đột phá hồng mông tiên vương. Dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng được xưng tụng là cường giả hiếm có. Mấy ngày sau, vô tận thần điện. Vô tận thần phủ cao tầng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây, một mặt cung kính nhìn xem thủ tọa trên Tiêu Phàm. Người ở chỗ này, có không ít người theo chiến hồn đại lục bắt đầu liền đi theo Tiêu Phàm, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ tới, Tiêu Phàm dẫn đầu bọn hắn có một ngày có thể đăng lâm vạn giới chi đỉnh. Tiêu Phàm thân là tiên ma giới chi chủ, hiệu lệnh vạn tộc, thân phận cực kỳ tôn quý. Chư thiên vạn giới, có thể cùng so sánh người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Tiêu Phàm đối với quyền lực lại là không có quá mo tâm hắn nghĩ, hắn rất rõ ràng, đứng được càng cao, trách nhiệm lại càng lớn. Đừng nhìn tiên ma giới đã thống nhất, vạn tộc tu sĩ chung sống hòa bình, một bộ thịnh thế chi cảnh. Có thể hắn rất rõ ràng, loại này thời gian qua một ngày liền thiếu đi một ngày. Một khi tạp bản thể xuất hiện, chư thiên vạn giới liền sẽ nghênh đón vạn cổ đến nay lớn nhất kiếp nạn. Một ngày này, có lẽ là mấy năm, mấy chục năm. Cũng có thể là hơn 10 ngày, thậm chí sau một khắc liền sẽ tiến đến. Nhìn lướt qua trong đại điện đám người tu vi, Tiêu Phàm rất cảm thấy áp lực. Ngoại trừ thí thần cùng Long Tiêu hai cái La Thiên Tiên Vương bên ngoài, những người khác là Hồng Trần Tiên Vương trở xuống tu vi. Thực lực như vậy, nếu là tại dĩ vãng, ngược lại là đủ để hoành hành vạn giới. Nhưng ở bây giờ, lại không tính là gì. Đừng nói Hồng Trần Tiên Vương, liền xem như La Thiên Tiên Vương. Cũng bất cứ lúc nào có khả năng chết đi. Đám người ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Phàm, không biết rõ Tiêu Phàm đem đám người triệu tập đến nơi này, cái gọi là ý gì. Hôm nay, mọi người tề tụ ở đây, cũng không phải có cái gì an bài, chỉ là quá lâu không gặp, mọi người tụ họp một chút mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là tụ họp một chút sao? Người ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu Tiêu Phàm làm người, biết rõ sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu là có dạng này thời gian, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ dùng để tu luyện.
Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một cái màu vàng thần long từ trên người hắn phóng lên tận trời, chói lọi quang mang tràn vào thân thể của mọi người. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được thư thái, trước đó đại chiến chịu tổn thương khôi phục nhanh chóng, thân thể không ít người ẩn ẩn có dũng khí muốn đột phá cảm giác. Đa tạ phủ chủ, đám người cung thân bái nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên, cũng có chút sự tình muốn tuyên bố. Dừng một chút, Tiêu Phàm thần sắc bỗng nghiêm một chút. Lúc này, một thân ảnh theo trong đại điện hướng phía Tiêu Phàm đi đến, đi vào Tiêu Phàm bên người đứng thẳng. Đám người lộ ra vẻ ngờ vực, ánh mắt tề tụ tại Tiêu Phàm bên người Tiêu Lâm Trần trên thân. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua đám người, trịnh trọng nói, kể từ hôm nay, Tiêu Lâm Trần là vô tận thần phủ chi chủ, tiên ma giới chi chủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Ai cũng chưa từng Tiêu Phàm vậy mà lại làm quyết định như vậy. Bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm đã là tiên vương cảnh tu vi, thọ nguyên cơ hồ vô tận. Căn bản không cần thiết làm như thế. Tốt, nhìn xem ồn ào đại điện, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, việc này, bất luận kẻ nào đều không được có dị nghị, về sau mọi người muốn tận tâm phụ tá Lâm Trần. Rõ, tất cả mọi người cung kính bái nói không có một người có dũng khí vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, chỉ cần có Tiêu Phàm tại, vô tận thần phủ liền sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, không người nào dám phá hư vô tận thần phủ cục diện thật tốt. Khi mọi người ngẩng đầu thời khắc, lại là phát hiện, Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng. Thủ tọa phía trên, ngồi lại là Tiêu Lâm Trần. Vô tận thần sơn chi đỉnh, một gian u tĩnh trong sân, hai thân ảnh đối ẩm mà ngồi. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, người đã đạt tới như thế độ cao. Trong đó một đạo áo trắng thân ảnh ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn một ngụm buồn bực phía dưới rượu trong ly. Thở dài, xem ra là ta rơi ở phía sau. Tiêu Phàm cười lắc đầu, cảnh giới của ngươi cũng không yếu, ngắn ngủi mấy năm liền đạt đến hỗn nguyên tiên vương chi cảnh, chư thiên vạn giới có thể vượt qua ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đối mặt tiếp xuống cục diện, thực lực như vậy vẫn là quá yếu. Kiếm Hồng Trần cau mày, hít sâu một cái nói, tiếp xuống, ta sẽ bế quan, không đột phá hồng mông tiên vương không xuất quan. Tiêu Phàm gật gật đầu, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lão nhân coi mộ truyền tin, thời không chi hà bên trong lục đạo luân hồi phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, người đối diện, đang không ngừng phá hư phong ấn. Tạp sao, Kiếm Hồng Trần hai mắt nhắm lại. Một cái tạp, cũng đủ để cho chư thiên vạn giới toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, mà nhóm chúng ta phải đối mặt đối thủ, không chỉ có tạp một người. Kiếm Hồng Trần trầm mặc không nói, hắn cũng rất rõ ràng vạn tộc phải đối mặt địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Một cái tạp liền để chư thiên vạn giới cơ hồ tuyệt vọng, có thể hắn sáng tạo khư tộc, cũng không thể khinh thường, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thật lâu, Kiếm Hồng Trần mở miệng lần nữa. Ly khai Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nhãn thần thâm thúy nhưng lại có chút mê mang. Lão nhân coi mộ hôm qua tới tìm ta, Tiêu Phàm giọng nói thâm trầm. Đây chính là ngươi đem phủ chủ chi vị truyền cho Lâm Trần nguyên nhân. Hắn nói với ngươi cái gì? Kiếm Hồng Trần thần sắc nghiêm lại. Nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Hai chuyện, Tiêu Phàm bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, lúc này mới tiếp tục nói, chuyện thứ nhất, lục đạo luân hồi phong ấn lực lượng không ngừng suy yếu, thời không cuối những người kia đang toàn lực phá giải, có lẽ, tạp đã nhanh muốn thức tỉnh. Tạp còn chưa thức tỉnh, không phải cũng đã thức tỉnh sao? Kiếm Hồng Trần kinh ngạc. Hẳn không có, Tiêu Phàm gật gật đầu, lấy tạp thực lực, muốn phá giải lục đạo luân hồi phong ấn. Không dùng đến mấy năm thời gian, bất quá, thứ nhất sáng thức tỉnh, lục đạo luân hồi phong ấn tuyệt đối không ngăn cản được. Chẳng lẽ không thể ra cố phong ấn sao? Kiếm Hồng Trần mặt mũi tràn đầy mây đen. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, đây chính là lão nhân coi mộ nói với ta chuyện thứ hai, nghe hắn nói, lão sư mất tích. Thời không lão nhân, Kiếm Hồng Trần trừng lớn lấy hai mắt, một mặt không thể tin. Thời không lão nhân, kia thế nhưng là thái cổ thời đại. Vạn tộc lục đại cự phách một trong A. Hắn thực lực, sợ là đã không kém gì tiên cổ thời đại nhân hoàng. Chư thiên vạn giới, chẳng lẽ còn có người có thể giết hắn sao? Không chỉ có sư tôn ta, liền liền luân hồi lão nhân, tu la tổ ma, cửu u quỷ chủ cũng tin tức hoàn toàn không có, trước đó lão nhân coi mộ cách một đoạn thời gian có thể liên hệ đến bọn hắn. Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ ngưng trọng.
cũng khó trách hắn không gì sánh được lo lắng, thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân bọn hắn, thế nhưng là tương lai đối phó tạp chiến lực chủ yếu a. Nếu là không có bọn hắn, chư thiên vạn giới căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ý của ngươi là, muốn đi tìm bọn hắn. Kiếm Hồng Trần trừng lớn lấy hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Không tệ, Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, tương lai chi chiến, không có khả năng không có bọn hắn nếu là xảy ra ngoài ý muốn, nhóm chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi hẳn là biết rõ, 31 sáng có được nghiền ép vạn tộc thực lực, sẽ phát sinh cái gì? Kiếm Hồng Trần nắm chặt chén rượu trong tay, hắn làm sao không minh bạch vạn tộc mất đi tứ đại đỉnh tiêm chiến lực đại biểu cho cái gì? Nếu là tạp bản tôn chưa xuất thủ, bằng vào vạn tộc những người khác thực lực, có lẽ còn có thể cùng tạp thuộc hạ miễn cưỡng một trận chiến. Chỉ khi nào tạp tự mình xuất thủ, vạn tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Ngươi biết rõ đi nơi đó tìm bọn hắn. Kiếm Hồng Trần mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, coi như ngươi biết rõ đi nơi đó, có thể nơi đó nếu là thời không lão nhân bọn hắn cũng không cách nào tránh thoát, ngươi đi lại để làm gì? Ta không biết rõ, Tiêu Phàm lắc đầu. Cho nên lần này từ lão nhân coi mộ dẫn đường, vạn nguyên huyễn thú cùng thần thiên sứ tùy hành. Bọn hắn, Kiếm Hồng Trần trong lòng đã, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, lo âu trong lòng cũng tiêu tán không ít. Không nói lão nhân coi mộ cùng Tiêu Phàm thực lực, chỉ cần không gặp tạp bản tôn, cơ hồ không ai có thể tùy tiện xử lý bọn hắn. Mặt khác, vạn nguyên huyễn thú cùng thần thiên sứ, cũng đều là đỉnh cấp hồng mông tiên vương, lại thêm hai người cũng có được lục đạo luân hồi chi lực. Thực lực nâng cao một bước. Có thể nói, bốn người liên thủ, vạn tộc hẳn là tìm không thấy bốn người có thể cùng bọn hắn địch nổi. Tiêu Phàm mở ra thủ trưởng, một cái càn khôn giới hiển hiện, đặt ở Kiếm Hồng Trần trước người, ngươi toàn lực bế quan, tận lực đột phá đi, trong này đồ vật đối ngươi có chút tác dụng. Nói đi, Tiêu Phàm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cái này đồ vật muốn hay không cho ngươi? Kiếm Hồng Trần gọi lại Tiêu Phàm. Một đoàn sáu thải quang màn hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Sáu màu quang mang không phải vật gì khác, chính là ngụy tiên trùng. Tiêu Phàm thở sâu nhìn chằm chằm ngụy tiên trùng, hắn vốn cho là tự mình tu luyện lục đạo luân hồi kinh, đã không cần quan tâm ngụy tiên trùng. Nhưng khi hắn chân chính được chứng kiến xúc sinh đạo luân hồi chi lực về sau, mới phát hiện tự mình khinh thường ngụy tiên trùng lực lượng. Ngụy tiên trùng bên trong lục đạo luân hồi chi lực, có lẽ không bằng tiên trùng. Nhưng là sáu đạo hợp lực, tuyệt đối không phải một loại nào đó luân hồi chi lực có thể so sánh. Hắn nếu là dung hợp ngụy tiên chủng lực lượng, thực lực có thể lại lên một tầng nữa. Nhưng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, cái này đồ vật, về sau liền có ngươi đến đảm bảo. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trực tiếp xóa đi mình cùng ngụy tiên chủng ở giữa liên hệ. Kiếm Hồng Trần một mặt kinh dị, hít sâu một cái nói, ta biết rõ. Mặc dù hắn cùng Tiêu Phàm đã linh thể hai phần, nhưng đối với Tiêu Phàm làm mỗi một cái quyết định, hắn đều sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành, xưa nay sẽ không tìm bất kỳ lý do gì. Vô tận thần phủ bên kia, ta đã an bài xong xuôi, đồng thời mở ra một cái đặc thù tu luyện không gian, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp một vạn lần. Hy vọng lần sau trở về, có thể nhìn thấy không đồng dạng các ngươi. Tiêu Phàm cười để lại một câu nói, liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm Hồng Trần đứng tại chỗ thật lâu thất thần, nắm chặt trong tay ngụy tiên trùng, hít sâu một cái nói, vô tận thần phủ, sẽ không kéo ngươi lui lại. Tiêu Phàm trở lại cung điện, Diệp Thi Vũ sớm đã chờ đợi đã lâu. Hai vợ chồng mấy năm không thấy, tự nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người một hồi lâu triền miên. Thi Vũ, Tiêu Phàm ôm trong ngực yếu đuối không xương Diệp Thi Vũ, một mặt vẻ xấu hổ. Những năm này, vì đối phó tạp, hắn thua thiệt Diệp Thi Vũ quá nhiều. Không đợi Tiêu Phàm nói tiếp, Diệp Thi Vũ một cái ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Phàm miệng trên, nhóm chúng ta là vợ chồng, không cần phải nói những này, vô luận ngươi ở đâu, chỉ cần nhớ kỹ, ta cùng Lâm Trần cũng ở nhà chờ ngươi. Tiêu Phàm vẻn vẹn ôm Diệp Thi Vũ, hít sâu một cái nói, ta biết rõ. Phu quân muốn ly khai bao lâu? Diệp Thi Vũ ôn nhu nói. Tuy nói nàng ủng hộ Tiêu Phàm bất kỳ quyết định gì, nhưng là, thân là thê tử nàng, lại thế nào khả năng không quan tâm trưởng phu an nguy đâu. Ta cũng không biết rõ, khả năng mấy năm, cũng có thể là càng lâu. Tiêu Phàm lắc đầu, bất quá, ta có thể cam đoan, tạp xuất hiện trước, ta vô luận là ở đâu, nhất định sẽ trở về, bởi vì ta còn thiếu ngươi đồng dạng đồ vật. Ta tin tưởng phu quân,
Diệp Thi Vũ nhu tình cười một tiếng, xinh đẹp không gì sánh được. Tiêu Phàm nhìn thấy trong ngực tuyệt thế vưu vật, chiến ý giạt rào, lại là một phen ác chiến. Hôm sau, là Diệp Thi Vũ mở hai mắt ra lúc, vừa lúc nhìn thấy một đạo gầy gò bóng lưng ra khỏi phòng. Phu quân, ngươi gầy. Diệp Thi Vũ nhẹ giọng nỉ non, lại là không có để cho ở Tiêu Phàm, nước mắt đã ướt đẫm hốc mắt. Làm tự mình yêu nhất nam nhân, nàng tự nhiên không muốn Tiêu Phàm ly khai. Nhưng thân là chúa tể một giới Tiêu Phàm, trên người trách nhiệm sớm đã không chỉ là gánh chịu một cái nho nhỏ gia đình, trên người hắn gánh vác đồ vật nhiều lắm. Điểm này, Diệp Thi Vũ có thể lý giải, mà lại nàng một mực lấy làm tự hào đồ vật. Tiên ma giới vực ngoại tinh không, hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không, vừa đứng chính là mấy canh giờ. Thế nào, không nỡ? Lão nhân coi mộ mỉm cười, lộ ra một ngụm mang tính tiêu chí răng vàng khè, vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai. Chẳng lẽ ngươi liền bỏ được sao? Tiêu Phàm tập trung ý chí, hỏi ngược lại. Đã cũng không nỡ, kia nhóm chúng ta liền hảo hảo bảo hộ hắn. Lão nhân coi mộ thu hồi đùa giỡn khuôn mặt, thần sắc nghiêm nghị. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, trịnh trọng gật đầu nói, đánh cược tính mệnh. Tìm kiếm tinh không bên trong, ba đạo thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua, từng khỏa tinh thần như là lấp lóe đồng dạng theo bên cạnh bọn họ hiện lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ba người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ. Cự ly Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ tìm tới thần thiên sứ, đã qua hơn một tháng. Hơn một tháng qua, ba người không biết rõ vượt qua bao nhiêu phiến tinh vực. Thật lâu, ba người rốt cục dừng thân hình. Tiêu Phàm nhìn qua đen như mực tinh không, cảm thụ được chu vi lực lượng kỳ lạ, không khỏi nhíu mày, nơi này đã là thời không phần cuối, người xác định lão sư ta bọn hắn sẽ đến nơi này. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế nghi hoặc, thời không lão nhân bọn hắn không phải đang tìm kiếm tạp phân thân sao, làm sao lại biến mất tại thời không phần cuối. Tạp ba bộ phân thân cho dù ngủ say, cũng chưa chắc sẽ ở ngủ say tại thời không phần cuối a. Ta cũng không xác định, bất quá, thời không biến mất trước, dùng bí pháp truyền tin tại ta, lúc ấy hắn biến mất địa phương, hẳn là ngay tại mảnh này khu vực. Lão nhân coi mộ thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn sở dĩ mang theo Tiêu Phàm bọn hắn tới đây, chỉ là dựa theo thời không lão nhân chỉ dẫn mà thôi. Lão sư ta bọn hắn tới nơi này làm gì? Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Bọn hắn bản tôn thức tỉnh, liền một mực tại thời không phần cuối khôi phục tu vi, đi lại tại chư thiên vạn giới, chẳng qua là bọn hắn phân thân mà thôi. Lão nhân coi mộ giải thích nói. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, lão nhân coi mộ giải thích cũng là hợp tình hợp lý. Lấy thời không lão nhân bọn hắn thực lực, một khi khôi phục đỉnh phong tu vi, tất nhiên sẽ tại chư thiên vạn giới tạo thành cực lớn dị tượng. Cái này tự nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến. Tại không thấy đến tạp bản tôn trước, bọn hắn cũng không muốn bại lộ tự mình tất cả thủ đoạn. Luân hồi lão nhân, tu la tổ ma, cửu u quỷ chủ bọn hắn cũng là ở chỗ này biến mất. Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn thực tế nghĩ không hiểu, lấy thời không lão nhân bọn hắn thực lực như vậy, làm sao lại lặng yên không tiếng động biến mất. Trừ phi là tạp bản tôn đích thân tới, nếu không tuyệt đối không người là bọn hắn đối thủ. Không phải, lão nhân coi mộ không Tiêu Phàm phỏng đoán, nói, bọn hắn không phải ở chỗ này biến mất, nhưng cũng là đợi tại thời không phần cuối, mà lại, bọn hắn vẫn là cùng một ngày biến mất. Cùng một ngày biến mất, Tiêu Phàm một trận kinh ngạc. Lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân bọn hắn một mực có liên hệ, Tiêu Phàm có thể lý giải. Nhưng là, thời không lão nhân bọn hắn mấy đại đỉnh tiêm cường giả, vậy mà cùng một ngày biến mất, cái này có chút quỷ dị. Lão nhân coi mộ không có giải thích, ngược lại nói ra, tại bọn hắn biến mất về sau, thời không chi hà phía trên lục đạo luân hồi phong ấn bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Ta cùng đấu thiên, đại vô thiên ma bọn hắn suy đoán, hẳn là tạp thủ đoạn. Ngươi không phải nói, tạp hẳn không có tỉnh lại sao? Tiêu Phàm có chút không thể nào hiểu được. Tạp nếu là có thực lực như vậy, hẳn là có thể tùy tiện phá vỡ lục đạo luân hồi đại trận, há lại sẽ đùa nghịch dạng này thủ đoạn nhỏ. Tạp xác thực không có thức tỉnh, nhưng là, tuyệt đối không nên khinh thường năng lực của hắn. Lão nhân coi mộ lắc đầu, trong thiên hạ, ngoại trừ tạp bản tôn, người cảm thấy còn có người có thể làm được điểm này sao? Tiêu Phàm một hồi lâu trầm mặc. Có thể làm cho tứ đại cự phách đồng thời biến mất, ngoại trừ tạp, hắn xác thực không nghĩ ra được còn có ai có thể làm được. Nơi đây thời không chi lực cực kỳ mờ nhạt,
thậm chí có thể nói triệt để đoạn tuyệt, bởi vậy, muốn tìm được bọn hắn, có thể cảm ứng thời không ba động, đây là nhóm chúng ta đầu mối duy nhất. Lão nhân coi mộ lại nói. Vậy thì tìm tìm đi, Tiêu Phàm nhìn qua phía trước tinh vực, tràn đầy bất đắc dĩ. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng đề phòng tới cực điểm. Đối phương liền thời không lão nhân đều có thể cho làm biến mất, hắn cái này vừa mới đột phá hồng mông tiên vương cảnh người, đoán chừng cũng ngăn không được loại lực lượng kia. Thậm chí, đối phương có đầy đủ năng lực, nhưng hắn lặng yên không tiếng động biến mất trên đời này. Thiếu Khuynh, ba người dọc theo ba phương hướng ly khai, tìm kiếm nhường thời không lão nhân biến mất đầu nguồn. Tiểu Vạn, cẩn thận một chút, Tiêu Phàm bí mật truyền âm. Có Vạn Nguyên huyễn thú ở bên người, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy hai người bọn họ liên thủ thực lực, đoán chừng liền lão nhân coi mộ đều có thể một trận chiến. Ia ia vừa dứt lời, Vạn Nguyên huyễn thú đột nhiên nhìn qua phía trước phát ra trận trận sợ hãi giống, đồng thời, trên người nó lông tóc dựng đứng, dường như gặp được chuyện kinh khủng gì. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Vạn Nguyên huyễn thú là hắn cái thần thức, khả năng đủ trong nháy mắt minh bạch Vạn Nguyên huyễn thú ý tứ. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng nghĩ không hiểu, Vạn Nguyên huyễn thú vậy mà lộ ra ý sợ hãi. Phải biết, dù là đối mặt tạp ba bộ phân thân, nó cũng chưa từng biểu hiện ra vẻ mặt như thế a. Ea Vạn Nguyên huyễn thú duỗi ra tiểu chảo, chỉ vào phía trước gầm nhẹ, từng chiếc lông tóc như là cương châm, đề phòng tới cực điểm. Tiêu Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi chỉ chốc lát đường cũ trở về. Sau một ngày, hắn một lần nữa cùng lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ tụ tập cùng một chỗ. Tiêu Phàm đem Vạn Nguyên huyễn thú dị biến giảng thuật một lần, lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt kinh hãi. Xuất phát trước, Tiêu Phàm đơn giản cùng bọn hắn giới thiệu một cái Vạn Nguyên huyễn thú. Biết được Vạn Nguyên huyễn thú thực lực, lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện nhường Vạn Nguyên huyễn thú cũng sợ hãi đồ vật, cái này khiến trong bọn họ tâm như thế nào bình tĩnh. Đi, cùng đi xem, lão nhân coi mộ trầm giọng nói. Hắn cũng rất muốn biết rõ ràng, đến cùng là cái gì nhường Vạn Nguyên huyễn thú cũng như thế sợ hãi, có lẽ, chính là kia không biết đồ vật mới đưa đến thời không lão nhân biến mất. Dựa theo Vạn Nguyên huyễn thú chỉ dẫn, ba người không ngừng xâm nhập thời không phần cuối. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, ba người rốt cục ngừng lại thân hình, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tại bọn hắn cách đó không xa, một đạo màu đen hư vô khe hở hiển hiện, giống như một cái không gian chi môn, phía trên nhộn nhạo kỳ dị sóng năng lượng xăm. Không gian chi môn bên trong, tràn ngập một cỗ nhường Tiêu Phàm mấy người bọn họ cũng hoảng sợ khí tức. Nơi này không phải thời không phần cuối sao, làm sao còn sẽ có người có thể mở ra không gian chi môn? Thần thiên sứ kinh ngạc nói. Mặc dù hắn mang theo mặt nạ, không nhìn thấy mặt mũi của nàng, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được trên mặt nàng kinh hãi. Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ cũng cực kỳ nghi hoặc. Chí ít, lấy bọn hắn thực lực, là không cách nào tại thời không phần cuối cưỡng ép mở ra không gian chi môn. Tiêu Phàm, hai người các ngươi đợi ở chỗ này. Ta đi vào trước nhìn xem. Lão nhân coi mộ híp hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào không gian chi môn, cũng không quay đầu lại nói thần thiên sứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn giữ vững trầm mặc. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lôi kéo lão nhân coi mộ, ánh mắt kiên định nói, nhóm chúng ta cùng đi. Tiêu Phàm, người tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lão nhân coi mộ không chút do dự cự tuyệt Tiêu Phàm ý nghĩ, ngươi như xuất thủ, tiên ma giới liền thật xong, trừ phi ngươi có. Tiêu Phàm không để ý đến lão nhân coi mộ, mà là nhìn về phía thần thiên sứ nói, tiền bối, người soán mệnh chi thuật, có thể thấy cái gì tương lai? Nhóm chúng ta sẽ chết sao? Thần thiên sứ nhắm hai mắt, cảm ứng một lát, một mặt mê mang nói, người tương lai, ta nhìn không thấy. Vô danh chi địa không nhìn thấy. Tiêu Phàm sững sờ, thần sắc rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không phải hắn hoài nghi thần thiên sứ soán mệnh chi thuật trình độ. Mà là hắn thân là vô mệnh người, trên thân vốn là thời khắc bị bí mật che lấp, thần thiên sứ thấy không rõ tự mình tương lai, quá như thường cực kỳ. Lão nhân coi mộ nhìn chằm chằm kia không gian chi môn, một thời gian có chút chủ trừ. Đến cùng là tiến vào, hay là không vào, tiền bối, ngươi nói không nhìn thấy ta tương lai, cái kia có thể xem lại các ngươi chính mình sao? Tiêu Phàm thở sâu hỏi. Lão nhân coi mộ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thần thiên sứ.
có thể nhìn thấy một chút, nhưng là một mảnh mê vụ, xem không chân thiết. Thần thiên sứ ngưng thanh nói muốn nói cái gì, lại không cách nào nói ra miệng. Đến cùng có thể hay không nhìn thấy, lão nhân coi mộ khẽ nhíu mày. Thần thiên sứ do dự một chút, trầm giọng nói, ngươi sẽ chết. Lão nhân coi mộ mặt không biểu lộ, dường như sớm đã coi nhẹ sinh tử. Kia nhóm chúng ta vẫn là không muốn tiến vào, chỉ cần không đi vào, vậy liền không có việc gì. Tiêu Phàm mặc dù không phải hoàn toàn tin tưởng soán mệnh chi thuật, nhưng liên quan đến lão nhân coi mộ sinh tử, hắn vẫn là trước tiên phủ định lão nhân coi mộ ý nghĩ. Lão nhân coi mộ không để ý đến Tiêu Phàm, ngược lại hỏi, vậy ngươi xem đến thời không bọn hắn sao? Thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng là có không ít người, không biết rõ có phải hay không bọn hắn. Thần thiên sứ trầm giọng nói, sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi thi triển soán mệnh chi thuật, đối nàng tiêu hao cực lớn. Lão nhân coi mộ trầm mặc một lát, quả quyết nói, đi vào. Lão bất tử, Tiêu Phàm vội vàng gọi lại lão nhân coi mộ. Mặc dù lão nhân coi mộ thường xuyên luôn miệng nói tự mình muốn cầu chết, nhưng là, thật liên quan đến lão nhân coi mộ sinh tử, Tiêu Phàm không có khả năng như trước đó như vậy nói đùa. Soán mệnh chi thuật mặc dù có thể nhìn thấy một góc tương lai, nhưng cũng không nhất định liền sẽ phát sinh. Lão nhân coi mộ lắc đầu, ánh mắt 10 điểm kiên định, mà lại, đã thời không bọn hắn khả năng ở bên trong, vậy lão hủ liền không thể lùi bước. Nếu là lấy ta một người chết, có thể cứu bọn hắn tất cả mọi người, cũng đáng. Tiêu Phàm một hồi lâu trầm mặc. Bình thường mặc dù cùng lão nhân coi mộ cãi nhau, nhưng hắn nội tâm vẫn là cực kỳ kính trọng lão nhân coi mộ làm người. Nếu không phải hắn bảo vệ tiên ma giới số trăm vạn năm, vạn tộc lại biến thành bộ dáng gì? Ta đi vào trước, các ngươi chờ lấy ta. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, lão nhân coi mộ lách mình liền xuất hiện tại không gian chi môn trước, không có bất cứ chút do dự nào, một cước bước vào. Nhìn thấy lão nhân coi mộ biến mất, Tiêu Phàm cũng không trước tiên theo sau, mà là nhìn về phía thần thiên sứ, ngươi còn chứng kiến cái gì? Lần này, thần thiên sứ không có giấu giếm, chi tiết nói, rất loạn, nhưng là phát sinh tuyệt thế đại chiến, người ta cũng bị trọng thương, cuối cùng rơi vào vô tận hắc ám. Dừng một chút, nàng lại hít sâu khẩu khí, phun ra mấy chữ, mà lại, ta thấy được tạp. Tạp, Tiêu Phàm như là đạp cái đuôi con mèo nhỏ, kém chút nhảy dựng lên. Tạp không phải bị phong ấn ở thời không chi hà phần cuối sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi sẽ không nhìn lầm đi, mặc dù ta chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, nhưng là, tạp tán phát khí tức, ta lại quá là rõ ràng, không có nhìn lầm. Thần thiên sứ không gì sánh được trịnh trọng nói. Tiêu Phàm ngây ra như phỗng, thật lâu thất thần. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm mới khôi phục bình tĩnh, thời không chi hà tương lai là từ vô số nhánh sông cấu thành. Người soán mệnh chi thuật tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái nhánh sông trên cảnh tượng mà thôi. Tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ngược lại là đang không ngừng biến hóa, nhóm chúng ta có cơ hội đi thay đổi nó. Nói đi, Tiêu Phàm hóa thành một đạo lấp lóe, xông vào không gian chi môn bên trong. Thần thiên sứ do dự một cái hô hấp, cũng đi theo Tiêu Phàm bước chân. Đi qua không gian chi môn, Tiêu Phàm ba người xuất hiện địa phương. Là một mảnh nguy nga dốc đứng vách núi bên bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là phế tích, không có bất luận cái gì sinh cơ, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Bầu trời lờ mờ không ánh sáng, không khí ngột ngạt đến cực điểm, giống như một tòa ma nhạc đặt ở ba người đầu vai. Lấy ba người hồng mông tiên vương nhãn lực, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm đồ vật, dường như theo tiến đến giờ khắc này, ba người nhãn lực liền triệt để biến thành người bình thường. Rầm rầm đột nhiên, từng đợt xích sắt run run thanh âm từ đằng xa truyền đến, âm vang điếc tai, cũng nương theo lấy một cỗ chí hàn cực lạnh khí tức đánh tới. Tìm thanh âm nơi phát ra nhìn lại là không có cái gì. Là ảo giác sao? Tiêu Phàm thấp giọng khẽ nói. Không phải, lão nhân coi mộ giọng nói trầm thấp, lông mày vặn thành chữ xuyên. Vừa dứt lời, phía trước rách nát đại địa phía trên, một chi toàn thân tản ra lạnh lẽo hắc khí đội ngũ trống rỗng xuất hiện. Quỷ dị chính là, Tiêu Phàm ba người vậy mà không cảm ứng được bọn hắn tán phát bất luận cái gì khí tức, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mà lại thật sự rõ ràng tồn tại, bọn hắn còn tưởng rằng tự mình bị hoa mắt. Đội ngũ nhân số không nhiều, mỗi một cái đều mặc đen như mực giáp trụ, tản ra u lãnh quang trạch, tràn đầy túc sát cùng tĩnh mịch khí tức. Hỗn Nguyên Tiên Vương, thần thiên sứ kém chút lên tiếng kinh hô.
Chi đội ngũ này, rõ ràng chỉ là phổ thông sĩ binh mà thôi, vậy mà mỗi người cũng có được Hỗn Nguyên Tiên Vương đặc hữu uy thế. Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ cũng 10 điểm không bình tĩnh. Lão bất tử, người sống được lâu, nghe nói qua cái này địa phương sao? Tiêu Phàm bí mật truyền âm, trong lòng càng nặng nề. Lão nhân coi mộ trầm mặc không nói, lắc đầu. Các ngươi phát hiện không có, bọn hắn giống như không có thực thể, cũng chỉ là linh hồn trạng thái, mà lại, giống như đều là người chết. Thần thiên sứ lại nói. Tiêu Phàm giật mình trong lòng. Quả nhiên, hắn cẩn thận cảm ứng một cái, phát hiện chi đội ngũ này căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh lực, dường như chỉ là một đoạn đặc hữu hình ảnh. Chỉ là, đối phương có loại kia cường đại uy thế, lại không có chút nào là giả. U Minh địa phủ sao? Tiêu Phàm đánh giá thấp một tiếng. Loại cảm giác này, cùng kiếp trước trong truyền thuyết U Minh địa phủ, đơn giản quá giống. Mà trước mắt chi đội ngũ này, cùng trong truyền thuyết âm binh cực kỳ tương tự. Chỉ là, U Minh địa phủ có thể có được như thế lực lượng cường đại sao? Tiêu Phàm trước tiên phủ định, mặc dù có chút tương tự, nhưng hắn biết rõ, cái này địa phương, tuyệt đối không phải cái gì U Minh địa phủ. Ba người nín thở ngưng thần. Nhìn qua chi đội ngũ kia từ nơi không xa đi qua. Lúc này, ba người lại phát hiện quái dị một điểm. Đó chính là, chi này túc sát đội ngũ áp giải một người, người kia tay chân cũng bị đen như mực lạnh lẽo xích sắt vây khốn, mà người này, tán phát uy thế càng khủng bố hơn. Lại là Hồng Mông Tiên Vương, ba người nhìn không được nuốt nước miếng một cái này hắn nha là cái gì địa phương, tùy tiện toát ra cái người, cũng có được thực lực kinh khủng như thế. Cũng liền tại ba người kinh ngạc thời khắc, kia bị áp giải người đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn vị trí, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Bị phát hiện, thần thiên sứ hô nhỏ một tiếng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, ngưng trọng tới cực điểm. Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ, cũng làm xong bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, mấy đạo lưu quang bỗng hiển hiện, như là roi đồng dạng hung hăng quất vào trên người người này, lập tức da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ra. Người kia trong nháy mắt thu liễm nụ cười, thần sắc âm lãnh quét chi đội ngũ kia một cái, sát khí bành trướng. Đáng tiếc, không chờ hắn phản kháng, thân thể của hắn liền bị mấy đạo lưu quang vây khốn, như là bánh trưng, sau đó bị người lôi đi, rất nhanh biến mất tại Tiêu Phàm ba người trong tầm mắt, cái này hắn nha đến cùng là cái quỷ gì địa phương. Tiêu Phàm thấp giọng giận mắng, lại là phát hiện, phía sau y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Phàm ba người thân là Hồng Mông Tiên Vương, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cường đại. Nếu là Hỗn Nguyên Tiên Vương tiến đến nơi đây, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Khó trách thần thiên sứ nhìn thấy một góc tương lai, lão nhân coi mộ có thể sẽ chết. Nếu là trước đó, Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại, bọn hắn tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Một chi không biết tên đội ngũ, một cái Hồng Mông Tiên Vương cảnh tù phạm. Mặc dù chỉ là cái thế giới này một góc của băng sơn. Nhưng là, bọn hắn đều biết đến cái thế giới này kinh khủng một mặt, tuyệt đối không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Giờ phút này, trong ba người tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng manh động một chút thoái ý. Thế nhưng là, bọn hắn lại không biết rõ rời đi phương pháp, mà lại nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới thời không lão nhân bọn hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm sao bây giờ, thần thiên sứ ánh mắt tại Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ trên thân bồi hồi, mặc dù mang theo mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng có thể đoán được, sắc mặt của nàng tuyệt đối không thể nào đẹp mắt. Tiêu Phàm có chút trầm mặc, đối với cái này lạ lẫm mà nguy hiểm thế giới, hắn cũng không có chú ý. Các ngươi phát hiện không có, lúc này, lão nhân coi mộ đột nhiên mở miệng nói. Cái gì, Tiêu Phàm hai người không hiểu. Cái kia quỷ dị đội ngũ. Cùng khư tộc giống như có chút tương tự. Lão nhân coi mộ híp hai mắt, trên mặt hiện lên chưa bao giờ có ngưng trọng. Tiêu Phàm cùng thần thiên sứ sững sờ, vừa rồi trong bọn họ tâm quá mức rung động, thật đúng là không có phát hiện chi tiết này. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như thế. Chí ít, chi đội ngũ kia cùng khư tộc, cũng không có thực thể. Bọn hắn cùng khư tộc vẫn còn có chút khác nhau, so với bọn hắn, khư tộc giống như là bọn hắn hàng nhái. Tiêu Phàm giọng nói quái dị nói. Muốn nói đúng khư tộc hiểu rõ, đoán chừng ngoại trừ sáng tạo khư tộc tạp, tiên ma giới thật đúng là không có mấy người có thể vượt qua hắn. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ rơi vào trong trầm tư.
bỏ mặc cái này địa phương là nơi nào, mục đích của chúng ta không thay đổi, tìm được trước lão sư bọn hắn. Tiêu Phàm kéo về hai người suy nghĩ, bất quá trước đó, ta cảm thấy nhóm chúng ta cần cải biến một cái trên người khí tức. Nghe được Tiêu Phàm, thần thiên sứ cùng lão nhân coi mộ lúc này mới phát hiện, nhóm người mình cùng thế giới này người, có vẻ như có chút không hợp nhau. Bất quá, lấy ba người thủ đoạn, cải biến một cái khí tức, cũng không có gì khó khăn. Thiếu Khuynh, hoàn toàn biến ảo khí tức ba người hướng phía cái kia đội ngũ rời đi phương hướng đuổi theo. Tại cái thế giới xa lạ này, bọn hắn cũng không dám xuyên loạn. Vạn nhất chạy đến một đội hồng mông tiên vương, vậy coi như phiền toái. Tốc độ của ba người không chậm, rất nhanh liền đuổi kịp chi đội ngũ kia. Rầm rầm trầm thấp tiếng leng keng thỉnh thoảng vang lên, cái gặp cái kia tù phạm, bị mấy đầu xích sắt kéo trên mặt đất, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này khiến đi theo bọn hắn phía sau Tiêu Phàm ba người, cảm thấy có chút khó tin. Kia tù phạm dù sao cũng là hồng mông tiên vương A, cứ như vậy tùy tiện bị một sợi dây xích cho khốn trụ, ngay cả chạy trốn cởi cũng không cách nào làm được. Giống, đang lúc ba người kinh dị thời khắc, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ theo kia tù phạm trong miệng truyền ra, một cỗ cường hoành khí tức bay thẳng Tiêu Phàm ba người mà tới. Sau một khắc, chi kia tầm 10 người đội ngũ đột nhiên ngừng lại thân hình, mấy đạo lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm ba người vị trí. Không tốt, bị phát hiện, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện tại trong tay, trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ cũng đề phòng tới cực điểm. Hô, bỗng dưng, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, lao thẳng tới Tiêu Phàm ba người mà tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Làm sao bây giờ, thần thiên sứ ánh mắt lạnh lẽo, sát tâm nổi lên. Cầm xuống lại nói, tận lực khác xử lý bọn hắn, theo bọn hắn trong miệng thu hoạch một chút tình báo. Tiêu Phàm để lại một câu nói, đã chủ động giết ra. Tu La kiếm rung động thời khắc, một đạo kiếm hà phóng lên tận trời, như là lấp lóe, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt quán xuyên trong đó một người lồng ngực. Người kia trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng Tiêu Phàm bọn hắn mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Cái gặp bị hắn một kiếm chém ra người kia, đột nhiên hai nửa thân thể tiếp tục dung hợp lại cùng nhau, dường như vừa rồi Tiêu Phàm một kiếm đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm sao lại như vậy? Tiêu Phàm kinh hô một tiếng. Lấy thực lực của hắn, cho dù là hồng mông tiên vương, cũng có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ, vậy mà giết không chết một cái hỗn nguyên tiên vương cảnh. Cho dù chi này quỷ dị đội ngũ không có nhục thân, thế nhưng không nên có thể theo hắn dưới kiếm vô thương sống sót mới đúng a. Hắn ánh mắt xéo qua không khỏi nhìn về phía lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ chỗ, hai người cũng không chút nào giữ lại xuất thủ. Trong nháy mắt xé nát đối diện hai cái địch nhân. Nhưng là, hai người công kích đồng dạng không có hiệu quả, bọn hắn mặc dù nghiền nát hai người kia thân thể, có thể vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hai người ngây ra như phỗng, cái này hắn nha căn bản chính là đánh bất tử tiểu cường A. Rầm rầm, không đợi Tiêu Phàm ba người suy nghĩ nhiều, đối diện kia ba đạo thân ảnh đột nhiên lấy tay vung lên, từng đầu sợi xích màu đen theo trong hư không toát ra. Trong nháy mắt đi vào ba người trước mặt. Ba người dù sao cũng là hồng mông tiên vương, hơn nữa còn được chứng kiến những này màu đen xích sắt đáng sợ, đương nhiên sẽ không chính diện ngăn cản. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ ba người trước tiên lui lại, nhưng Tiêu Phàm lại là lưu lại, Tu La kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, hướng phía bay về phía hắn xích sắt chém tới. Nhưng mà, hắn thăm dò chú định không có kết quả. Tu La kiếm căn bản không cách nào chạm đến kia màu đen xích sắt. Lại thế nào khả năng ngăn cản đây tiên lực đối bọn hắn vô dụng sao? Đây là chủng tộc gì? Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, dưới chân lóe lên, hiểm mà hiểm chi tránh khỏi xích sắt công kích. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đối mặt đủ loại này tộc, có dũng khí toàn thân run rẩy cảm giác. Mà lại, hắn dám cam đoan, cái này màu đen xích sắt cực kỳ nguy hiểm, một khi chạm đến, tất nhiên bất tử đã tổn thương. Rõ ràng bọn hắn thực lực còn mạnh hơn đối phương. Lại không cách nào làm gì được đối phương, cái này khiến Tiêu Phàm cực kỳ biệt khuất. Trong đầu hắn trong nháy mắt cho cái chủng tộc này đặt xuống một cái nhãn hiệu cực kỳ nguy hiểm. Cách đó không xa, lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, chém giết địch nhân vô số, còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại này tình huống. Hô hô,
Cũng liền tại lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Tiêu Phàm ba người lập tức rất cảm thấy áp lực. Đối phó ba người, bọn hắn cũng không cách nào cầm xuống bọn hắn, hiện tại lại nhiều ba người, bọn hắn lại như thế nào có thể địch. Nếu là bình thường, đồng dạng Hỗn Nguyên Tiên Vương, bọn hắn cũng sẽ không dùng con mắt nhìn nhiều. Có thể giờ phút này, ba người tâm nặng nề tới cực điểm. Giết, giết không chết, không giết, vô cùng có khả năng bị đối phương cầm xuống. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có biệt khuất cùng phiền muộn. Ba người nhìn nhau, lách mình liền hướng phía sau triệt hồi. Ha ha, cũng liền vào lúc này, ngữ gia truyền đến một tiếng cuồng thiếu, lại là cái kia tù phạm, trên thân đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khí thế, đánh bay còn lại bốn đạo thân ảnh. Sau đó nâng thật dài xích sắt, cấp tốc hướng phía chân trời lao đi. Hiển nhiên, cái này gia hỏa cố ý bại lộ Tiêu Phàm bọn hắn tồn tại, chính là vì cho mình sáng tạo một cái chạy trốn cơ hội. Mà bây giờ, hắn làm được. Chương 5832, âm khư chi địa, tiên lung đáng chết. Lão nhân coi mộ chửi nhỏ một tiếng, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tính toán người khác, ngày hôm nay, lại bị người cho tính kế, cái này khiến hắn tức giận không thôi. Trước rời đi nơi này, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm tù phạm chạy trốn phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo. Ba người mặc dù giết không chết những này quỷ dị chủng tộc, nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là Hồng Mông Tiên Vương, tốc độ chạy trốn xa không phải Hỗn Nguyên Tiên Vương có thể so sánh. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, ba người liền đem truy sát bọn hắn sáu thân ảnh xa xa vung ra sau lưng, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mấy cái điểm đen. Bất quá, ba người vẫn không có bất kỳ dừng lại gì, thẳng đến rốt cuộc không phát hiện được phía sau khí tức. Thần thiên sứ, ngươi không phải sẽ xoán mệnh chi thuật sao? Có thể hay không tính toán một cái này hắn nha là quái vật gì? Tiêu Phàm nhìn không được bạo nói tục. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt cảnh giới không bằng địch nhân của mình, mà lựa chọn chạy trốn. Loại cảm giác này, phải nhiều biệt khuất, có bao nhiêu biệt khuất. Không tính được tới, đều là một mảnh mê vụ, thần thiên sứ kém chút nhìn không được mắt trợn trắng. Xoán mệnh chi thuật cũng không phải vô địch tốt ra, mặc dù có thể nhìn thấy một ít người cùng vật một góc tương lai, nhưng tiền đề cũng là có quy luật có thể tìm ra. Chí ít, đến biết mình có thể coi là chính là người nào. Nhưng mà, những quái vật này dường như căn bản không tồn tại, như thế nào có thể nhìn thấy bọn hắn tương lai? Còn có một cái biện pháp, có thể làm rõ ràng đây là quái vật gì? Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một vòng lãnh quang, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, bọn hắn không biết rõ, nhưng này cái tù phạm khẳng định rõ ràng. Mà lại, kia tù phạm cùng kia không biết chủng tộc rõ ràng có rất lớn khác nhau. Ít nhất là có máu có thịt. Chỉ cần tìm được kia tù phạm, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Người kia trốn được rất nhanh, sớm đã không biết tung tích, như thế nào tìm đến hắn. Thần thiên sứ bất đắc dĩ thở dài. Hắn chạy không thoát, Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, một vòng lãnh quang lấp lóe. Cũng không có hướng hai người giải thích, bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Cái này tiểu tử, hơn phân nửa là tại người kia trên thân động tay chân. Lão nhân coi mộ khẽ cười một tiếng, đối với Tiêu Phàm thủ đoạn cùng làm người, hắn vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Thần thiên sứ tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi gì, Tiêu Phàm có thể theo một cái tiểu thế giới đi đến hiện tại, như thế nào đơn giản như vậy. Hai người đi theo Tiêu Phàm bước chân, không sai biệt lắm phi nhanh mấy canh giờ, đi tới một tòa sơn cốc trên không. Quan sát nhìn lại, trong sơn cốc mê vụ lượn lờ, mông lung. Xem 10 điểm không chân thiết. Ngay ở chỗ này, lão nhân coi mộ trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, hắn đột nhiên lấy tay vung lên. Từng đầu cuồng phong cự long trống rỗng xuất hiện, điên cuồng đánh thẳng vào sơn cốc, vẻn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, tất cả nồng vụ trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Gần như đồng thời, trong sơn cốc hết thảy, trong nháy mắt bại lộ tại ba người tầm mắt. Ba người chưa kịp thưởng thức trong sơn cốc cảnh sắc. Ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trong sơn cốc một khối trên tảng đá. Nơi đó, ngồi xếp bằng một cái y phục lam lũ người, quanh thân tiên quang lượn lờ, lưu chuyển, nơi đó có nửa điểm tù phạm bộ dạng. Là mê vụ khác xua tan một sát na, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, không gì sánh được đề phòng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ba người. Hô,
Tiêu Phàm ba người lách mình hạ xuống sơn cốc, đem kia tù phạm vây quanh ở trung ương, không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Các ngươi muốn giết ta, dùng ta đầu người đi trở thành tay sai cho bọn họ. Tù phạm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ba người, sát khí tăng vọt. Bất quá, hắn cũng có thể cảm nhận được Tiêu Phàm ba người thể nội ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, chỉ là trong mắt lại cực kỳ coi nhẹ. Chó săn, ai chó săn? Tiêu Phàm ba người nghe được có chút chẳng biết tại sao, bất quá ba người rất nhanh nghĩ đến tù phạm trước đó tình cảnh, nghĩ đến hắn cực kỳ oán hận người bắt hắn. Nơi này là cái gì địa phương? Tiêu Phàm dường như không nghe thấy lời nói của đối phương, lạnh giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, kia tù phạm thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ba người, muốn xem ra chút gì. Các ngươi là theo cái khác địa phương tới đi. Tù phạm phản ứng rất nhanh, không khỏi chừng lớn lấy hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm ba người, dường như muốn đem ba người nhìn thấu. Tiêu Phàm ba người rất không quen dạng này nhãn thần, nhưng bọn hắn nhưng từ cái này ngắn ngủi một hai câu, biết được đại lượng tin tức. Cái khác địa phương, hẳn là chỉ là cái thế giới này bên ngoài địa phương. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiêu Phàm lạnh giọng trả lời, giọng nói càng ngày càng âm lãnh, hiển nhiên cũng không ưa thích người khác chiếm cứ quyền chủ động. Các ngươi quả nhiên đến từ cái khác địa phương. Tù phạm thở sâu, trong nháy mắt buông lỏng đối ba người đề phòng, về phần cái này địa phương, nhóm chúng ta xưng là âm khư chi địa. Âm khư chi địa, Tiêu Phàm ba người trầm ngâm. Cái tên này, bọn hắn quá xa lạ, cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua. Các ngươi không biết rõ rất bình thường, bởi vì có thể đến nơi đây người, chưa từng có còn sống rời đi. Tù phạm tự giễu cười một tiếng, nó có được quá nhiều danh tự. Trong đó một cái tên, gọi là con đường thành tiên. Con đường thành tiên, trong lòng ba người một cái giật mình. Tiên, chữ này quá mức hư vô mờ mịt. Tạp bị chư thiên vạn giới trở thành tiên, nhưng hắn vẫn như cũ không phải chân chính tiên, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy tiên mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, trên đời lại còn có một cái con đường thành tiên. Chẳng lẽ, thông qua con đường này, liền có thể thật thành tiên sao? Đương nhiên. Đối với chúng ta tới nói, xưng là tiên lung, khít khao nhất cực kỳ. Tù phạm lại bổ sung một câu. Xem ra, người đối với nơi này rất quen thuộc, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Đúng vậy a, rất quen thuộc, ta đã ở chỗ này, chạy trốn số trăm vạn năm. Tù phạm nhếch miệng cười một tiếng, bất quá trong tươi cười càng nhiều đắng chát. Tiêu Phàm ba người con ngươi có chút co rụt lại. Người trước mắt thực lực, tuyệt đối không tại bọn hắn dưới ba người. Có thể thực lực của hắn, vậy mà không cách nào ly khai nơi đây, cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh. Không cần kinh ngạc như thế, ta biết rõ các ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Tù phạm tựa như thật lâu không tìm được có cộng đồng tiếng nói người, lời nói tương đối nhiều, các ngươi không cần như thế để phòng ta, đúng, tự giới thiệu một cái, ta gọi đạo nhất. Tại hạ Tiêu Phàm gật đầu, hỏi cái này âm khư chi địa, là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xưng là con đường thành tiên, còn có tiên lung? Xem các ngươi tu vi, cũng đều là hồng mông tiên vương đi, lĩnh ngộ hồng mông tiên lực, mà cái này âm khư chi địa, có một loại lực lượng, gọi là âm khư chi lực, luận cường độ, so sánh hồng mông tiên lực cái mạnh không yếu. Đạo nhất quét mắt ba người, giải thích nói, sở dĩ xưng là con đường thành tiên, là bởi vì, tiến vào nơi này lối vào, chính là tiên cảnh chi môn. Tiên cảnh chi môn. Tiêu Phàm ba người chăm miệng một lời hoảng sợ nói. Khác bọn hắn chưa nghe nói qua, nhưng là tiên cảnh chi môn bọn hắn cũng rất rõ ràng. Cũng không thể nói rõ ràng, nhưng là bọn hắn cũng thực sự từng gặp. Nhất là Tiêu Phàm, hắn thông qua tiên linh triệu hoán tiên cảnh chi môn, có thể ra vào bản nguyên thế giới. Xem ra, các ngươi cũng đã gặp tiên cảnh chi môn. Đạo nhất thở dài, nói thế nhân đều coi là thông qua tiên cảnh chi môn, liền có thể trở thành chân chính tiên. Lại là không biết, tiến vào chỉ là một cái lồng giam. Hơn nữa, còn là một cái vĩnh viễn không cách nào rời đi lồng giam. Một cái khác vũ trụ Tiêu Phàm ba người nghe được đạo nhất, tất cả đều rơi vào trầm tư, trong lòng cũng không gì sánh được nặng nề. Không cách nào ly khai tiên lung, kia bọn hắn chẳng phải là không thể trở về tiên ma giới rồi. Một khi tạp thức tỉnh, tiên ma giới chẳng phải là muốn triệt để diệt tuyệt. Không, nhất định không thể để cho hắn phát sinh. Thật không có biện pháp ly khai. Tiêu Phàm có chút không cam lòng hỏi. Khó a, đạo nhất lắc đầu. Khó, Tiêu Phàm nghe đến chữ đó mắt, lại là trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, nói cách khác,
vẫn là có thể rời đi. Chỉ cần không phải tuyệt đối không cách nào ly khai, đó chính là khẳng định có biện pháp. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm tới phương pháp này. Đạo Nhất nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại đều là trào phúng cùng coi nhẹ có lẽ có đi. Đạo Nhất ánh mắt nhìn về phía phương xa, bất quá, dù sao ta là không biết rõ phương pháp, cũng không có ôm hy vọng, cái này số trăm vạn năm ta một mực tại nếm thử, nhưng không có thành công qua, cuối cùng vẫn bị những người kia bắt về. Tiêu Phàm mấy người tâm lần nữa chìm vào đáy cốc. Bọn hắn căn bản không có số trăm vạn năm thời gian tiêu xài, dù là mấy trăm năm đều là một loại hy vọng xa vời, bởi vì bọn hắn căn bản đợi không được. Đúng rồi, bắt ngươi những người kia là người nào? Thần Thiên Sứ trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ ánh mắt cũng nhìn về phía Đạo Nhất, bọn hắn sao lại không phải tràn ngập nghi hoặc đây Đạo Nhất dù sao cũng là Hồng Mông Tiên Vương, lại bị một đám Hỗn Nguyên Tiên Vương cho bắt sống. Mà lại, Tiêu Phàm bọn hắn công kích, vậy mà đối những người kia căn bản không có hiệu quả. Đủ để có thể thấy được, những người kia biết bao bất phàm. Bọn hắn a, các ngươi có thể xưng hô bọn hắn là âm hồn, một đám đúng là âm hồn bất tán đổ vật, bất quá, bọn hắn lại là tự xưng là tiên linh. Đạo Nhất trong mắt lóe lên một xóa bỏ ý. Đối với những cái kia âm hồn, hoặc là nói tiên linh, hắn là phát ra từ nội tâm cừu hận. Tiên linh, Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên tiên linh bộ dáng, lập tức vừa tối từ lắc đầu. Đạo Nhất nói tới tiên linh, cùng hắn suy nghĩ tiên linh, hẳn không phải là cùng một loại. Đúng, tiên linh đâu? Đột nhiên, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội, lại là phát hiện, vậy mà không cách nào liên hệ tiên linh. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu Phàm, thế nào? Lão nhân coi mộ nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ta không cách nào cảm ứng được bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lời này vừa nói ra, lão nhân coi mộ cùng Thần Thiên Sứ cũng là trong nháy mắt hiện đầy hàn xương. Bản nguyên đại đạo, kia thế nhưng là bọn hắn lực lượng nền tảng a. Giờ phút này vậy mà hoàn toàn mất đi liên hệ, mà lại tâm thần cũng không cách nào tiến vào bản nguyên phân thân, cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh. Nhất là Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là nghe tiên linh nói qua, bản nguyên thế giới cực kỳ đặc biệt, chính là một cái cực kỳ chân thực mà lại kỳ dị thế giới. Chư thiên vạn giới, cho dù là bị phong ấn ở thời không chi hà phần cuối, cũng có thể tiến vào bên trong. Nhưng trước mắt này cái âm khư chi địa, vậy mà đoạn tuyệt cùng bản nguyên thế giới liên hệ. Đây là có chuyện gì? Thần Thiên Sứ thở sâu khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Đạo Nhất hỏi. Đạo Nhất sắc mặt đạm mạc, cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, nói, không cảm ứng được bản nguyên đại đạo, không phải rất bình thường sao? Bằng không ta cũng sẽ không nói. Cái thế giới này là một cái lồng giam. Những cái kia âm hồn có thể đối phó nhóm chúng ta, mà nhóm chúng ta lại không cách nào tổn thương bọn hắn. Mà lại, phàm là xuất hiện ở cái thế giới này kẻ ngoại lai, đều sẽ bị bọn hắn cầm nã, cuối cùng ném vào một cái địa phương, không rõ sống chết. Bản nguyên thế giới không phải liên thông chư thiên vạn giới sao? Tiêu Phàm không hiểu nói hiện tại, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Quá mức vội vàng. Ngược lại không cách nào làm cho đầu não bảo trì thanh tỉnh. Ngươi nói không sai, bản nguyên thế giới xác thực có thể liên thông chư thiên vạn giới, nhưng là có một cái tiền đề. Đạo Nhất mặc dù lạnh lùng, nhưng là cũng là không ngại cho Tiêu Phàm bọn hắn giải hoặc. Hắn mặc dù bị nhốt số trăm vạn năm, nhưng là nội tâm vẫn là hy vọng ly khai cái này quỷ địa phương. Mà Tiêu Phàm sự xuất hiện của bọn hắn, chỉ ít có thể làm cho hắn nhiều một phần hy vọng. Cái gì tiền đề? Tiêu Phàm cau mày. Kia là chư thiên vạn giới, đều thuộc về bản nguyên thế giới phạm trù, nhưng là, tiên lung rõ ràng không phải. Đạo Nhất dừng một chút, giải thích nói, như thế nói với các ngươi thôi, ngươi trong miệng chư thiên vạn giới, chung quy là cùng một cái vũ trụ. Nhưng là, tiên lung rõ ràng cùng các ngươi chỗ thế giới không phải cùng một cái vũ trụ, các ngươi bản nguyên đại đạo tự nhiên không cách nào cảm ứng được. Không phải cùng một cái vũ trụ, Tiêu Phàm ba người hãi nhiên. Hôm nay đạt được tin tức, không khỏi nghe nói quá kinh người. Bọn hắn biết rõ tiên ma giới chỗ vũ trụ rất lớn, thậm chí lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mà tại vũ trụ khu vực biên giới, là thời không phần cuối, nơi đó thời gian đình chỉ, không gian trùng lặp, cho đến nay, còn chưa nghe nói có người thành công đi qua thời không phần cuối. Tự nhiên, cũng không có người biết rõ thời không phần cuối có cái gì.
nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm bọn hắn ba người có một chút phỏng đoán. Đi qua thời không phần cuối, có lẽ là một cái khác vũ trụ. Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, lão nhân coi mộ lại là bí mật truyền âm cho hắn, hắn hẳn không có nói láo, người này tiến vào giới này số trăm vạn năm, đối ứng nhóm chúng ta chỗ vũ trụ, hẳn là thời đại hoang cổ, hoặc là viễn cổ thời đại. Nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái tên là đạo nhất người, hắn hẳn là đến từ cái khác vũ trụ. Tiêu Phàm thở sâu, điểm này hắn tự nhiên cũng đã nghĩ đến. Cũng chính bởi vì vậy, hắn càng phát ra buồn rầu. Tự mình ba người lần này, sợ là có chút phiền phức. Các ngươi có lẽ không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Đạo nhất thở dài, số trăm vạn năm đến, người ta gặp qua không nhiều, nhưng cũng đã gặp 6 người, bọn hắn đều là đến từ khác biệt vũ trụ. Mà lại, cuối cùng bọn hắn đều không thể đào thoát âm hồn đuổi bắt. Những này tin tức, là nhóm chúng ta lẫn nhau xác minh đến. Mà những cái kia âm hồn, lực lượng của chúng ta căn bản không đối phó được bọn hắn. Người tốt xấu cũng là Hồng Mông Tiên Vương, làm sao? Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng, nhưng trên người người này xích sắt lại là tốt nhất chứng minh. Cái này cường đại gia hỏa, lại là đánh không lại những cái kia Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh âm hồn. Hồng Mông Tiên Vương, đạo nhất lắc đầu, vừa rồi nghe các ngươi nói qua một lần, đây là các ngươi vũ trụ đối cảnh giới xưng hô đi, đáng tiếc đây hết thảy đã vô dụng. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng tiếp tục vận dụng các ngươi trên người bản nguyên chi lực, như thế sẽ chỉ làm các ngươi chết càng nhanh. Tiêu Phàm mấy người không có phản bác, không có bản nguyên đại đạo chèo chống, bọn hắn bản nguyên chi lực căn bản không cách nào được bổ sung. Cũng chính là Tiêu Phàm, trên người hắn còn có không ít bản nguyên tiên tinh, bằng không mà nói, tất nhiên nửa bước khó đi. Các ngươi có phát hiện hay không, các ngươi thể nội bản nguyên chi lực ngay tại chậm rãi sói mòn. Đạo nhất đột nhiên tà mị cười một tiếng. Nhìn thấy cái này ra hỏa nụ cười, Tiêu Phàm ba người lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Mà lại, ba người cảm ứng một cái, lại là phát hiện thể nội bản nguyên chi lực ngay tại sói mòn. Dựa theo loại tốc độ này, có lẽ không bao lâu, liền sẽ triệt để tiêu tán. Một khi bản nguyên chi lực tiêu tán, bọn hắn đừng nói đánh thắng được âm hồn, đến thời điểm đoán chừng chạy trốn cũng khó khăn. Trở mặt các ngươi có muốn hay không sống sót, đạo nhất đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem ba người. Có muốn hay không sống sót, Tiêu Phàm ba người cười lạnh, cái này hắn nha không phải nói nhảm sao. Bất quá, bọn hắn phát hiện đạo nhất thái độ đột nhiên có chút không đúng, có lẽ hắn có biện pháp giải quyết bọn hắn hiện tại trạng thái, nhưng khẳng định không thể thiếu đánh đổi khá nhiều. Lại liên tưởng đến cái này ra hỏa cố ý bại lộ ba người tung tích, Tiêu Phàm ba người đối cái này ra hỏa càng phát ra đề phòng. Hắn cùng tự mình ba người giải thích nhiều như vậy, tất nhiên không phải cái gì hữu nghị, mà là nhường bọn hắn cảm thụ bất lực cùng bất đắc dĩ. Người có biện pháp nhường nhóm chúng ta sống sót, Tiêu Phàm mỉm cười, nghiêm túc nhìn xem đạo nhất. Đương nhiên, chỉ ít ta ở chỗ này đã sống sót số trăm vạn năm, điểm ấy sinh tồn chi đạo, vẫn phải có. Đạo nhất tự tin cười một tiếng, thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, cái này ra hỏa vừa rồi thừa dịp cùng Tiêu Phàm đối thoại của bọn họ, đã sờ rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Hiện tại, rốt cục nhịn không được bắt đầu thổ lộ răng nanh. Cái kia không biết, nhóm chúng ta phải bỏ ra cái gì. Tiêu Phàm tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, bằng không có thể sẽ nhịn không được giết chết cái này ra hỏa. Bất quá, hắn còn muốn lấy theo cái này ra hỏa trong miệng moi ra càng nhiều liên quan tới giới này tin tức, đương nhiên sẽ không nhường hắn tùy tiện chết đi. Ta chỉ cần, các ngươi trung thành, đạo nhất cười tủm tỉm nhìn xem ba người. Cũng không đợi Tiêu Phàm ba người trả lời, hắn mở ra thủ trưởng, một cái đen như mực quỷ dị phù văn nở rộ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, ta tạm thời không thể tin được các ngươi, nhất định phải tại thể nội trên thân lưu lại một đạo chú văn, chờ nhóm chúng ta cùng một chỗ ly khai cái này quỷ địa phương, ta biết giải mở. Dù sao, các ngươi thế nhưng là ba người, ta một người chưa chắc là đối thủ của các ngươi. Đạo nhất tiếp tục nói. Ngươi không tin nhóm chúng ta, Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, vậy ngươi cảm thấy nhóm chúng ta rất ngu ngốc sao? Đạo nhất nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc trở nên băng lãnh bắt đầu. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lần đầu gặp mặt, nhóm chúng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiêu Phàm tâm bình khí hòa cười nói, lại nói, ngươi cũng gặp qua 6 người, có thể bọn hắn đều đã chết.
nhóm chúng ta nếu là bằng lòng ngươi, hẳn là sẽ trở thành thứ bảy, thứ tám cùng thứ chín người a. Hừ, đạo nhất hừ lạnh một tiếng, tiện tay một nắm, trong tay đen như mực chú văn nổ tung, đã không biết điều, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, sẽ có các ngươi cầu ta một ngày. Nói đi, đạo nhất hơi vung tay cánh tay, trên người xích sắt hoa hoa tác hưởng, quay người chuẩn bị rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất, trong nháy mắt bị vô tận băng lãnh thay thế, cường hoành sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía đạo nhất quét sạch mà đi. Đạo nhất chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới, thân hình lại là một hơi một tí, cười lạnh nói, thế nào, muốn theo ta động thủ sao? Dạng này sẽ chỉ tăng tốc các ngươi tử vong. Tiêu Phàm, thần thiên sứ vội vàng gọi lại Tiêu Phàm. Nàng sợ Tiêu Phàm cùng đạo nhất liều mạng, cái này ra hỏa tốt xấu ở chỗ này sinh tồn số trăm vạn năm, có thể sống sót, khẳng định là có không kém năng lực. Mà bọn hắn mới đến, đối với cái này giới lạ lẫm không nói, lực lượng không cách nào được bổ sung, chưa chắc là cái này ra hỏa đối thủ. Không động thủ đúng không? Đạo nhất coi nhẹ cười một tiếng, cùng ban đầu thái độ so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người. Hồng hộc, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn. Gần như thế cự ly, mà lại là tập kích thức xuất thủ, đạo nhất có thể tránh thoát mới là lạ. Bất quá, đạo nhất cũng không có tránh ý tứ, ngược lại tại Tiêu Phàm xuất thủ một sát na kia, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Tại Tiêu Phàm ba người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn kiếm quang vậy mà quỷ dị xuyên qua đạo nhất thân thể, mà đạo nhất lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này, thần thiên sứ kinh ngạc không gì sánh được. Loại thủ đoạn này, không phải là những cái kia âm hồn sao? Có thể đạo nhất rõ ràng có được huyết nhục chi khu, làm sao có thể tránh thoát Tiêu Phàm công kích? Một đám vô tri người, thật sự là đáng thương. Đạo nhất cười nhạo không thôi, thần sắc cũng biến thành lạnh lẽo bắt đầu, các ngươi coi là, lão tử có thể ở chỗ này sống số trăm vạn năm, một điểm thủ đoạn cũng không có sao. Ngươi tu luyện âm hồn thủ đoạn, Tiêu Phàm cũng không e ngại, ngược lại híp híp hai mắt. Vừa rồi một sát na kia, đạo nhất mặc dù ẩn tàng cực sâu, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm giác được thân thể của hắn phát sinh biến hóa vi diệu, không còn là huyết nhục chi khu. Ngươi cứ nói đi, đạo nhất tà mị cười một tiếng, đột nhiên quay người từng bước một hướng đi Tiêu Phàm, cùng các ngươi giảng giải nhiều như vậy, thật coi lão tử là cái người hiền lành. Nguyên bản ta còn dự định, các ngươi nếu là nguyện ý quy thuận tại ta, có lẽ còn có thể dạy các ngươi một điểm thủ đoạn bảo mệnh. Không nghĩ tới các ngươi sẽ cự tuyệt, cái này cũng không có gì, dù sao ai cũng có chút lòng đề phòng, nhưng ta tin tưởng, các ngươi cuối cùng có chuyện nhờ ta một ngày. Đáng tiếc, ngươi không hảo hảo trân quý cơ hội, đạo nhất vừa nói, một bên tới gần Tiêu Phàm, khí thế trên người cũng biến thành lăng lệ. Hô, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lần nữa động thủ, một đạo lợi mang bắn ra mà ra. Đều đã nói qua, chuyện này đối với lão tử vô dụng. Đạo nhất coi nhẹ cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm Tiêu Phàm công kích. Chỉ là sau một khắc, nụ cười của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Phốc, một đạo huyết quang từ trên người hắn nở rộ, tại hắn ngực, có một đạo dữ tợn kinh khủng vết kiếm, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Làm sao có thể, đạo nhất lộ ra vẻ không dám tin. Hắn có thể xác định, cái này ba cái gia hỏa là vừa vặn tiến vào cái này địa phương. Bọn hắn căn bản không hiểu giới này phương pháp tu luyện, lại thế nào khả năng làm bị thương tự mình. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới hắn chấn kinh, lần nữa xuất thủ, mấy đạo kiếm mang nở rộ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Gần như vậy cự ly, đạo nhất dù là có lòng muốn tránh, cũng căn bản tránh không rơi. Phù một tiếng, đạo nhất tứ chi nghe tiếng mà rơi, máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Không chờ hắn phản ứng, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, tràn đầy thiên phù văn nở rộ, trong nháy mắt chui vào đạo nhất thể. Bản nguyên chi lực mặc dù không cách nào làm bị thương hắn, nhưng phù văn cũng không thuộc về tại loại này. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Đạo nhất khóe miệng ngậm lấy tiên huyết, vừa sợ vừa giận trừng mắt Tiêu Phàm ba người. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ nhìn thấy một màn này, thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn nghĩ không hiểu, vì sao Tiêu Phàm lần thứ nhất không đả thương được cái này ra hỏa, có thể lần thứ hai lại như thế gọn gàng. Đạo nhất dù sao cũng là Hồng Mông Tiên Vương, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Tiêu Phàm bắt lại rồi. Đây hết thảy, để cho hai người cảm thấy cực kỳ không chân thực. Nào chỉ là bọn hắn, đạo nhất cũng giống như thế,
không phải đã nói cho ngươi biết sao, nhóm chúng ta là người mới tới. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, cúi người xuống, thản nhiên nói, hiện tại, có thể cùng ta nói chuyện cẩn thận sao? Đạo Nhất trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, nhiều năm trực giác nói cho hắn biết, cái này tiểu tử cực kỳ nguy hiểm. Nên nói cho, ta đã nói cho các ngươi biết. Đạo Nhất cắn răng nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, quanh năm đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Không, như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù ngay từ đầu hắn đối Đạo Nhất ôm có tốt thái độ, mà lại Đạo Nhất cũng không có nhường bọn hắn hoài nghi. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, Đạo Nhất vậy mà uy hiếp bọn hắn. Hắn Tiêu Phàm, là loại kia sẽ cho người uy hiếp người sao? Hiển nhiên không phải, nói cho ta, âm hồn phương pháp tu luyện. Nhìn thấy Đạo Nhất trầm mặc, Tiêu Phàm lần nữa lạnh băng băng nói. Xác minh theo Tiêu Phàm lời nói rơi xuống, tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Đạo Nhất âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nội tâm của hắn tính toán rất nhanh về. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao Tiêu Phàm khả năng công kích làm bị thương hắn, vô số tuế nguyệt đến nay, hắn gặp gỡ kẻ ngoại lai cũng có mấy cái, nhưng đây là lần thứ nhất tổn thương bên ngoài người đến trong tay. Ta không có nhiều như vậy thời gian với ngươi lãng phí, cuối cùng cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, tu la kiếm gác ở Đạo Nhất trên cổ. Đạo Nhất con ngươi co rụt lại, cảm nhận được Tiêu Phàm sát ý, hắn toàn thân nổi lên nổi da gà. Ta không có cụ thể phương pháp tu luyện, Đạo Nhất hít sâu một cái nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, tu la kiếm hơi động một chút, cắt Đạo Nhất cổ, tiên huyết thẩm thấu mà ra. Ta sở dĩ không cách nào bị công kích đến, là bởi vì ta có thể thời gian ngắn bên trong đem bản nguyên chi lực chuyển hóa thành âm khư chi lực. Đạo Nhất sợ Tiêu Phàm trực tiếp hạ tử thủ, vội vàng giải thích nói. Âm khư chi lực, Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn vừa rồi tra xét rõ ràng qua Đạo Nhất trạng thái thân thể, quanh thân tràn ngập một loại kỳ lạ năng lượng, dường như thời không chi lực, nhưng hắn chỗ sâu một mảnh khác thời không, cho nên công kích không đến. Nhưng trên thực tế, Đạo Nhất vẫn như cũ cùng bọn hắn tại cùng một cái thời không, điểm này, quá quỷ dị. Mà Tiêu Phàm sở dĩ có thể làm bị thương hắn, dựa vào không phải hồng mông tiên lực, mà là sáu đạo tiên kinh tích chứa lực lượng. Điểm này, Tiêu Phàm cũng là trước đây không lâu mới phát hiện. Khi hắn tiến vào âm khư chi địa về sau, lục đạo luân hồi kinh đã lặng yên vận chuyển, đem hắn thể nội hồng mông tiên lực chậm rãi chuyển hóa thành một loại kỳ lạ năng lượng. Cũng chính là loại này năng lượng mới có thể gây tổn thương cho đến Đạo Nhất. Hiện tại xem ra, lục đạo luân hồi kinh đản sinh kỳ dị năng lượng, hẳn là âm khư chi lực. Cái này khiến Tiêu Phàm nội tâm chấn động không gì sánh nổi, nội tâm của hắn đang nghĩ, chẳng lẽ tiên kinh là âm khư chi địa tu luyện công pháp? Đáng tiếc, tiên kinh chỉ có thể nhường một cá nhân tu luyện, hắn không cách nào truyền thụ cho lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ. Kể từ đó, chỉ có thể cùng Đạo Nhất tìm kiếm phương pháp tu luyện. Không tệ, ta cũng là bỏ ra số trăm vạn năm, hấp thu nơi đây thiên địa năng lượng, mới đem bản nguyên chi lực chuyển hóa làm âm khư chi lực, nhưng là chuyển hóa hiệu quả rất kém cỏi. Một luồng âm khư chi lực, cần gấp 10 bản nguyên tiên lực, khiến cho thực lực của ta giảm bớt đi nhiều, lúc này mới bị âm hồn bắt lấy. Đạo Nhất nói một hơi, không còn dám có bất kỳ giấu giếm nào. Mà lại, hắn chỗ biết đến đồ vật xác thực có hạn, nghĩ biên cái cớ cũng không cách nào làm được. Bởi vì Tiêu Phàm tùy thời có thể lấy xác minh. Liền không có những phương pháp khác, nhanh chóng chuyển hóa âm khư chi lực sao? Tiêu Phàm cau mày, hắn nhưng không có trăm vạn năm đến lãng phí. Hẳn là có, Đạo Nhất ánh mắt lấp lóe. Hẳn là có, Tiêu Phàm rất hiển nhiên không hài lòng đáp án này. Những cái kia âm hồn, hẳn là cũng có cụ thể phương pháp, bất quá bọn hắn đều là lấy tiểu đội tình thế xuất hiện, mỗi lần đều là 10 người. Muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được tu luyện công pháp, cực kỳ khó khăn. Đạo Nhất thở sâu. Tiến vào âm khư chi địa số trăm vạn năm, hắn cũng không phải không nghĩ tới theo âm hồn trong miệng tìm kiếm phương pháp tu luyện. Nhưng là, cuối cùng đều là thất bại. Tạm thời tin tưởng ngươi, Tiêu Phàm thu hồi tu la kiếm, trầm giọng hỏi, kia âm hồn cảnh giới như thế nào phân chia? Âm hồn hết thảy có thập nhị giai, trước đó các ngươi nhìn thấy âm hồn thuộc về tam giai âm hồn. Ta cũng là cấp độ này. Đạo Nhất thở sâu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn dù sao cũng là cái khác vũ trụ cường giả tối đỉnh, mà tiến vào nơi này, lại trở thành tầng dưới chót tồn tại. Loại cảm giác này cũng không phải tốt bao nhiêu,
có thể còn sống số trăm vạn năm, đại bộ phận thời gian đều là tại ẩn núp. Tiêu Phàm trong ba người tâm chấn động, Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh thực lực, vậy mà chỉ là tam giai âm hồn. Kia rất cường đại thập nhị giai âm hồn, lại là như thế nào đáng sợ. Nếu là dựa theo đạo nhất nói, tứ giai âm hồn liền tương đương với Hồng Mông Tiên Vương, kia ngũ giai âm hồn chẳng phải là siêu việt Hồng Mông Tiên Vương. Tiêu Phàm âm thầm phủ định loại phỏng đoán này. Hồng Mông Tiên Vương bản nguyên đại đạo mỗi gia tăng 100 mét, thực lực gấp bội, ngũ giai âm hồn hẳn là chỉ là tương đương với bản nguyên đại đạo 9,200 mét Hồng Mông Tiên Vương. Cứ thế mà suy ra, thập nhị giai âm hồn hẳn là bản nguyên đại đạo vượt qua 9,900 mét Hồng Mông Tiên Vương. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp âm hồn thực lực, lát nữa nghĩ biện pháp bắt một chút âm hồn liền có thể đạt được xác minh. Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Những cái kia âm hồn hành động có gì quy luật? Tiêu Phàm lần nữa hỏi. Không có cái gì quy luật, bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện, cũng có thể là vài vạn năm mới xuất hiện một lần. Đạo nhất lắc đầu, dù là tại giới này chờ đợi số trăm vạn năm, cũng không có sở rõ ràng âm hồn quy luật. Tiêu Phàm cũng không có hoài nghi, tiếp tục nói, vậy trong này, cuối cùng hẳn là có âm hồn căn cứ A. Có, đạo nhất khẳng định gật gật đầu. Nhìn chằm chằm một cái phương hướng nói, cái kia phương hướng mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, có một tòa âm khư tiên thành, ở vào giới này trung ương nhất, cũng là giới này duy nhất thành trì. Phàm là bị tóm kẻ ngoại lai, cũng bị mang đến âm khư tiên thành, người không phải là muốn đánh âm khư tiên thành chủ ý à. Tiêu Phàm, việc này tạm thời không thể làm. Lão nhân coi mộ tự nhiên cũng đoán được Tiêu Phàm tâm tư, vội vàng nói, việc cấp bách, nhóm chúng ta nhất định phải đem tiên lực chuyển hóa thành âm khư chi lực. Nếu không chiến đấu rất ăn thiệt thòi. Có thể không thiệt thòi sao? Âm hồn có thể công kích đến bọn hắn, mà bọn hắn lại công kích không đến âm hồn, một khi tiên lực hao hết, đoán chừng chỉ có chạy trốn mệnh. Yên tâm, ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, tiền bối, làm phiền các ngươi hai người thay ta hộ pháp, ta cần xác minh một chút đồ vật. Nói đi, Tiêu Phàm nhấc lên đạo nhất lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, mấy người đi tới một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Tiêu Phàm bố trí một phen kết giới, lúc này mới bắt đầu bế quan. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Tiêu Phàm có thể làm bị thương đạo nhất, hiển nhiên là hắn có thu hoạch, có lẽ có thể tự hành tìm tòi đến âm hồn phương pháp tu luyện cũng không nhất định. Tiêu Phàm xếp bằng ở một khỏa lớn trên tảng đá, tâm thần chìm vào thể nội. Ia ia vạn nguyên huyễn thú nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, phát ra trận trận thanh âm vui sướng. Người biết rõ âm khư chi lực chuyển hóa chi pháp, Tiêu Phàm nghe được Vạn Nguyên gật đầu kêu to, không khỏi kinh ngạc. Ồ, đột nhiên, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, lại là phát hiện, Vạn Nguyên huyễn thú trên thân tán phát khí tức, vậy mà cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cảnh giới vẫn là cảnh giới kia, có thể trên người hắn Hồng Mông tiên lực, lại là triệt để chuyển hóa thành loại kia kỳ lạ năng lượng. Âm khư chi lực, ia ia Vạn Nguyên huyễn thú gầm nhẹ, đáp lại Tiêu Phàm. Ngươi nói là, Hồng Mông tiên lực cùng âm khư chi lực nhưng thật ra là cùng một cấp độ lực lượng, chỉ là cải biến thân thể cấu tạo, tương đương với nhường nhục thân hư hóa. Tiêu Phàm kinh dị không gì sánh được, khó trách bọn hắn công kích không cách nào làm bị thương âm hồn, nguyên lai là chuyện như vậy. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên, chỉ là, cái này chuyển hóa quá trình tiêu hao tiên lực quá lớn, khó trách cần gấp 10 tiên lực. Hắn cũng không muốn tiêu hao gấp 10 tiên lực chuyển hóa làm âm khư chi lực, dù sao, hắn cũng không muốn chiến lực của mình giảm bớt đi nhiều. Tiểu Vạn, cảnh giới của ngươi tại sao không có rơi xuống? Tiêu Phàm đột nhiên mắt thấy Vạn Nguyên huyễn thú, tinh quang lấp lóe. Chuyển hóa nhìn thấy Vạn Nguyên huyễn thú trạng thái, Tiêu Phàm nội tâm có chút chờ mong. Nếu là mình cũng có thể đem tất cả Hồng Mông tiên lực chuyển hóa thành âm khư chi lực, vậy hắn thực lực sẽ không giảm bớt đi nhiều. Có lẽ có thể cùng bát giai âm hồn một trận chiến. Thực lực, thế nhưng là tại giới này sinh tồn căn bản. Ea Vạn Nguyên huyễn thú hóa thành một cái thú nhỏ rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai, bất quá cùng lúc trước màu sắc khác nhau, hiện tại nó, toàn thân lông tóc biến thành trắng đen xen kẽ điểm lấm tấm. Ngươi nói ta vốn là có thể hư hóa, Tiêu Phàm trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Sau một khắc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể của hắn bỗng trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay tại cho Tiêu Phàm hộ pháp lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ, cùng đạo nhất, đột nhiên không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể,
Đạo Nhất càng là kinh hô mà ra, tựa như thấy quỷ. Cũng khó trách hắn như thế rung động, hắn bỏ ra trên trăm vạn năm mới tìm tòi đến phương pháp, Tiêu Phàm vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian không đến liền hoàn thành. Mà lại, xem Tiêu Phàm trạng thái thân thể, rõ ràng là toàn bộ hư hóa. Không hổ là cái này tiểu tử, lão nhân coi mộ hiểu ý cười một tiếng, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trên người Tiêu Phàm, hắn thấy qua quá nhiều không có khả năng, cuối cùng cũng biến thành khả năng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên thân cổ động cường hoành khí tức, quanh thân tiêu tán lấy một loại kỳ lạ năng lượng. Đạo Nhất con người kịch liệt co vào, hắn làm sao không biết rõ, kia kỳ lạ năng lượng, không phải liền là âm khư chi lực sao? Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong, cảm nhận được thân thể triệt để hư hóa hắn, trong thoáng chốc minh bạch cái gì? Người ta vốn là một thể, năng lực của ngươi, nguyên lai ta cũng có thể nắm giữ. Tiêu Phàm sờ lên vạn nguyên huyễn thú đầu, hiểu ý cười một tiếng, đã không cần tiêu hao bản nguyên tiên lực chuyển hóa thân thể, vậy ta cảnh giới liền sẽ không rơi xuống. Chỉ là, không nghĩ tới tiên kinh lại là tu luyện âm khư chi lực công pháp, kể từ đó, ta chỉ cần đem hồng mông tiên lực chuyển hóa thành âm khư chi lực là được rồi. Điểm này, Tiêu Phàm trước đó liền có chỗ phỏng đoán, nhưng chân chính vận chuyển công pháp thời khắc, hắn vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Tiên kinh lại là tu luyện âm khư chi lực công pháp, đây chẳng phải là nói, tiên kinh vốn là thuộc về âm khư chi địa. Ia ia vạn nguyên huyễn thú lại gầm nhẹ vài tiếng. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, người nói là, tiên ma động bên trong những cái kia khư thú, thể nội cũng ẩn chứa âm khư chi lực. Trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại vạn nguyên huyễn thú thôn phệ kia vô số khư thú lúc, trắng như tuyết lông tóc biến thành màu đen một màn. Lại liên tưởng đến khư thú cùng âm hồn chỗ tương tự, một cái to gan phỏng đoán hiện lên ở Tiêu Phàm não hải. Tạp khả năng đến từ âm khư chi địa, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, tin tức này đơn giản nghe nói quá kinh người. Khó trách tạp thực lực khủng bố như thế, mà lại có thể đồng thời tu luyện nhiều bộ tiên kinh. Nếu là lúc nào tới từ âm khư chi địa, vậy liền có thể giải thích. Tiên kinh đối với tiên ma giới tới nói cực kỳ đặc thù, nhưng tại âm khư chi địa, đoán chừng cũng chỉ là một bộ cường đại công pháp mà thôi. Liền như là bọn hắn, có thể đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp, căn bản sẽ không lên bất kỳ xung đột nào. Mà lại, hắn nhớ kỹ, muốn làm bị thương tạp, chỉ có tiên lực. Mà tiên lực, là cùng âm hồn chi lực cùng một cấp bậc lực lượng, chỉ là thuộc về thế giới khác nhau mà thôi. Nghĩ đến tạp tiến vào tiên ma giới, thể nội âm khư chi lực, cũng hướng phía tiên lực chuyển hóa, không, tiên lực cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Ia ia vạn nguyên huyễn thú gầm nhẹ. Khó trách khư tộc không có bản nguyên đại đạo cũng có thể tồn tại, nguyên lai tạp là dựa theo giới này âm hồn sáng tạo khư tộc. Tiêu Phàm thở sâu, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía vạn nguyên huyễn thú, bây giờ vạn nguyên huyễn thú sớm đã thoát ly khư tộc phạm trù, có lẽ, xưng là âm hồn càng thêm phù hợp. Đương nhiên, dựa theo âm khư chi địa cách gọi, nó hẳn là được xưng là tiên linh. Mà lại, hắn còn có được cửu giai thực lực. Nói cách khác, tạp có thể ly khai giới này, tiến vào tiên ma giới, kia nhóm chúng ta cũng đồng dạng có thể có cơ hội ly khai. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút sáng lên. Thiếu Khuynh đang ngồi xếp bằng tại ý thức không gian, toàn thân tâm vận chuyển lục đạo luân hồi kinh. Thể nội hồng mông tiên lực cực tốc hướng phía âm khư chi lực chuyển hóa. Nguyên bản ta bản nguyên đại đạo chỉ có hơn 9.200 mét, cho dù ta toàn bộ luyện hóa, như thường tới nói, tối đa cũng chỉ có thể tương đương với ngũ giai âm hồn thực lực. Tiêu Phàm nhìn thấy thể nội hồng mông tiên lực biến mất, không chỉ có nhíu mày. Hắn không biết rõ. Bản nguyên đại đạo tăng phúc tại giới này có hữu dụng hay không? Bất quá nghĩ đến hẳn là vô dụng, dù sao hai thế giới quy tắc căn bản khác biệt. Nhưng như thế vừa đến, thực lực của hắn tại âm khư chi địa, cũng quá yếu đi. Có thể hay không thừa này cơ hội, luyện hóa bản nguyên tiên tinh đến chuyển hóa âm khư chi lực đâu? Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, tại lão nhân coi mộ mấy người kinh ngạc trong ánh mắt. Tiêu Phàm lấy ra đại lượng bản nguyên tiên tinh. Phanh phanh, không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, vô số bản nguyên tiên tinh nổ tung, cuồn cuộn tiên lực tràn vào trong cơ thể hắn. Hữu dụng, cảm nhận được như là như hồng thủy tiên lực tiến vào thể nội, mà lại nhanh chóng chuyển hóa thành âm khư chi lực, Tiêu Phàm nội tâm cuồng hỉ. Nếu như không phải là vì thay lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ lưu một chút bản nguyên tiên tinh dự bị,
có lẽ hắn đã sớm đem tất cả bản nguyên tiên tinh lấy ra. Tiêu Phàm cảm giác tự thân lực lượng điên cuồng tăng vọt, mừng rỡ trong lòng. Theo thời gian rời đổi, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác tự mình hư hóa thân thể trở nên có chút bành trướng, dường như bất cứ lúc nào muốn nổ tung. Ia phát giác được Tiêu Phàm trạng thái vạn nguyên huyễn thú gầm nhẹ bắt đầu. Không được, không thể tiếp tục như vậy, thân thể của ta không phải nổ tung không thể. Tiêu Phàm trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn cũng không phải lo lắng thân thể nổ tung liền sẽ tử vong, mà là không muốn lưu lại di chứng. Dù sao, hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử. Tiêu Phàm đình chỉ tiếp tục hấp thu, cảm thụ một cái tự thân lực lượng, hoàn toàn không thua tự mình có được bản nguyên đại đạo tăng phúc đỉnh phong thời kỳ. Thực lực của ta, hẳn là tương đương với bát giai âm hồn lực lượng, có lẽ cửu giai âm hồn cũng có thể một trận chiến, lát nữa tìm cơ hội là thử một cái. Tiêu Phàm âm thầm suy tư. Chí ít, hiện tại hắn thực lực, tại giới này đã có sinh tồn căn bản. Hắn cũng không có dự định cùng đạo nhất, nhìn thấy tam giai âm hồn đều chỉ có thể trốn đông trốn tây, cuối cùng còn bị bắt được. Ea vạn nguyên huyễn thú vui sướng kêu to. Cùng vui, so với ngươi, thực lực của ta đoán chừng còn thiếu một chút. Tiêu Phàm sờ lên vạn nguyên huyễn thú đầu, vạn nguyên huyễn thú thế nhưng là có được cửu giai âm hồn lực lượng, dù là hắn cũng không có quá lớn phần thắng. Đúng rồi, ngươi có thể biết rõ như thế nào nhường lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ tu luyện âm khư chi lực. Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Vạn nguyên huyễn thú lắc đầu, nó trước kia chính là khư thú. Bây giờ cùng âm hồn cơ hồ không có quá lớn khác nhau, tự nhiên mà vậy có thể tu luyện âm hồn chi lực. Mà Tiêu Phàm, lại là bởi vì lục đạo luân hồi tiên kinh nguyên nhân. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn làm mấy bộ giới này công pháp mới được. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hắn nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí, dù sao còn phải tìm kiếm thời không lão nhân tung tích của bọn hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm trong nháy mắt rời khỏi không gian ý thức. Nếu không ổn lấy một điểm Tiêu Phàm, như thế nào? Lão nhân coi mộ nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, thần sắc có chút vội vàng. Luận thực lực chân chính, hắn ở xa Tiêu Phàm phía trên, có thể vào âm khư chi địa, thực lực của hắn căn bản không cách nào phát triển bất cứ tác dụng gì. Hiện tại hắn cùng thần thiên sứ, ngược lại đến ỷ vào Tiêu Phàm. Coi như thuận lợi, Tiêu Phàm cười cười. Làm sao có thể, bên cạnh nói vừa thấy được Tiêu Phàm trạng thái. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tại âm khư chi địa chờ đợi số trăm vạn năm, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm giờ phút này chính là chân chính âm hồn chi thể, mà lại hắn tán phát khí tức, cực kỳ khủng bố. Trước đó hắn sở dĩ có dũng khí uy hiếp Tiêu Phàm mấy người, là bởi vì hắn có thể công kích đến bọn hắn, mà Tiêu Phàm mấy người không làm gì được hắn. Nhưng là hiện tại, đạo nhất có dũng khí cảm giác, Tiêu Phàm một cái ngón tay liền có thể tùy tiện bóp chết hắn. Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được, chỉ có thể nói rõ ngươi quá phế đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc qua đạo nhất. Quá phế đi, đạo nhất dường như gặp trọng đại đả kích. Tại hắn chỗ thế giới, hắn cũng là đứng tại tu luyện giới kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, ai dám nói hắn quá phế. Nhưng hôm nay lại đạt được Tiêu Phàm đánh giá như vậy, mấu chốt hắn còn không có lực lượng phản bác. Muốn tìm được bọn hắn. Đầu tiên nhất định phải lấy tới một bộ âm khư chi địa công pháp, đem hồng mông tiên lực chuyển hóa làm âm khư chi lực, bằng không mà nói, các ngươi căn bản không cách nào thi triển tay chân. Tiêu Phàm trịnh trọng nhìn xem thủ mộ lão nhân đạo. Ngươi có kế hoạch gì? Lão nhân coi mộ gật gật đầu. Hiện tại hắn cùng thần thiên sứ, đều cần Tiêu Phàm bảo hộ. Bằng không mà nói, dù là gặp gỡ tam giai âm hồn, bọn hắn cũng chịu không nổi. Một khi gặp gỡ tứ giai trở lên âm hồn, bọn hắn đoán chừng chỉ có con đường trốn. Đạo nhất đúng không? Tiêu Phàm không có trả lời lão nhân coi mộ, ngược lại nhìn về phía đạo nhất, người muốn chết, vẫn là muốn sống. Đạo nhất hai mắt tối đen, cái này hắn nha còn cần chọn sao? Đương nhiên là muốn sống, mang nhóm chúng ta săn giết một chút âm hồn. Tiêu Phàm nhìn thấy đạo nhất không nói, tiếp tục nói, trên mặt hiện lên một vòng tà ác nụ cười. Mặc dù đạo nhất nói cho hắn biết, âm hồn hành động căn bản không có quy luật mà theo. Nhưng Tiêu Phàm cũng không tin tưởng. Nếu là đạo nhất thật không có nắm giữ âm hồn hành động quy luật, hắn lại thế nào khả năng tại âm khư chi địa co đầu rút cổ số trăm vạn năm? Đoán chừng sớm đã bị những cái kia âm hồn cho bắt đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, đạo nhất toàn thân một cái giật mình.
dù là hắn gặp gỡ âm hồn vòng vây, cũng chưa từng như thế sợ hãi. Được, đạo nhất khẽ cắn môi. Như là đã rơi vào Tiêu Phàm trong tay, hắn liền đã thân bất do kỷ. Hắn rất rõ ràng, đối với không có bất kỳ giá trị gì phế vật, Tiêu Phàm là không ngại trực tiếp xử lý. Dù sao, giữ ở bên người cũng không có bất kỳ giá trị gì không nói, ngược lại thành vì một cái vướng víu. Mấy ngày sau, đạo nhất mang theo Tiêu Phàm ba người xuất hiện tại một mảnh mê vụ lượn lờ trong rừng rậm. Nhưng Tiêu Phàm kinh dị là, lấy thực lực của hắn, vậy mà đều hoàn toàn không cách nào nhìn thấu mê vụ. Bất quá, hắn cũng có thể cảm nhận được, những này trong sương mù, ẩn chứa một loại thuần túy năng lượng. Đây là Thái Khư Sơn Mạch, ẩn chứa tu luyện âm khư chi lực lực lượng, ta từng tại nơi này ẩn núp mấy chục vạn năm, lúc này mới lục lọi ra tu luyện âm hồn chi lực phương pháp. Về sau tìm tới cơ hội, xử lý một cái tam giai âm hồn, đạt được một bộ tu luyện âm khư chi lực công pháp. Địa phương khác khả năng không có âm hồn, nhưng là nơi này, khẳng định có, bọn hắn vừa có thời gian, liền sẽ tới đây tu luyện. Có thể nói, Thái Khư Sơn Mạch chính là âm hồn tu luyện thánh địa một trong. Chỉ là, muốn đi vào khá là phiền toái, nơi này có không ít âm hồn tuần tra. Đạo nhất nhìn qua phía trước sương mù tràn ngập, mông lung sơn mạch. Trong lòng có chút phát run. Hắn thấy, đó căn bản không phải cái gì cầu thí tu luyện thánh địa, mà là một cái ăn người địa phương. Hắn nếu không phải có chút thủ đoạn, đoán chừng sớm đã chết ở bên trong. Thật sao, Tiêu Phàm không có hoài nghi đạo nhất lời nói. Thậm chí, hắn cũng giải trừ đạo nhất trên người phong ấn, hắn tốt xấu cũng có được tam giai âm hồn lực lượng, chí ít có một chút tự vệ thực lực. Về phần chính Tiêu Phàm, bảo hộ lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ liền đã không thể không cẩn thận nghiêm túc. Người kia công pháp cũng quá lạt kê đi, cần tốn hao số trăm vạn năm, mới có được tam giai âm hồn thực lực. Lão nhân coi mộ khinh bỉ nhìn xem đạo nhất. Đạo nhất khóe miệng hơi rút ra, mặt âm trầm nói, có thể tìm tới một bộ công pháp, đã rất không tệ, phải biết, âm hồn đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ có đạt tới cảnh giới tương xứng, khả năng có được cao hơn công pháp. Ồ, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Ý của ngươi là, cao hơn đẳng cấp âm hồn, có tu luyện công pháp liền càng cường đại. Tiêu Phàm kỳ thật vẫn là có chút bội phục đạo nhất, có thể một mình một người sống sót số trăm vạn năm, đã đúng là không dễ. Nếu không phải hắn tu luyện lục đạo luân hồi kinh, thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng có được thực lực bây giờ. Không tệ, đạo nhất khẳng định gật gật đầu, ta bỏ ra mười mấy vạn năm, thành công tu luyện ra nhất giai âm hồn lực lượng, nhưng là, ta đã từng trốn ở nơi này. Gặp qua cái khác âm hồn tu luyện. Cao hơn đẳng cấp âm hồn, hắn cô đọng âm khư chi lực tốc độ càng nhanh, ngoại trừ công pháp, ta nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Vậy thì tìm đầu bát giai âm hồn thử một lần, Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Bát giai âm hồn, đạo nhất trừng lớn lấy hai mắt, còn tưởng rằng tự mình nghe lầm, nuốt nước miếng một cái nói, ngươi không phải nói đùa. Hắn biết rõ hiện tại Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng hắn thấy, tối đa cũng chỉ là có được ngũ giai âm hồn thực lực. Muốn đối phó bát giai âm hồn, không khác người si nói mộng. Không chỉ là đạo nhất, liền liền lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ cũng bị Tiêu Phàm ý nghĩ dọa cho nhảy một cái. Tiêu Phàm, nếu không ổn lấy một điểm, lão nhân coi mộ thấp giọng nói. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm bĩu môi, nói, ngươi hẳn là biết rõ, thời gian đối với chúng ta tới nói trọng yếu bực nào. Cấp quá thấp công pháp, đối với các ngươi tới nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Các ngươi cũng không muốn cùng hắn, ở chỗ này đợi số trăm vạn năm a. Lão nhân coi mộ không có phản bác, thời gian đối với bọn hắn mà nói, thật quá trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới thời không lão nhân bọn hắn, sau đó tìm cơ hội trở về tiên ma giới. Ai biết rõ tạp cái gì thời điểm phá vỡ lục đạo luân hồi phong ấn, nếu là bọn hắn những người này biến mất, tiên ma giới kết cục không cách nào tưởng tượng. Yên tâm, ta có nắm chắc. Nhìn thấy lão nhân coi mộ lo lắng, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Kỳ thật hắn đã coi như là bảo thủ, dù sao chính hắn liền tương đương vu bát giai âm hồn, lại thêm cửu giai âm hồn thực lực vạn nguyên huyễn thú, hai người liên thủ đối phó một đầu cửu giai âm hồn, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng là, Tiêu Phàm vì để phòng vạn nhất, không thể không bảo thủ một điểm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, hướng phía Thái Khư Sơn Mạch đi đến. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ theo sát Tiêu Phàm bước chân. Đạo nhất đứng tại chỗ một hơi một tí, mắt thấy Tiêu Phàm thân ảnh của bọn hắn sắp biến mất, hắn khẽ cắn môi, cũng đi theo.
chỉ là tương đương với tam giai âm hồn hắn, căn bản không có sống tiếp nắm chắc, duy nhất sinh lộ, chính là đi theo Tiêu Phàm. Thiếu Khuynh, một đoàn người hoàn toàn biến mất tại trong sương mù. Tập sát Thái Khư Sơn Mạch cực kỳ yên lặng, cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì, giống như một mảnh tử địa. Lão nhân coi mộ mấy người cảm giác 10 điểm khó chịu, thân thể tại tiếp xúc những cái kia sương mù về sau, thể nội bản nguyên chi lực không khô mất. Nếu là bình thường, cái này cũng không tính là gì. Nhưng là, bây giờ bọn hắn bản nguyên chi lực không cách nào bổ sung. Theo bản nguyên chi lực càng ngày càng ít, một khi gặp gỡ âm hồn, bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nơi đây âm khư năng lượng cực kỳ hùng hậu, cho các người đầy đủ thời gian, các người cũng đồng dạng có thể đem các người chỗ vũ trụ lực lượng, triệt để chuyển hóa làm âm khư chi lực. Đạo nhất nhìn thấy lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi an ủi một câu. Bất quá, hắn còn có một câu không nói. Đó chính là, âm hồn căn bản sẽ không cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Hắn có thể ở chỗ này ẩn núp mấy chục vạn năm, thành công đem lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành âm khư chi lực, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì vận khí tương đối tốt mà thôi. Những người khác tiến vào nơi này, phần lớn đều sẽ bị âm hồn phát hiện, sau đó bị bắt đi. Đúng rồi, những cái kia bị âm hồn bắt đi người, biết rõ xử trí như thế nào sao? Lão nhân coi mộ đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên. Muốn dựa vào mấy người bọn họ đi tìm thời không lão nhân đám người tung tích, giống như mò kim đáy biển, căn bản không thực tế. Thời không lão nhân bọn hắn tiến vào âm khư chi địa, hơn phân nửa là không cách nào đem hồng mông tiên linh chuyển hóa thành âm khư chi lực. Dựa theo đạo nhất lời nói, thời không lão nhân bọn hắn cũng vô cùng có khả năng bị âm hồn bắt đi. Không biết rõ, bất quá bọn hắn đều sẽ bị mang đến âm khư chi thành. Đạo nhất lắc đầu, đề cập âm khư chi thành, hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sợ hãi. Có một chuyện hắn không có nói cho Tiêu Phàm bọn hắn, đó chính là hắn đã từng vụng trộm tới gần qua âm khư chi thành, muốn chui vào. Đáng tiếc, còn chưa đi đến thành cửa ra vào, liền bị mấy đầu âm hồn phát hiện. Nếu không phải hắn tốc độ chạy trốn không chậm, đoán chừng hiện tại đã lành lạnh. Nghe được đạo nhất, Tiêu Phàm ba người có chút thất lạc. Xem ra, muốn tìm được lão sư bọn hắn, 8-9 phần 10 nhất định phải tiến về âm khư chi thành một chuyến. Tiêu Phàm thở dài. Lão sư, đạo nhất bỗng nhiên giật mình, con người có chút co rụt lại. Tiêu Phàm kinh khủng hắn đã bản thân trải nghiệm qua, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại còn có một cái lão sư. Làm lão sư, hắn thực lực chẳng phải là càng thêm cường đại. Nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, rất muốn hỏi thăm Tiêu Phàm, các ngươi là đến từ cái nào vũ trụ, làm sao khủng bố như vậy? Phải biết, hắn chỗ vũ trụ, thực lực của hắn chính là đứng đầu nhất. Xem ra chỉ có cái này biện pháp, lão nhân coi mộ gật gật đầu, con người càng phát ra thâm thúy. Việc cấp bách, là tìm tới âm hồn phương pháp tu luyện. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Đột nhiên, hắn khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, các người ba người tại nơi này chờ ta đi một chút liền đến. Tiêu Phàm, lão nhân coi mộ trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm phát hiện cái gì, muốn nhắc nhở Tiêu Phàm cẩn thận một chút. Có thể Tiêu Phàm không chờ hắn trả lời, cũng đã mất đi bóng dáng. Có âm hồn tới gần, đạo nhất thấp giọng kinh hô, trong nháy mắt thu liếm khí tức, mà lại, cái này khí tức rất cường đại, ít nhất là thất giai trở lên âm hồn. Thất giai âm hồn sao? Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu như dựa theo Tiêu Phàm trước đó nói, muốn tìm một đầu bát giai âm hồn động thủ, lấy bọn hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, một đầu thất giai âm hồn tuyệt đối không làm gì được Tiêu Phàm. Không thể không nói, đạo nhất không hổ là ở chỗ này sinh tồn số trăm vạn năm, thật đúng là nhường hắn đoán đúng. Tới gần bọn hắn, đúng là thất giai trở lên âm hồn. Mà lại, còn không chỉ một người. Trong núi rừng, Tiêu Phàm thu liếm khí tức, cùng chu vi sương mù dung hợp lại cùng nhau. Tại đầu vai của hắn phía trên, nằm sấp một đầu đen trắng thú nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm non nớt tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Một cái bát giai, một cái cửu giai sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Hắn mặc dù tự nhận là thực lực của mình không kém vụ bát giai âm hồn, thậm chí cửu giai âm hồn, nhưng hắn còn không có thử qua thực lực của mình, không biết mình là không có thể thật nghiền ép bát giai âm hồn. Nếu là thất bại, vậy kế tiếp kế hoạch coi như phiền toái. Ngươi đối phó cái kia cửu giai,
Tiêu Phàm nghe được Vạn Nguyên Huyễn Thú lời nói, một thời gian lâm vào suy nghĩ. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt làm một cái quyết định, ngươi tới đối phó cái kia bát giai, lấy thực lực của ngươi, tăng thêm đánh lén, hẳn là có thể thuấn sát một cái bát giai. Mà ta, đánh lén kia cửu giai âm hồn, cho dù giết không hắn, cũng có thể ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Vạn Nguyên Huyễn Thú thanh âm tại Tiêu Phàm trong đầu kêu lên vài tiếng, ra hiệu tự mình minh bạch. Tốc chiến tốc thắng, Tiêu Phàm lại khuyên bảo một tiếng. Mấy cái hô hấp về sau, kia hai cái âm hồn rốt cục tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn bên trong phạm vi công kích. Hô, Tiêu Phàm bỗng bạo khởi, xuất hiện tại kia cửu giai âm hồn sau lưng, âm khư chi lực phun trào, thủ trưởng vẽ đao, trong nháy mắt quán xuyên cửu giai âm hồn. Gần như đồng thời, Vạn Nguyên Huyễn Thú cũng khóa chặt cái kia bát giai âm hồn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh oanh sát mà ra. Dị tộc, muốn chết. Hai cái âm hồn đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt đều là ngoan tuyệt chi sắc, lực lượng kinh khủng bộc phát, chu vi sương mù toàn bộ bị chấn tiêu tán trống không. Dự uy càng là mang theo hủy diệt tính uy áp, bay thẳng Tiêu Phàm cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú. Phốc, phốc, Tiêu Phàm cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú, đương nhiên sẽ không bị đối phương khí thế hủ đến. Cửu giai âm hồn, tương đương với tiên ma giới bản nguyên đại đạo vượt qua 9.600m cường giả, khí thế tự nhiên là phi phàm. Có thể Tiêu Phàm cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú, cái gì chàng diện chưa thấy qua, liền tạp phân thân cũng dám giết, lại càng không cần phải nói hai cái cửu giai âm hồn. Giơ tay chém xuống, hai cái âm hồn cường giả trong nháy mắt bị đánh bay, cuồn cuộn tiên lực bành trướng, đánh thẳng vào tứ phía bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm đối phó cửu giai âm hồn một cánh tay bị hắn chém xuống, quỷ dị chính là, hắn trên tay không có chảy bất luận cái gì tiên huyết, nhưng mà tràn ngập một loại thuần túy năng lượng. Mà Vạn Nguyên Huyễn Thú đối phó bát giai âm hồn, cơ hồ trực tiếp bị hắn miểu sát, bát giai âm hồn lập tức biến thành một đoàn kỳ lạ quang mang. Chết, cửu giai âm hồn trơ mắt chính nhìn xem đồng bạn đổ vào một bên, lập tức sát tâm nổi lên. Thân là cửu giai âm hồn hắn, còn chưa hề đem bất luận cái gì kẻ ngoại lai, cũng chính là cái gọi là dị tộc đặt ở trong mắt. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, dị tộc còn chưa hề có người đạt tới qua bọn hắn dạng này cảnh giới, muốn giết chết bọn hắn. Căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Chỉ là lần này, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Tiêu Phàm cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú hai cái này dị tộc. Tại cửu giai âm hồn công kích rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là Vạn Nguyên Huyễn Thú. Oanh, Vạn Nguyên Huyễn Thú huy động móng vuốt, hung hăng nổ vung mà ra, cùng cửu giai âm hồn to lớn quyền cương đụng vào nhau, lập tức nhấc lên kinh khủng cơn bão năng lượng. Lách mình biến mất tại nguyên chỗ, Tiêu Phàm lại là xuất hiện tại đã chết đi bát giai âm hồn biến thành quang đoàn phía trên. Hắn một cái thủ trưởng nhô ra, trong nháy mắt cầm bát giai âm hồn biến thành quang mang. Ý thức xâm nhập, trong chớp mắt, vô số ký ức tràn vào Tiêu Phàm não hải. Một thời gian không thể nào tiếp thu được nhiều như vậy tin tức, Tiêu Phàm, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Thật lâu, Tiêu Phàm mới khôi phục bình tĩnh. Trong mắt lóe ra quang mang chói mắt, đây chính là âm hồn phương pháp tu luyện. Kỳ dị công pháp, Tiêu Phàm theo bát giai âm hồn trong trí nhớ, tìm thấy được liên quan tới âm khư chi lực phương pháp tu luyện, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như thường, nhưng nội tâm lại là kinh hãi không gì sánh được. Hắn sở dĩ kinh hãi, cũng không phải là bởi vì đạt được âm khư chi lực tu luyện công pháp. Mà là, bát giai âm hồn thể nội phương pháp tu luyện. Vậy mà cùng hắn chỗ tu luyện lục đạo luân hồi kinh có chút tương tự địa phương. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn rất muốn thử nghiệm tu luyện, xác minh ý nghĩ trong lòng. Bất quá, tâm thần rất nhanh bị cách đó không xa chiến đấu hấp dẫn. Vạn Nguyên Huyễn Thú thực lực rất mạnh, vậy mà tại đè ép kia cửu giai âm hồn đánh, khiến cho đối phương hoàn toàn chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ, nơi đây thế nhưng là Thái Khư Sơn Mạch. Tụ tập không ít âm hồn. Nếu là không cách nào xử lý cửu kiếp âm hồn, ngược lại bị hắn ngăn chặn, một khi cái khác âm hồn chạy đến, vậy coi như phiền toái. Hắn cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú tự nhiên là có thể đào tẩu, nhưng lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ đâu. Hô, không có bất luận cái gì chần chờ, Tiêu Phàm cũng gia nhập chiến đoàn, cuồn cuộn âm khư chi lực tràn vào Tu La kiếm, một đạo chướng mắt kiếm mang trong nháy mắt quán xuyên cửu giai âm hồn thân thể. Làm sao có thể, cửu giai âm hồn không khỏi kinh ngạc. Mới vừa rồi bị Tiêu Phàm đánh lén, hắn liền không khỏi kinh hãi, một cái dị tộc, lại có thể làm bị thương tự mình.
tự mình thế nhưng là cửu giai chiến lực a. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dám can đảm tập sát tự mình, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Mà bây giờ, hắn lại không cảm ứng được kia bát giai âm hồn khí tức, nội tâm rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Có thể tu luyện ra âm khư chi lực dị tộc, hắn đã từng gặp gỡ qua không ít, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, dị tộc có thể giết chết hắn cái kia bát giai đồng bạn. Chết, không chờ hắn theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, cùng vạn nguyên huyễn thú đồng thời xuất thủ, hung mãnh công kích trong nháy mắt che mất cửu giai âm hồn. Một kích này, hai người cơ hồ đã dùng hết toàn lực, tiêu hao đại bộ phận âm khư chi lực. Mấy ngọn núi bị san thành bình địa, khói bụi nổi lên bốn phía. Tiêu Phàm mi tâm cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn cùng vạn nguyên huyễn thú công kích biết bao cường đại, vậy mà chỉ là hủy đi mấy ngọn núi. Như thường tới nói, lấy thực lực của hai người, hủy đi mấy mảnh tinh vực cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Âm khư chi địa không gian bích lũy thật đúng là cường đại. Tiêu Phàm thở dài, tâm thần thời khắc đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Vạn nguyên huyễn thú gầm nhẹ một tiếng. Tiêu Phàm nhìn thấy khói bụi bên trong một đoàn quang mang, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng vạn nguyên huyễn thú một kích toàn lực, cuối cùng vẫn là xử lý đối phương. Cái này có vẻ như cũng quá đơn giản a. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ cổ quái, Hồng Mông Tiên Vương cảnh không phải bất tử bất diệt sao? Cửu giai âm hồn cường giả, nếu là đặt ở tiên ma giới, kia thế nhưng là tương đương với bản nguyên đại đạo vượt qua 9600 mét chí cường a. Dạng này nhân vật, cho dù đặt ở tiên ma giới, cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Nhưng bây giờ, lại bị hắn cùng vạn nguyên huyễn thú dễ dàng như thế giết chết. Đây hết thảy, quá mức mộng ảo. Tiêu Phàm rất nhanh trong tay tâm thần, lấy tay vung lên, cầm kia đạo quang đoàn liền biến mất ở tại chỗ. Mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm xuất hiện tại lão nhân coi mộ, đầu cũng sẽ không gầm nhẹ một tiếng, đi. Lão nhân coi mộ mấy người như lâm đại địch, không có bất luận cái gì chần chờ, đi theo Tiêu Phàm bộ pháp liền biến mất ở tại chỗ, rất nhanh mấy người liền ly khai Thái Khư Sơn Mạch. Đạt được rồi, lão nhân coi mộ mấy đạo không người đuổi theo, rốt cục nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, bước chân lại là không có bất kỳ dừng lại gì. Cũng liền tại lúc này, bọn hắn vừa rồi xử lý hai cái âm hồn cường giả chỗ địa phương, đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp uy thế. Hiển nhiên, có âm hồn bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn tới, có lẽ là ngửi được Tiêu Phàm cái này dị tộc khí tức, phẫn nộ đến cực điểm. Đạo nhất, còn có hay không cái khác âm hồn tu luyện thánh địa? Tiêu Phàm không tiếp tục để ý Thái Khư Sơn Mạch động tĩnh, lấy tốc độ của bọn hắn, cái khác âm hồn muốn đuổi theo, cũng không phải thời gian ngắn bên trong có thể làm được. Ta biết rõ một cái địa phương, đạo nhất thở sâu. Nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh, chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng cảm ứng được, có thể tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một điểm. Mà lại nghe Tiêu Phàm ý tứ, hắn đã được đến âm khư chi lực phương pháp tu luyện. Một thời gian, đạo nhất nhìn về phía Tiêu Phàm bóng lưng càng phát ra kiêng kỵ. Liền thất giai trở lên âm hồn đều có thể tùy tiện giải quyết, Tiêu Phàm thực lực, sợ là chí ít cũng đạt tới bát giai âm hồn tiêu chuẩn. Nguyên bản đạo nhất nội tâm còn có chút tính toán, một khi có cơ hội liền sẽ tìm Tiêu Phàm báo thù. Nhưng là hiện tại, hắn lại không nổi lên được nửa điểm tâm tư. Bởi vì một khi bị phát hiện, Tiêu Phàm muốn giết chết hắn, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Đạo nhất mang theo Tiêu Phàm ba người phi nhanh mấy canh giờ, rốt cục tại một tòa mờ mịt lượn lờ trong sơn cốc ngừng bước chân. Nơi đây cự ly âm khư chi thành cực kỳ xa xôi, mà lại rất ít tốt có âm hồn tới đây, mặt khác nơi đây âm khư năng lượng 10 điểm thuần túy cùng nồng đậm, thích hợp bế quan tu luyện. Đạo nhất thở sâu giải thích nói. Cái này địa phương cực kỳ bí mật, cho tới nay cũng bị đạo nhất xem như tư nhân lãnh địa. Đem cái này địa phương tặng cho Tiêu Phàm bọn hắn, nội tâm của hắn tự nhiên là cực kỳ không cam lòng. Có thể nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực, có lẽ tương lai mình muốn ly khai cái này quỷ địa phương còn phải ỷ vào bọn hắn, hắn liền không thèm đếm xỉa. Không phải liền là một mảnh nhỏ thánh địa sao? So với ly khai âm khư chi địa, trùng hoạch tự do, đó căn bản không tính là gì, coi như xem như tiền để đầu tư. Tiêu Phàm gật gật đầu, mở ra thủ trưởng, hai đoàn màu vàng quang mang lơ lửng tại Tiêu Phàm trước người. Thật mạnh năng lượng ba động, đạo nhất nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng phát ra kiêng kỵ. Đây là cửu giai âm hồn công pháp,
đây là bát giai âm hồn công pháp. Tiêu Phàm tùy ý giới thiệu một cái, nếu không phải cân nhắc đến lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ còn không có tu luyện ra âm khư chi lực, hắn cũng muốn lập tức tu luyện một cái thử một chút, thuận tiện xác minh ý nghĩ trong lòng. Đây chính là âm hồn tu luyện công pháp. Lão nhân coi mộ thở sâu, lấy tay liền chụp vào giết chết cửu giai âm hồn lưu lại chùm sáng, đã muốn tu luyện, liền muốn tu luyện tốt nhất. Người trước quan sát, xem hết ta lại nhìn, thần thiên sứ ngược lại là không có chút nào sốt ruột. Đúng rồi, có kiện sự tình đến nói cho các người biết. Đạo nhất đột nhiên thở sâu, nói âm hồn thể nội khắc lục công pháp mặc dù chính là cái này quang đoàn, nhưng là không cách nào truyền miệng. Mà lại, một khi một người tu luyện về sau, kia quang đoàn liền sẽ tự hành hòa tan vào thân thể. Nói cách khác, không thể để cho thứ hai nhân tu luyện. Tiêu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này chẳng phải là cùng tiên kinh là một cái đạo lý. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm càng phát ra khẳng định, lục đạo luân hồi tiên kinh cùng âm hồn phương pháp tu luyện có quan hệ. Chỉ là, hắn nghi ngờ là, vì sao trước đó mình có thể nhìn thấy quang đoàn bên trong phương pháp tu luyện. Vâng, đạo nhất gật gật đầu. Ta mặc dù không biết rõ cụ thể vì sao, nhưng vô cùng có khả năng, âm hồn tu luyện công pháp, đều là theo cái nào đó địa phương phục chế xuống tới, mà lại nhất định phải kia quang đoàn tồn tại, khả năng tu luyện. Lúc đầu cái này bát giai âm hồn tu luyện công pháp chuẩn bị cho ngươi. Tiêu Phàm cười cười. Đạo nhất đắng chát cười một tiếng, nội tâm có chút tiểu tiểu hối hận. Có thể nhưng hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, ánh mắt lần nữa tỏa sáng, bất quá xem ở ngươi coi như đàng hoàng phân thượng. Lát nữa cho ngươi thêm tìm một phần. Tiêu Phàm vỗ vỗ đạo nhất bả vai. Mê mang đạo nhất nghe được Tiêu Phàm, trong lòng vui mừng. Muốn có được một bộ cao giai âm hồn tu luyện công pháp đối với hắn mà nói, cực kỳ khó khăn. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là như thế tùy tiện đạt được hai bộ. Nghĩ đến tự mình rốt cuộc có thể tu luyện âm khư chi lực công pháp, tự mình rốt cuộc không cần biệt khuất còn sống, đạo nhất làm sao không kích động đâu. Đa tạ. Đạo nhất từ đáy lòng cảm tạ, đối Tiêu Phàm địch ý cũng tiêu tán không ít. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay, nhìn thấy có chút do dự lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ, lại hỏi, đúng rồi, âm hồn công pháp tu luyện về sau, còn có thể hay không sửa đổi. Hắn biết rõ, bát giai cùng cửu giai âm hồn tu luyện công pháp, cũng không nhập lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ pháp nhãn. Dù sao, thực lực của hai người bọn họ, là siêu việt cửu giai âm hồn. Đây cũng là hai người xoắn suýt nguyên nhân. Đạo nhất trầm ngâm mấy tức, nói cụ thể ta cũng không biết rõ, bất quá âm hồn là có thể tiến giai, đồng dạng, công pháp cũng là có thể tiến giai, hoặc là nói, hẳn là có thể tu luyện mạnh hơn công pháp. Kia lát nữa ta tận lực làm một chút cường đại công pháp. Tiêu Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói. Bất quá, lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ lại là nghe được Tiêu Phàm trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Hai người bọn họ hiện tại liền một tia âm hồn chi lực cũng không có, muốn tại âm khư chi địa sống sót, không khác thiên phương dạ đàm. Chỉ có đem hồng mông tiên lực chuyển hóa thành âm khư chi lực, mới có thể có sức tự vệ. Mặc dù tạm thời thực lực nhận công pháp hạn chế, nhưng là hắn tin tưởng Tiêu Phàm, khẳng định có thực lực thu hoạch được hơn cường đại công pháp. Nghĩ đến cái này, hai người giương tay vồ một cái, hai đoàn quang mang phân biệt rơi vào hai người trong tay. Theo bỗng tan dã tiến vào trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trên thân hai người trong nháy mắt bộc phát ra cường đại khí tức, chu vi âm khư năng lượng cuồn cuộn mà tới. Tiêu Phàm vội vàng đem tự mình chuyển hóa âm khư chi lực lúc tình trạng cùng hai người nói một lần, lập tức lấy ra không ít bản nguyên tiên tinh, chất đống tại bên cạnh hai người. Mặc dù thủ mộ lão nhân tu luyện chỉ là cửu giai công pháp, nhưng nếu là có đầy đủ bản nguyên tiên tinh, có lẽ cảnh giới của hắn có thể không cần rơi xuống. Đạo nhất một mặt kinh ngạc nhìn xem kia một đống bản nguyên tiên tinh, mặc dù hắn không biết rõ bản nguyên tiên tinh là cái gì, dù sao hắn đến từ mặt khác vũ trụ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được bản nguyên tiên tinh ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh ngồi ở một bên, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có chờ. Chỉ cần lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ hai người hồng mông tiên lực triệt để chuyển hóa thành âm khư chi lực, lấy bốn người bọn họ lực lượng, chỉ cần không muốn gặp gỡ 10 giai trở lên âm hồn, cơ bản không cần lo lắng tính mạng. Thời gian nhanh chóng sói mòn, Tiêu Phàm tại cách đó không xa thể hai người hộ pháp, nhưng chính hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại nhanh chóng thích ứng lực lượng bây giờ. Âm khư chi lực,
năng lượng đẳng cấp hẳn là cùng Hồng Mông tiên lực không kém nhiều, bất quá bởi vì hắn đặc biệt tồn tại, cùng giai tu sĩ, tu luyện âm khư chi người, xa so với tu luyện Hồng Mông tiên lực người. Tiêu Phàm híp hai mắt, nội tâm không ngừng phân tích. Đồng thời, trong đầu hắn không chỉ có cảm nghĩ trong đầu lên vạn nguyên huyễn thú thôn phệ vô tận khư thú, không hiểu xuất hiện loại kia màu đen năng lượng. Trước đó hắn không biết rõ kia màu đen năng lượng là cái gì, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại minh bạch. Kia màu đen năng lượng, chính là âm khư chi lực. Chỉ là, Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, vì sao tiên ma động chúng ta ác tạp, sẽ tu luyện ra âm khư chi lực. Chẳng lẽ ta ác tạp, vốn là âm khư chi địa người. Tiêu Phàm bị ý nghĩ này dọa cho nhảy một cái, bất quá hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Bởi vì âm khư chi lực có thể làm cho một người nhục thân trở nên hư ảo, tu luyện Hồng Mông chi lực người, rất khó tổn thương đến tu luyện âm khư chi lực. Có lẽ, đây cũng là tạp mạnh như thế tuyệt nguyên nhân một trong. Ầm ầm, đột nhiên, hai tiếng nổ vang đánh thức Tiêu Phàm, cái gặp lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ quanh thân bản nguyên tiên tinh nổ tung, điên cuồng tràn vào hai người thể nội. Cũng nhanh, Tiêu Phàm kết hợp tự thân trải qua, tự nhiên biết rõ lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ đang làm cái gì. Bọn hắn muốn mượn nhờ bản nguyên tiên tinh tiếp tế, đem thể nội Hồng Mông tiên lực, triệt để chuyển hóa thành âm khư chi lực. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, ánh mắt thỉnh thoảng tại lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ trên thân bồi hồi. Mấy canh giờ về sau, hết thảy rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ hai người đồng thời mở hai mắt ra, mấy đạo thần quang xuyên qua thương khung, uy thế cực kỳ khủng bố. Như thế nào, Tiêu Phàm nhìn xem hai người hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lão nhân coi mộ cảm thụ một hồi tự thân lực lượng, hơi nhíu cau mày, có chút không hài lòng lắm mà nói, Hồng Mông tiên lực lãng phí một chút, miễn cưỡng đạt đến cửu giai âm hồn lực lượng. Ta cũng vậy, hiện tại không sai biệt lắm chỉ có được bát giai âm hồn lực lượng. Thần thiên sứ đôi mắt đẹp chớp lên, trầm giọng nói, nguyên bản có người đưa cho bản nguyên tiên tinh, ta có tự tin đột phá cửu giai âm hồn. Bất quá, âm thầm dường như có một cái hắc thủ, áp chế lực lượng của ta, vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá cửu giai âm hồn lực lượng. Hắc thủ, nghe được cái này hai chữ, Tiêu Phàm cau mày. Hắn cẩn thận cảm ứng đến bốn phương, lại là liền một cái quỷ ảnh tử cũng không có gặp, lại càng không cần phải nói người. Kia là ai ở sau lưng thôi động đây hết thảy? Hẳn là công pháp phẩm giai chế ước. Đạo nhất đúng lúc mở miệng, nếu là có cao hơn phẩm giai công pháp, hai vị hẳn là có thể tùy tiện bước qua một bước này. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù thực lực của hai người chưa từng đạt tới đỉnh phong, nhưng là chí ít đã có sống tiếp vốn liếng. Quay lại tìm tới cao hơn phẩm giai công pháp, có thể thử một lần. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cằm, nhãn thần lăng lệ. Tiếp xuống nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Đạo nhất thở sâu, cảm nhận được lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ trên thân bộc phát lực lượng, hắn đối âm hồn tu luyện công pháp cực kỳ khát vọng. Đồng thời, hắn cũng thổn thức không thôi. Trước đây không lâu, hắn có thể tùy tiện xử lý ba người, giờ phút này lại có bao trùm trên hắn lực lượng, nói không nóng nảy đó là không có khả năng. Dù sao, bốn người bọn họ một khi gặp gỡ âm hồn, Tiêu Phàm bọn hắn ba người có đầy đủ thực lực chạy trốn, có thể hắn liền muốn xui xẻo. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo nhất. Đạo nhất bị Tiêu Phàm xem tê cả da đầu, đầu không tự chủ được thấp xuống. Đoạn này thời gian, ngươi có thể từng gặp cái khác kẻ ngoại lai. Tiêu Phàm vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Bằng vào bọn hắn ba người, muốn tìm được thời không lão nhân bọn hắn, không khác mò kim đáy biển. Có lẽ có thể theo đạo nhất trong miệng, đạt được một số bí mật. Không có, đạo nhất lắc đầu, không biết rõ Tiêu Phàm là ý gì. Chẳng lẽ hắn là nghĩ liên thủ cái khác kẻ ngoại lai, đối phó âm khư chi thành. Cũng không phải đạo nhất khinh thường Tiêu Phàm ba người, bằng vào mấy người bọn họ thực lực, muốn giết tới âm khư chi thành, không khác tự chịu diệt vong. Tiêu Phàm ánh mắt chậm rãi từ trên thân đạo nhất rời, đạo nhất lập tức như được đại xá. Tiêu Phàm biết rõ đạo nhất không có nói sai, lấy bọn hắn thực lực, đừng nói giết vào âm khư chi thành, đoán chừng vừa mới tới gần liền sẽ bị phát hiện. Kể từ đó, hắn lại có chút mê mang, một thời gian không biết làm sao. Đột nhiên chiến đấu tràng diện một thời gian có chút yên lặng, mấy người cũng không có tốt biện pháp tìm tới thời không lão nhân bọn hắn. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục đánh vỡ bình tĩnh, đã như vậy,
vậy trước tiên tăng lên thực lực bản thân. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là Âm Khư Chi Thành cường giả đối thủ. Mù quáng giết tới Âm Khư Chi Thành, đơn giản chính là hành động tìm chết. Trừ phi bọn hắn thực lực có thể nhảy lên tới Âm Khư Chi Địa đỉnh phong, dạng này khả năng không kiêng nể gì cả. Trở về Thái Khư Sơn Mạch, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Đạo nhất nghe vậy, há miệng muốn nói, có thể lời đến khóe miệng, hắn lại nén trở về. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thái Khư Sơn Mạch mặc dù có không ít người, nhưng lấy Tiêu Phàm ba người thực lực, chỉ cần không gặp 10 giai trở lên âm hồn, bọn hắn gần như có thể nằm ngang. Lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ vì đạt được cao hơn phẩm giai công pháp, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Tiêu Phàm đề nghị. Thời gian ngắn bên trong, muốn mau sớm đạt tới đỉnh phong, nhất định phải tu luyện cao hơn phẩm giai công pháp. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm bốn người lần nữa giáng lâm Thái Khư Sơn Mạch bên ngoài. Mấy người cách xa nhau khá xa cự ly, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Thái Khư trong dãy núi ngẫu nhiên tản mát ra kinh khủng khí tức. Hiển nhiên, bởi vì Tiêu Phàm xử lý hai cái âm hồn cường giả duyên cớ, nơi đây đã đề phòng xâm nghiêm, đừng nói là người, chính là một con kiến, đoán chừng đều rất khó trà trộn vào đi. Ba vị, hiện tại không thể đi vào. Đạo nhất thở sâu nhắc nhở, hai cái âm hồn cường giả tử vong, Âm Khư Chi Thành khẳng định sẽ phái ra hơn cường đại người tới đây trấn thủ. Câu nói kế tiếp, không cần hắn nói, Tiêu Phàm ba người cũng minh bạch. Bọn hắn nếu là xâm nhập trong đó, 8-9 phần 10 sẽ rơi vào âm hồn vòng vây, đến lúc đó tất nhiên là gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Mặc dù không tiến vào Thái Khư Sơn Mạch, đạo nhất không cách nào đạt được âm hồn tu luyện công pháp, cái này khiến hắn có chút thất lạc. Nhưng so sánh với mà nói, vẫn là không muốn tùy tiện mất đi tính mạng mới tốt. Tiêu Phàm, nhóm chúng ta không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Lão nhân coi mộ thở sâu. Mặc dù hắn cũng biết rõ Thái Khư Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp, nhưng là, bọn hắn nhất định phải biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Không nhanh chóng tăng thực lực lên, làm sao đi tìm, thậm chí giải cứu lúc nào cũng không lão nhân bọn hắn. Đạo nhất, người tại nơi này chờ nhóm chúng ta, vẫn là. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc qua đạo nhất, hiện tại nói một, đối bọn hắn ba người đã không có quá nhiều giá trị. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải qua sông đoạn cầu người, tự nhiên không nghĩ tới vứt xuống đạo nhất. Huống chi, đạo nhất đỉnh phong thời kỳ thực lực cũng không chênh lệch, nếu không phải bị âm hồn công pháp bối rối, nhưng không có dễ dàng như vậy bị Tiêu Phàm chế phục. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ, đạo nhất không cần nghĩ ngợi nói hắn lại không phải người ngu, tự nhiên có thể một cái liền có thể nhìn ra, đi theo Tiêu Phàm ba người, nguy hiểm hệ số nhỏ hơn rất nhiều. Số trăm vạn năm ẩn núp, loại cuộc sống này hắn đã sớm mệt mỏi. Hắn thế nhưng là đường đường cường giả đỉnh cao, vì sao muốn như thế biệt khuất? Vậy liền cùng một chỗ đi. Tiêu Phàm trực tiếp lách mình tiến vào Thái Khư Sơn Mạch, lão nhân coi mộ mấy người theo sát phía sau. Đạo nhất, lấy phán đoán của ngươi, kia mấy cỗ cường đại khí tức, đại khái là cái gì tu vi? Lão nhân coi mộ ngắm nhìn Thái Khư Sơn Mạch chỗ sâu nói. Đối mặt 10 giai âm hồn, bọn hắn có thể một trận chiến. Nhưng nếu là gặp gỡ cao hơn đẳng cấp âm hồn, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Hẳn là cửu giai âm hồn, bất quá, không bài trừ đối phương cố ý áp chế tu vi. Đạo nhất suy nghĩ một chút nói. Oanh, vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng nổ vang ở phía xa vang lên, đại địa cũng run rẩy kịch liệt một cái. Nơi xa, mảng lớn bụi bặm tràn ngập, kinh khủng khí tức mãnh liệt. Có người tại đại chiến, thần thiên sứ kinh hô một tiếng. Tiêu Phàm mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, nơi này thế nhưng là Thái Khư Sơn Mạch A, âm hồn địa bàn. Ngoại trừ bọn hắn, lại còn có người ở chỗ này cùng âm hồn động thủ. Phải biết, bọn hắn như không phải là bởi vì Tiêu Phàm tu luyện tiên kinh, mà lại có vạn nguyên huyễn thú cái này đặc thù tồn tại, bọn hắn căn bản không có khả năng tu luyện ra âm khư chi lực. Không có âm khư chi lực, bọn hắn căn bản cũng không có thể là âm hồn đối thủ. Hẳn là kẻ ngoại lai. Âm hồn ở giữa rất ít tự giết lẫn nhau, chí ít ta chưa từng gặp qua. Đạo nhất thở sâu, trong giọng nói đều là vẻ kinh ngạc nghĩ. Đã không phải âm hồn tại lẫn nhau chiến đấu, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Kẻ ngoại lai, thế nhưng là, cái gì thời điểm kẻ ngoại lai trở nên khủng bố như vậy rồi? Phải biết, kia thế nhưng là cửu giai, thậm chí 10 giai âm hồn A. Hô,
Tiêu Phàm lách mình biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chờ đã, Tiêu Phàm, thần thiên sứ hét lớn một tiếng, muốn gọi ở Tiêu Phàm. Đi, lão nhân coi mộ khẽ quát một tiếng, hắn biết rõ Tiêu Phàm cấp thiết như vậy nguyên nhân, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Thần thiên sứ bất đắc dĩ, đành phải cắn răng theo sau. Ngược lại là đạo nhất không có bất cứ chút do dự nào, tại Tiêu Phàm biến mất một sát na kia, hắn cũng đuổi theo. Sau một lát, Tiêu Phàm mấy người đình chỉ thân hình, tại mấy người số trăm dặm có hơn, mấy đạo thân ảnh ngay tại kịch liệt giao thủ. Thật sự là kẻ ngoại lai, đạo nhất nhìn thấy nơi xa chiến đấu tràng cảnh, kinh ngạc vạn phần. Nơi đó, bốn cái âm hồn cường giả ngay tại vây công một cái áo trắng lão giả. Nhưng mà, lão giả lại là thành thạo điêu luyện, thậm chí còn vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Mấu chốt là, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra kia bốn cái âm hồn cường giả thực lực. Ba cái cửu giai âm hồn, một cái mười giai âm hồn. Khủng bố như thế tổ hợp, cho dù tại âm khư chi địa cũng không thể khinh thường. Thế nhưng là, bọn hắn lại bị kia áo trắng lão giả đè lên đánh, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh đâu. Động thủ, Tiêu Phàm tại nhìn thấy áo trắng lão giả một nháy mắt, cường hoành khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, tu la kiếm nhấc lên, lăng lệ kiếm khí bỗng nhiên chém về phía trong đó một cái cửu giai âm hồn. Gần như đồng thời, lão nhân coi mộ cũng đồng thời xuất thủ, một cỗ hủy diệt tính khí tức từ trên trời giáng xuống, lại là nhìn thấy một cái to lớn luân bàn hiển hiện, hung hăng hướng phía kia bốn cái âm hồn cường giả chấn áp mà xuống. Thần thiên sứ hậu chi hậu giác, nhô ra một cái thon dài ngọc thủ, to lớn bàn tay cương xuất hiện tại bốn người kia bên cạnh, hung hăng một nắm. Đạo nhất biết rõ Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ rất mạnh, nhưng chân chính kiến thức đến tay của hai người đoạn, hắn vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi lạnh. Bọn họ tự vấn lòng, cho dù là tự mình đỉnh phong thời kỳ chiến lực, cũng bất quá như thế. Nghĩ đến tự mình trước đó vậy mà uy hiếp Tiêu Phàm ba người, đạo nhất liền không nhịn được dùng mình một cái. Tự mình tại Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn, có lẽ chính là cái nhảy nhót thằng hề. Lấy Tiêu Phàm bọn hắn biểu hiện ra thực lực, cho dù chưa từng tu luyện âm khư chi lực, hắn cũng không có khả năng giữ lại được ba người. Đạo nhất tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa bị xa xa chiến trường hấp dẫn. Theo Tiêu Phàm ba người gia nhập chiến trường, kia bốn cái âm hồn cường giả trong nháy mắt bị đánh lén thành công, trong chớp mắt bị nghiền nát ba cái. Chỉ có kia mười giai âm hồn trốn qua một kiếp, nhưng người cũng bị thương nặng, lập tức bị Tiêu Phàm bốn người gắt gao vây quanh ở trung ương. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Áo trắng lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm ba người xuất hiện, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, còn không phải là vì liền cứu ngươi cái này lão già. Lão nhân coi mộ hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khó chịu nói. Sư đồ gặp nhau đạo nhất nghe được lão nhân coi mộ cùng áo trắng lão giả đối thoại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lão nhân coi mộ trên người khí tức, tuyệt đối là cửu giai âm hồn trở lên tu vi. Mà lại, hắn thực lực cực kỳ biến thái, lại có thể lấy một địch bốn, mà lại trong đó còn có một cái là mười giai âm hồn thực lực. Bọn hắn đến cùng đến từ cái gì thế giới, làm sao cũng mạnh như thế biến thái. Đạo nhất không khỏi kinh hãi, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Một cái Tiêu Phàm, đã đủ để cho hắn thay đổi cách nhìn. Mà được sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ cũng đạt tới cửu giai cùng bát giai thực lực. Chiến lực như vậy, cho dù tại âm khư chi địa, cũng là cực kỳ khủng bố. Các ngươi tới vừa vặn, trước giết chết hắn lại nói. Áo trắng lão giả cười nhạt một tiếng, không quan tâm lão nhân coi mộ cay nghiệt lời nói. Phất tay, một đạo kỳ dị năng lượng ba động nở rộ, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu trắng, hướng phía kia mười giai âm hồn cường giả quét sạch mà đi. Mười giai âm hồn cường giả sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một cái áo trắng lão giả, liền để hắn không thể không toàn lực ứng phó. Mà bây giờ, vậy mà lại toát ra một cái cửu giai cùng hai cái bát giai âm hồn cường giả, hắn như thế nào có thể địch? Mười giai âm hồn cường giả con mắt khẽ động, bỗng nhiên hướng phía thần thiên sứ một quyền nộ oanh mà đi. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra, trong bốn người này lấy thần thiên sứ thực lực yếu nhất, cũng là tốt nhất phá vòng vây phương hướng. Hắn âm thầm thề, chỉ cần mình còn sống ly khai, nhất định phải dẫn đầu âm khư chi thành cường giả. Nhưng bọn này dị tộc sống không bằng chết. Thần thiên sứ nhìn thấy mười giai âm hồn cường giả lựa chọn tự mình, dưới mặt nạ con mắt bỗng hiện lên một vòng lãnh quang,
Mình mông âm khư chi lực bộc phát, ngọc thủ nhẹ nhàng tìm tòi. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, lập tức nhấc lên kinh khủng cơn bão năng lượng, phương viên số trăm dặm bị san thành bình địa. Cũng chính là âm khư chi địa không gian bích lũy cùng đại địa cực kỳ kiên cố, mà lại âm khư chi lực đối âm khư chi địa hết thảy, phá hư chi lực nhỏ hơn rất nhiều. Bằng không mà nói, đoán chừng gần phân nửa âm khư chi địa, đều sẽ hóa thành phế tích. Làm sao có thể, mười giai âm hồn cường giả đột nhiên sợ hãi giống một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Không chỉ là hắn, đạo nhất sao lại không phải đâu. Nguyên bản hắn thấy, chỉ có bát giai lực lượng thần thiên sứ, đối mặt mười giai âm hồn cường giả một trường, cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, lại không chiến đấu chi lực. Có thể sự thật, lại hoàn toàn tương phản. Thần thiên sứ cùng đối phương đối cứng một trường, thân hình một hơi một tí. Ngược lại là mười giai âm hồn cường giả, lui về phía sau mấy bước, lập tức bị áo trắng lão giả công kích quét chúng, bị vây ở bạch sắc quang cầu bên trong. Xem ra, cái này địa phương cũng không có tưởng tượng đáng sợ. Thần thiên sứ thanh âm trong trẻo êm tai, giống như tiếng trời, nghe không hiểu cụ thể tuổi tác. Oanh, mười giai âm hồn cường giả toàn thân âm khư chi lực mãnh liệt, điên cuồng công kích màn ánh sáng trắng, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Kia bạch sắc quang cầu nhìn qua bình thản không có gì lạ, lại có được cực kỳ thần kỳ lực lượng. Phong, áo trắng lão giả khẽ nói một tiếng, hai tay kết ấn. Một thoáng thời gian, cái gặp kia bạch sắc quang cầu, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, mười giai âm hồn cường giả thân thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh quang vụ. Áo trắng lão giả nhẹ nhàng vung lên, tất cả quang vụ trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái quang đoàn, rơi vào hắn lòng bàn tay. Đạo nhất nhìn qua đoàn kia quang mang, trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn làm sao không biết, kia thế nhưng là mười giai công pháp A, nếu là mình có thể có được, tất nhiên có thể bước vào mười giai âm hồn cường giả liệt kê. Đến lúc đó, phóng nhãn âm khư chi địa, lại có mấy người là đối thủ của mình. Lão sư quả nhiên bảo đao chưa già, Tiêu Phàm nhìn thấy áo trắng tay của lão giả đoạn, khẽ cười một tiếng, lập tức đi vào áo trắng lão giả trước người. Cúi người hành lễ, Đồ Nhi gặp qua lão sư. Đồ Nhi, đạo nhất thân thể run lên bần bật, trừng lớn lấy hai mắt, ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm cùng áo trắng trên người lão giả bồi hồi. Hai người này, lại là sư đồ, mà lại, một cái so một cái biến thái. Ha ha, áo trắng lão giả, không, chuẩn xác mà nói là thời không lão nhân, hay là bác lão, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lóe lên một vòng hiền lành, nhẹ nhàng đỡ dậy Tiêu Phàm. Chớp mắt chính là mấy trăm năm, nghĩ trước đây, người vẫn là một cái tiểu thiếu niên lang. Thời không lão nhân không gì sánh được cảm khái, mặc dù hắn một bộ phân thân trước đây hắn thu Tiêu Phàm làm đồ đệ, dạy bảo Tiêu Phàm hồn điêu chi thuật, thế nhưng chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đạt tới dạng này cảnh giới. Hiện tại hắn cũng biết rõ, tự mình muốn chờ đợi người, chính là Tiêu Phàm. Đây hết thảy đều là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải, thời không lão nhân am hiểu thời không chi lực. Danh xưng có thể nhìn ra tương lai, hắn để cho mình phân thân tại chiến hồn đại lục chờ đợi, dĩ nhiên chính là vì Tiêu Phàm xuất hiện, chỉ là hắn phân thân không biết rõ mà thôi. Đúng vậy à, thời gian trôi qua thật nhanh, Tiêu Phàm cũng không khỏi tự chủ cảm thán không thôi. Mấy trăm năm thời gian, hắn theo một cái liên chiến hồn cũng không cách nào thức tỉnh người, bây giờ lại trở thành chúa tể một giới. Trong đó khúc chiết, mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Mấy trăm năm. Thiếu niên lang, ở bên cạnh lẳng lặng nghe nói một, nội tâm lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn dám cam đoan, tự mình tu luyện vô tận tuế nguyệt, chỉ có hôm nay cho hắn rung động nhiều nhất. Nhìn qua Tiêu Phàm thân ảnh, hắn trong mắt tràn đầy không thể tin. Cũng khó trách hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, một người lại thế nào khả năng mấy trăm năm thời gian đạt tới cảnh giới bây giờ đây phải biết, cho dù là hắn, danh xưng hắn chỗ thế giới đứng đầu nhất thiên tài, cũng bỏ ra mấy chục vạn năm a. Một thời gian, đạo nhất nội tâm tất cả ngạo khí trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Cái gì cầu thí thiên tài, tại Tiêu Phàm trước mặt, lại tính toán cái gì đây? Đã lâu không gặp, vi sư cũng không có gì có thể tặng cho ngươi, cái này đồ vật liền xem như là lễ gặp mặt đi. Thời không lão nhân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong tay đoàn kia quang mang trong nháy mắt lơ lửng tại Tiêu Phàm trước người. Đạo nhất thấy thế, ánh mắt nóng rực không gì sánh được. Cái này thế nhưng là mười giai công pháp a, bọn hắn những người này tu luyện hắn công pháp,
vậy cái này công pháp chẳng phải là chính mình. Lão già, người làm sao lại như vậy? Lão nhân coi mộ bộ dạng phục tùng đánh giá thời không lão nhân, thần sắc cực kỳ khó chịu, dường như có dũng khí bị đánh bại cảm giác. Cũng thế, hắn tốt xấu cũng coi là Tiêu Phàm sư bá, chẳng những không có đến giúp Tiêu Phàm cái gì, ngược lại còn muốn Tiêu Phàm cho hắn tìm kiếm tu luyện công pháp. Mà thời không lão nhân, xuất thủ chính là 10 giai công pháp, thật sự là người so người tức chết người. Tiêu Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn xác thực thần sắc như thường. Mặc dù 10 giai công pháp xác thực chân quý, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được, hắn xa xa so không lên lục đạo luân hồi kinh. Lão sư, cái này đồ vật cho ta không có quá đa dụng. Tiêu Phàm không muốn cự tuyệt thời không lão nhân, có thể hắn cũng không muốn nói láo. Đã cho ngươi, ngươi tự hành xử trí. Thời không lão nhân khoát khoát tay, tựa như hoàn toàn không có đem công pháp này phóng nhãn trong mắt. Được, Tiêu Phàm gật đầu cười, ánh mắt đảo qua đạo nhất. Đạo nhất tâm cũng kích động có chút run rẩy, cái này thế nhưng là 10 giai công pháp a, Tiêu Phàm lại muốn cho mình. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng, lập tức chuyển hướng lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ nói, hai người các ngươi, ai muốn? Đạo nhất nụ cười cứng đờ, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Âm mưu Tiêu Phàm cũng sẽ không quan tâm đạo nhất tâm tình, 10 giai công pháp chỗ chân quý, hắn tự nhiên minh bạch, há lại sẽ cấp. Lại nói, đạo nhất trước đó vẫn là địch nhân của bọn hắn, nghĩ đưa bọn hắn vào chỗ chết đây lấy Tiêu Phàm tâm tính, không giết hắn đã coi như là không tệ. Được rồi, lát nữa chính ta làm. Lão nhân coi mộ khoát khoát tay. Đối với hắn mà nói, cửu giai cùng 10 giai công pháp khác nhau cũng không phải là quá lớn. Đương nhiên, mấu chốt là cái này đồ vật là thời không lão nhân đưa cho Tiêu Phàm, hắn làm trưởng bối, có chỗ nào kéo phía dưới mặt lại cầm Tiêu Phàm đồ đâu. Nghe được lão nhân coi mộ, đạo nhất trong mắt lại bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm. Nếu là thần thiên sứ cự tuyệt, vậy cái này 10 giai công pháp cuối cùng vẫn như cũ là tự mình. Người đây, Tiêu Phàm bĩu môi, nhìn về phía thần bí thần thiên sứ. Tạ ơn, thần thiên sứ khẽ nói một tiếng, lấy tay bắt lấy đoàn kia quang mang, dung nhập thể nội. Gần như đồng thời, một cái khác đoàn ánh sáng mang theo nàng mi tâm bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tu luyện một bộ công pháp, vô luận là ai cũng không cách nào cải biến cái này thiết luật. Vậy cái này bộ công pháp ngươi tạm thời dùng đến đi, về sau có cơ hội tìm tốt hơn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên, kia bát giai công pháp lập tức hiện lên ở đạo nhất trước người. Đạo nhất thở sâu, âm thầm cắn răng, gật đầu, được. Nói ra lời này thời khắc, ống tay áo của hắn bên trong nắm đấm không khỏi lại nắm thật chặt, móng ngón tay khảm vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn chảy ra máu tới. Phàm nhi, người kia là ai? Thời không lão nhân không có xem đạo nhất, nhưng lấy thực lực của hắn, như thế nào cảm nhận được đạo nhất trên thân kia chợt lóe lên lãnh ý? Đây vừa rồi chết ba cái kia, còn có ba bộ cửu giai công pháp, nếu không. Không đợi thời không lão nhân nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn ngữ, khẽ cười một tiếng nói, hắn xứng hay không cửu giai công pháp, còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Nói thật, nếu không phải đạo nhất đối âm khư chi địa có hiểu biết, hắn đã sớm là một người chết. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, nếu là có thể đi theo đoàn người mình trở lại thái cổ thần giới, có lẽ cũng coi như được một đại chiến lực. Dù sao, đạo nhất dù sao cũng là cái khác vũ trụ cường giả đỉnh cao, chỉ là chưa từng tu luyện ra âm khư chi lực, cho nên ở đây biệt khuất ẩn núp số trăm vạn năm. Cẩn thận một chút, không muốn lật thuyền trong mương, lão nhân coi mộ cũng âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm. Hắn thấy, hiện tại nói vừa đã có cũng được mà không có cũng không sao, hắn thật không biết rõ Tiêu Phàm vì sao muốn đem hắn giữ ở bên người. Không phải còn có các ngươi sao? Tiêu Phàm lơ đến cười cười, nói tránh đi, đúng rồi lão sư, ngươi làm sao lại tiến vào cái này địa phương, hơn nữa còn tu luyện ra âm khư chi lực. Loại lực lượng kia gọi là âm khư chi lực sao? Thời không lão nhân lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thế gian còn có người cái này lão già không biết đến. Lão nhân coi mộ cười lạnh nhìn xem thời không lão nhân, nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Thời không lão nhân thế nhưng là có thể nhìn ra tương lai thiên cơ người A, thế gian thế nhưng là có rất ít có thể giấu giếm được hắn đồ vật. Giới này bí mật hỗn loạn, cực kỳ kỳ dị, ta không biết đến đồ vật nhiều ra đây. Thời không lão nhân vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này âm khư chi lực mặc dù uy lực cùng tiên ma giới hồng mông tiên lực không kém nhiều,
nhưng là, ta có thể cảm nhận được loại lực lượng này kỳ dị. Kỳ dị gì, lão nhân coi mộ không hiểu. Tiêu Phàm cũng tới hứng thú, mặc dù nội tâm của hắn cũng có một chút phỏng đoán, nhưng lại không thể nào xác minh. Bởi vì loại lực lượng này có thể kiêm dung hồng mông tiên lực, có thể hồng mông tiên lực lại không cách nào kiêm dung nó. Thời không lão nhân giải thích nói, hiển nhiên, hắn đã thí nghiệm qua, đạt được cái này đáp án xác thực. Kiêm dung, Tiêu Phàm sờ lên cằm, đột nhiên linh quang lóe lên, lão sư, ý của ngươi là, âm khư chi lực không chỉ có thể chuyển hóa thành hồng mông tiên lực, cũng có thể là chuyển hóa thành cái khác vũ trụ lực lượng. Không tệ, thời không lão nhân gật gật đầu. Nói cách khác, nhóm chúng ta tu luyện âm khư chi lực, chỉ cần trở lại tiên ma giới, liền có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành hồng mông tiên lực. Lão nhân coi mộ cũng không phải đồ đần, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, cụ thể như thế nào, còn phải trở về thử lại. Thời không lão nhân lắc đầu, lập tức thở dài nói, mà lại, cái này địa phương sợ là không có dễ dàng như vậy ly khai. Mặt khác, ta sở dĩ xuất hiện ở đây, sơ bộ hoài nghi là tạp dở trò quỷ. Tạp, chẳng lẽ hắn phá vỡ lục đạo luân hồi phong ấn? Lão nhân coi mộ cùng Tiêu Phàm đồng thời lên tiếng kinh hô, trong thiên hạ, có thể làm cho hai người đồng thời biến sắc, cũng chỉ có tạp một người mà thôi. Không đúng, chúng ta tới trước đó, xác định qua lục đạo luân hồi phong ấn không có phá vỡ. Tiêu Phàm cau mày. Đã lục đạo luân hồi trận không có phá vỡ, lại thế nào khả năng âm thời không lão nhân bọn hắn, đem bọn hắn ném vào âm khư chi địa đâu? Kia khí tức mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là ta có thể xác định, cùng tạp cực kỳ tương tự, nhưng là cũng có chút khác biệt, đó chính là, kia khí tức cực kỳ tà ác. Thời không lão nhân suy nghĩ một chút nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ bỗng một cái giật mình, hai người nhìn nhau, dường như nghĩ tới điều gì. Các ngươi biết là ai? Thời không lão nhân quái dị nhìn xem hai người. Người kia khả thi rất lớn, bất quá, hắn hẳn không có thực lực này, đồng thời đối với các ngươi mấy người động thủ. Lão nhân coi mộ suy nghĩ một chút nói. Trừ ta ra, còn có những người khác cũng tiến vào rồi. Lần này đến phiên thời không lão nhân kinh ngạc. Hắn tiến đến đã nhiều ngày, lại là liền những người khác cái bóng cũng không có gặp một cái. Cho tới nay, hắn cũng coi là chỉ có mình bị tính kế. Hiện tại đột nhiên biết được những người khác cũng tiến vào nơi đây, thời không lão nhân nội tâm lập tức nhấc lên một loại mãnh liệt bất an. Luân hồi lão quỷ, Tu La cùng Cửu U tiểu quỷ, cũng đều tiến vào giới này, mà lại, ta hoài nghi, vô cùng có khả năng còn có những người khác. Lão nhân coi mộ như nói thật nói. Không, sẽ không có những người khác. Thời không lão nhân đột nhiên lắc đầu, hai mắt khẽ híp một cái nói, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy, đối phương chỉ là cố ý nhằm vào nhóm chúng ta bốn người sao? Thoại âm rơi xuống, lão nhân coi mộ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm cùng một bên tu luyện thần thiên sứ trên thân. Hai người cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Ý của ngươi là, đối phương là cố ý dẫn các ngươi sáu người tiến đến. Tiêu Phàm thở sâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn nguyên huyễn thú lập tức hiện lên ở hắn đầu vai. Hẳn là, thời không lão nhân khẳng định gật gật đầu, ngoại trừ ngươi cùng sư huynh bên ngoài, nhóm chúng ta sáu cái, không phải là vừa lúc nắm trong tay lục đạo luân hồi người sao. Mà lại, ta sở dĩ có thể tu luyện âm khư chi lực, cũng là bởi vì lục đạo luân hồi chi lực. Tiêu Phàm cau mày, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như thế. Có lẽ vạn nguyên huyễn thú sở dĩ có thể tu luyện âm khư chi lực, cũng không phải là hắn là khư thú nguyên nhân, mà là bởi vì xúc sinh đạo luân hồi chi lực. Không đúng sao, vì sao thần thiên sứ nắm trong tay thiên nhân đạo luân hồi chi lực, nàng lại không cách nào tu luyện. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bởi vì ta chưa từng dung hợp thiên nhân đạo luân hồi chi lực. Lúc này, một bên thần thiên sứ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang. Suy đoán Tiêu Phàm mấy người nghe được thần thiên sứ, sắc mặt âm tình bất định. Nếu như vừa rồi bọn hắn còn chỉ là ngờ vực vô căn cứ, như vậy hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn xác định. Thời không lão nhân bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, tuyệt đối là âm mưu. Mà thần thiên sứ sở dĩ không có được đưa vào đến, hiển nhiên là đối phương chưa từng cảm ứng được lục đạo luân hồi chi lực, lúc này mới xảo diệu bỏ lỡ. Tạp bị phong ấn ở thời không chi hà, lại có ai có thể đồng thời đối với các ngươi động thủ? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Thời không lão nhân bọn hắn thực lực, có thể nói đã là tiên ma giới trần nhà.
Ngoại trừ tạp có thực lực này đối phó bọn hắn bên ngoài, hắn thực tế không nghĩ ra được cái thứ hai. Có phải hay không là tiên ma động bên trong hắc tạp? Lão nhân coi mộ nghĩ nghĩ, bất quá lại rất nhanh phủ định đáp án này, thực lực của hắn phải làm không đến. Hắn khả năng rất nhỏ, nhưng là, chí ít có thể tính so với bị phong ấn tại thời không cuối tạp phải lớn. Tiêu Phàm lại là lắc đầu. Hắc tạp mặc dù lúc ấy biểu hiện tương đối mà nói có chút không chịu nổi, nhưng ít ra có thể đối chiến 10 cái hồng mông tiên vương mà không chết. Thực lực như vậy, tuyệt đối cùng kẻ yếu hoàn toàn không đáp bên cạnh. Mà lại, thời không lão nhân cảm nhận được loại kia tà ác khí tức, cũng cùng hắc tạp cực kỳ tương tự. Các ngươi trong miệng tạp là chuyện gì xảy ra, tại sao lại toát ra một cái tới? Thời không lão nhân một mặt không hiểu. Ngươi không phải thần cơ diệu toán sao, còn có ngươi không biết đến. Lão nhân coi mộ âm dương quái khí nói, dù sao hắn thấy thế nào thời không lão nhân làm sao khó chịu. Thời không lão nhân thần sắc đạm mạc, lười nhác cùng lão nhân coi mộ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Tiêu Phàm đem hắc tạp cùng thời không lão nhân giải thích một lần, thời không lão nhân cau mày, hiển nhiên, hắn là hoàn toàn không biết rõ hắc tạp tồn tại. Ta sở dĩ hoài nghi tiên ma động bên trong hắc tạp, là có nhất định lý do. Tiêu Phàm thở sâu, tiếp tục nói cái thứ nhất lý do, trước đó vạn nguyên huyễn thú tại tiên ma động bên trong thôn phệ vô số khư thú, dẫn đến trên người nó nhiều hơn một loại quỷ dị năng lượng. Trước đó ta không biết rõ cái này năng lượng là cái gì, nhưng là hiện tại ta có thể xác định, chính là âm khư chi lực. Ngươi nói là, tiên ma động bên trong hắc tạp, cũng tu luyện âm khư chi lực. Lão nhân coi mộ trừng lớn lấy hai mắt, vô số năm bình tĩnh suy nghĩ lần thứ nhất nổi lên to lớn gợn sóng. Không tệ, Tiêu Phàm chắc chắn gật đầu, lý do thứ hai, Lâm Trần lúc ấy đạt được hoàn chỉnh bất hủ thiên địa kinh về sau, tiên ma động bên trong hắc tạp liền rốt cuộc không cách nào đoạt xá. Trước đó ta còn một mực buồn bực, nhưng là hiện tại, có lẽ có một loại khả năng có thể giải thích. Cái gì, lão nhân coi mộ một mặt không hiểu. Ngươi chẳng lẽ không ngoài ý muốn, vì sao ta có thể tu luyện âm khư chi lực, mà không cần âm hồn chỗ tu luyện công pháp sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Tiên kinh cùng âm hồn phương pháp tu luyện có quan hệ. Lão nhân coi mộ cơ hồ thốt ra, trong nháy mắt nghĩ đến mấu chốt trong đó. Đúng vậy, Tiêu Phàm có thể tự hành đem hồng mông tiên lực chuyển hóa thành âm khư chi lực, lại không cần âm hồn phương pháp tu luyện, cái này quá quỷ dị. Muốn nói Tiêu Phàm cùng bọn hắn có chỗ khác biệt duy nhất, hẳn là tiên kinh. Nếu như ta đoán không tệ, tiên kinh hẳn là một bộ âm hồn phương pháp tu luyện. Tiêu Phàm thở sâu. Hiện tại các ngươi cũng biết rõ, một người chỉ có thể tu luyện một bộ âm hồn công pháp. Đồng dạng, một người cũng chỉ có thể tu luyện một bộ tiên kinh. Tiên ma động bên trong hắc tạp sở dĩ có thể khống chế Lâm Trần, là bởi vì Lâm Trần tiên kinh cũng không hoàn chỉnh. Mà khi ta bù đắp Lâm Trần tiên kinh, tạp liền không thể không ly khai Lâm Trần nhục thân, nghĩ đến không phải Lâm Trần cưỡng ép đem hắn khu trục ra bên trong thân thể, mà là bởi vì âm hồn công pháp nguyên nhân. Tiên ma động bên trong hắc tạp, là bị tiên kinh, hoặc là nói bị âm hồn công pháp bài xích. Lão nhân coi mộ cùng thánh thiên sứ không còn có bất luận cái gì hoài nghi, đem thời không lão nhân bọn hắn đưa vào âm khư chi địa kẻ cầm đầu, hẳn là tiên ma động bên trong tạp. Đúng rồi, lão sư ngươi nói lục đạo luân hồi chi lực cũng có thể tự hành chuyển hóa thành âm khư chi lực. Tiêu Phàm đột nhiên kỳ dị nhìn xem thời không lão nhân. Không tệ, ta cũng không tu luyện âm hồn công pháp. Tu luyện ra âm khư chi lực, bằng vào chính là lục đạo luân hồi chi lực. Thời không lão nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gật đầu. Kể từ đó, kia luân hồi lão nhân, cửu u quỷ chủ, tu la tổ ma an nguy của bọn hắn tạm thời không có vấn đề gì. Tiêu Phàm cười cười. Bọn hắn sở dĩ cấp thiết như vậy muốn tìm được luân hồi lão nhân bọn hắn, không phải liền là sợ bọn hắn không có âm hồn công pháp, cuối cùng rơi vào âm hồn trong tay sao. Hiện tại xem ra. Đã thời không lão nhân có thể bằng vào lục đạo luân hồi chi lực tu luyện, kia luân hồi lão nhân mấy người bọn hắn khẳng định cũng có thể làm được. Mà lại, bọn hắn thực lực cũng sẽ không quá thấp. Đã một người không thể đồng thời tu luyện hai bộ công pháp, vậy ngươi chẳng phải là vô pháp dung hợp lục đạo luân hồi lực. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía thần thiên sứ, sầm mặt lại. Hẳn là có thể, lục đạo luân hồi chi lực cũng không ảnh hưởng âm hồn công pháp. Không đợi thần thiên sứ mở miệng. Thời không lão nhân liền dẫn đầu nói ra, chuẩn xác mà nói, lục đạo luân hồi chi lực chỉ là một quả hạt giống, có thể tự hành thôn phệ hồng mông tiên lực chuyển hóa thành âm khư chi lực.
Mà lại, ta có thể cảm nhận được, nếu là không tu luyện âm hồn công pháp, thực lực của ta liền rốt cuộc không cách nào đột phá. Thử một chút chẳng phải biết rõ rồi. Tiêu Phàm thật không có hoài nghi thời không lão nhân, ngược lại có chút chờ mong, dung hợp lục đạo luân hồi chi lực thần thiên sứ, nếu là lại tu luyện âm hồn công pháp, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Thần thiên sứ gật gật đầu, lần nữa hai mắt nhắm lại. Thiếu Khuynh, một cỗ hoảng sợ hung uy từ trên người nàng bộc phát ra. Oanh một tiếng nổ vang, kinh khủng khí lãng đem Tiêu Phàm mấy người cũng đẩy lui mấy bước. Mười giai âm hồn, cảm nhận được thần thiên sứ trên thân tán phát khí tức, Tiêu Phàm chừng lớn lấy hai mắt, lộ ra một mặt vẻ không thể tin. Không có gì có thể kỳ quái, lục đạo luân hồi chi lực vốn là hết sức kỳ lạ, nhưng thực lực của nàng nâng cao một bước, vốn là nằm trong dự liệu, bất quá nàng hẳn là còn chưa bước vào mười giai, chỉ là đến gần vô hạn mà thôi. Thời không lão nhân lắc đầu, lời của hắn nhường Tiêu Phàm an tâm không ít. Quả nhiên có thể tu luyện, hơn nữa còn cực kỳ thông thuận. Thần thiên sứ lại lần nữa mở hai mắt ra, nội tâm không gì sánh được kinh hãi. Lục đạo luân hồi chi lực, vậy mà thật có thể giúp nàng tu luyện, mà lại, cái này đột phá tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Lão già, hiện tại có phải hay không có chút hối hận rồi? Lão nhân coi mộ cười tủm tỉm nhìn xem thời không lão nhân. Thời không lão nhân vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, dường như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Ta cũng không phải hối hận, bất quá. Thời không lão nhân trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, chỉ là ta cảm thấy, đối phương đem nhóm chúng ta đưa vào nơi này, giống như không có hại ý của chúng ta. Đã không có hại nhóm chúng ta, chẳng lẽ còn lại trợ giúp nhóm chúng ta hay sao? Nếu như nói những người khác trợ giúp bọn hắn còn có thể tin tưởng. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin Hắc Tạp lại trợ giúp bọn hắn, dù sao, mọi người tốt xấu cũng là địch nhân. Cái kia thanh mọi người đưa vào gia hỏa, đến cùng là ai, mục đích là cái gì? Tiêu Phàm thấp giọng trầm ngâm, những người khác cũng là nghi hoặc không thôi. Ai sẽ hảo tâm như vậy, đem tất cả đưa vào tu luyện? Chỉ cần không chết, bọn hắn tất nhiên là sẽ trở nên càng mạnh. Mà lại bọn hắn cũng nắm giữ lấy lục đạo luân hồi chi lực, tử vong khả năng cực nhỏ. Ta cảm thấy đối phương chưa chắc là hảo tâm, các ngươi cũng đừng quên, cái này địa phương, thế nhưng là không cách nào rời đi. Lão nhân coi mộ đột nhiên mở miệng, nhãn thần lạnh lẽo. Thất vọng cùng bất an tràng diện một lần tĩnh mịch, nghĩ đến trong bóng tối không biết hắc thủ, đám người chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Bỏ mặc đối phương là cái mục đích gì, chỉ cần nhóm chúng ta trở nên đủ mạnh, chắc chắn sẽ có rời đi biện pháp. Tiêu Phàm đánh vỡ bình tĩnh, ánh mắt vô cùng kiên định nói. Không tệ, giới này thế giới hàng rào mặc dù cường đại, nhưng khẳng định có biện pháp ly khai. Thời không lão nhân thở sâu, việc cấp bách là tìm tới luân hồi tiền bối bọn hắn. Thế nhưng là, nhóm chúng ta đối âm khư chi địa hiểu rõ cực ít, muốn tìm được bọn hắn, giống như mò kim đáy biển. Một mực trầm mặc thần thiên sứ đột nhiên trầm giọng nói. Thời không lão nhân lại là cười cười, âm khư chi địa mặc dù rất lớn, nhưng nhóm chúng ta cũng không phải con ruồi không đầu. Lão sư có tìm tới những người khác biện pháp, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Đừng quên, bọn hắn cũng nắm giữ lấy lục đạo luân hồi chi lực, lục đạo luân hồi chi lực dung hợp tiên chủng, vốn là một thể. Thời không lão nhân cười cười, chỉ cần nhóm chúng ta cùng bọn hắn cách xa nhau nhất định cự ly, là có thể cảm ứng được bọn hắn đại khái phương hướng. Âm khư chi địa là không nhỏ, nhưng là, lấy tốc độ của chúng ta, cho dù trải thảm lục soát, cũng không dùng đến nhiều thời gian dài. Vậy liền hành động đi, Tiêu Phàm gật gật đầu, vì tăng thêm tốc độ, lão sư cùng lão bất tử cùng một chỗ, ta cùng thần thiên sứ tiền bối cùng một chỗ. Vậy hắn đâu, lão nhân coi mộ còn không muốn bằng lòng Tiêu Phàm an bài như vậy, bất quá hắn cũng biết rõ, thời không lão nhân cùng thần thiên sứ hai người nắm giữ lấy lục đạo luân hồi chi lực, tách ra, tìm kiếm thời gian sẽ rút ngắn một nửa. Chỉ là, đạo nhất thực lực quá yếu, liền có chút cản trở. Ta mang theo hắn. Một khi có chỗ phát hiện, liền dùng vật này liên hệ. Tiêu Phàm lấy ra mấy cái truyền âm ngọc phù, phân biệt kín đáo đưa cho mấy người. Lão nhân coi mộ còn muốn nói điều gì, lại bị thời không lão nhân lôi kéo biến mất tại nguyên chỗ. Tiền bối, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Tiêu Phàm cười nhìn xem thần thiên sứ. Hắn mặc dù cũng tu luyện lục đạo luân hồi kinh, mà lại nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, nhưng là, kia là hắn tự hành tu luyện ra được. Tự nhiên là không cảm ứng được những người khác. Thần thiên sứ gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì.
Tiêu Phàm lấy tay vung lên, nâng lên đang lúc bế quan nói một, cùng thần thiên sứ hướng phía một phương hướng khác bay đi. Bọn hắn đầu tiên tìm kiếm, tự nhiên vẫn là Thái Khư Sơn Mạch. Thái Khư Sơn Mạch so bọn hắn tưởng tượng phải lớn, một ngày xuống tới, ngược lại là gặp được không ít âm hồn, nhưng lại không có luân hồi lão nhân bọn hắn khí tức. Cuối cùng, hai người ly khai Thái Khư Sơn Mạch. Lại qua một ngày, Tiêu Phàm bên cạnh đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức. Cái gặp đạo nhất quanh thân tiên quang lượn lờ, cho người ta một loại tâm kinh động phách cảm giác. Ngay sau đó, tại Tiêu Phàm cùng thần thiên sứ ngay dưới mắt, đạo nhất trên người khí tức không ngừng tăng vọt. Trước đó hắn còn chỉ là tương đương với tam giai âm hồn thực lực, nhưng mà hôm nay, cũng liền mấy hơi thở thời gian, khí thế của hắn bay thẳng bát giai âm hồn. Nếu không phải âm hồn phẩm giai quá thấp, có lẽ lại hy vọng đột phá cửu giai âm hồn. Thật lâu, đạo nhất trên người khí tức bình ổn xuống tới, cảm thụ được tự thân lực lượng, đạo nhất vô cùng kích động. Bát giai âm hồn, mặc dù không bằng lão nhân coi mộ bọn hắn, nhưng hắn chí ít cũng coi là có sức tự vệ. Cho dù về sau gặp gỡ cường đại âm hồn, đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Tỉnh, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem đạo nhất. Đa tạ, đạo nhất thở sâu, từ đáy lòng cúi đầu. Lúc trước hắn nội tâm lại là có chút ác ý, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ là đem bát giai công pháp cho hắn, càng là cực kỳ khó chịu. Nhưng là, hắn bây giờ nghĩ minh bạch. Tiêu Phàm căn bản không nợ hắn cái gì, vì sao muốn đem tốt nhất đồ vật cho hắn đâu. Lấy người đối âm khư chi địa hiểu rõ, có nào địa phương khả năng xuất hiện kẻ ngoại lai? Tiêu Phàm hỏi. Đạo nhất tốt xấu cũng tại âm khư chi địa sinh tồn số trăm vạn năm, đã được cho nửa cái thổ dân, so với hai người bọn họ mắt tối sầm tìm người, khẳng định hơn có tính nhắm vào. Đạo nhất suy tư một lát, nói, ngoại trừ Thái Khư Sơn Mạch bên ngoài, xác thực còn có mấy cái địa phương. Phiền phức dẫn đường, Tiêu Phàm cười cười. Đạo nhất cũng không có cự tuyệt. Mặc dù hắn hiện tại đã tương đương vu bát giai âm hồn cường giả, bình thường âm hồn đã không thả trong mắt hắn. Nhưng là, vạn nhất gặp gỡ mạnh hơn âm hồn đâu. Đi theo Tiêu Phàm bọn hắn, khẳng định phải an toàn rất nhiều. Sau đó nửa tháng thời gian, đạo nhất mang theo Tiêu Phàm cùng thần thiên sứ đi khắp gần phân nửa âm khư chi. Nhất là vô cùng có khả năng xuất hiện kẻ ngoại lai địa phương, Tiêu Phàm ba người càng là thảm thức lục soát. Nhưng mà nhường bọn hắn thất vọng là, căn bản không có phát hiện luân hồi lão nhân bọn hắn bất kỳ tung tích nào. Nơi này cũng không có. Tiêu Phàm thở dài, thần sắc cực kỳ thất vọng. Liền không có cái khác địa phương sao? Thần thiên sứ nhìn về phía đạo nhất hỏi. Hơn nửa tháng thời gian, chẳng những liền luân hồi lão nhân bọn hắn cái bóng cũng không có gặp, mà lại hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì liên quan tới luân hồi lão nhân bọn hắn tin tức, thần thiên sứ cũng có chút mất mát. Tiếp tục như vậy, bọn hắn còn không biết rõ muốn ở chỗ này chậm trễ bao dài thời gian. Nếu là tạp phá vỡ lục đạo luân hồi phong ấn, giết vào tiên ma giới, vậy coi như phiền toái. Đạo nhất trầm ngâm một lát, hít sâu một cái nói, nên tìm địa phương, nhóm chúng ta đều tìm qua. Ngươi xác định, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn qua chân trời, hai mắt khẽ híp một cái. Đạo nhất nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, nói, xác thực còn có một cái địa phương. Cái kia địa phương là có khả năng nhất tìm tới các người muốn tìm tới người, nhưng là, cũng là rất không thể nào. Cái gì địa phương, thần thiên sứ hỏi. Âm khư chi thành, Tiêu Phàm cùng đạo nhất hai người chăm miệng một lời. Âm khư chi thành, thần thiên sứ kinh ngạc không gì sánh được, vội vàng nói, âm khư chi thành không phải âm hồn cường giả nơi tụ tập sao. Nhóm chúng ta nếu là tùy tiện tiến về, đằng sau kia nửa câu thần thiên sứ không có nói ra. Nhưng Tiêu Phàm lại làm sao không minh bạch nàng lo lắng đây ai nói nhóm chúng ta là tùy tiện tiến về. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười, bất quá nhưng không có giải thích ý tứ, tiếp tục nói, nhóm chúng ta trước cùng bọn hắn gặp mặt, lại nghĩ cái khác biện pháp. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù, truyền âm cho lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân. Nhưng mà, truyền âm ngọc phù lại thật lâu không có bất luận cái gì động tĩnh. Không nên a, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì. Âm khư chi địa tất nhiên cực kỳ rộng lớn, thế nhưng không nên lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân liền hắn truyền tin cũng không nhìn thấy. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nội tâm chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt bất an. Chẳng lẽ bọn hắn xảy ra chuyện rồi? Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, vội vàng nhìn về phía thần thiên sứ nói, tiền bối, người có thể hay không cảm ứng được lão sư ta phương hướng. Thần thiên sứ nhắm mắt cảm ứng một hồi,
đột nhiên chỉ vào nơi xa nói, bọn hắn tại cái kia phương hướng. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, không chút do dự hướng phía thần thiên sứ chỉ phương hướng kích xạ mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chưa từng đạt được lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân trả lời, Tiêu Phàm có thể bình tĩnh mới là lạ chứ. Trên đường đi, thần thiên sứ không ngừng cảm ứng thời không lão nhân phương hướng, mấy người phi nhanh mấy canh giờ, nhưng như cũng không có nhìn thấy lão nhân coi mộ bóng dáng của bọn hắn. Tiêu Phàm nội tâm, càng phát ra vội vàng bắt đầu. Khư, lấy Tiêu Phàm bây giờ chế tác truyền âm ngọc phù, dù là vượt qua mấy cái tinh vực, cũng có thể truyền tống. Mà bây giờ, bọn hắn tại cùng một cái thế giới, truyền âm ngọc phù lại thật lâu chưa từng đạt được lão nhân coi mộ bọn hắn đáp lại. Khả năng duy nhất chính là, lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Thở sâu, Tiêu Phàm áp chế trong lòng vội vàng, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm, kinh khủng năng lượng ba động mãnh liệt, đánh thẳng vào tứ phía bốn phương tám hướng. Ở nơi đó, thần thiên sứ mừng rỡ hoảng sợ nói. Chờ chút, đạo nhất đột nhiên con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên quát to một tiếng. Hô, nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp vứt xuống hắn, hóa thành một đạo lấp lóe, hướng phía trước kích xạ mà đi. Hắn đã cảm nhận được lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân khí tức, mà lại, hai người khí tức lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng là bị thương không nhẹ, tại gượng chống. Cái này khiến Tiêu Phàm không gì sánh được kinh hãi. Phải biết, lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân hai người liên thủ, dù là 10 giai âm hồn đều có thể tùy tiện chém giết. Có thể làm cho hai người xuất hiện loại này hư nhược, chỉ có 3 loại tình huống. Một loại là gặp được so 10 giai âm hồn mạnh hơn địch nhân. Loại thứ hai thì là gặp được không chỉ một 10 giai âm hồn cường giả. Loại thứ ba tình huống, thì là phía trước hai loại này tình huống đồng thời xuất hiện, cũng là kết quả xấu nhất. Bất quá, Tiêu Phàm lúc này đã tới không kịp phân tích nhiều như vậy, hắn chỉ muốn trước tiên gia nhập chiến trường, tận khả năng cứu thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ. Sau một lát, Tiêu Phàm rốt cục gặp được mấy đạo thân ảnh, lông mày không khỏi vặn thành chữ xuyên. Nơi xa, thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ hai người quần áo tả tơi, dựa lưng vào nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh, đề phòng tới cực điểm. Tại bên cạnh bọn họ, còn có một cái toàn thân bốc lên hắc khí, khí tức suy yếu tới cực điểm áo đen thân ảnh. Tiêu Phàm không biết rõ thân phận của người này, nhưng theo lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân hai người tư thái có thể nhìn ra, người này cùng bọn hắn là cùng một bọn. Mà tiến vào âm khư chi địa người, ngoại trừ lão nhân coi mộ bên ngoài, còn có luân hồi lão nhân, tu la tổ ma cùng cửu u quỷ chủ. Luân hồi lão nhân, tu la tổ ma hắn gặp qua, trước tiên bài trừ bên ngoài. Kể từ đó, thân phận của người này đã không cần nói cũng biết. Cửu u quỷ chủ, cẩn thận cảm ứng phía dưới, Tiêu Phàm liền đã xác định cửu u quỷ chủ thân phận. Mặc dù hắn đã từng nhìn thấy cửu u quỷ chủ chỉ là một tôn to lớn khô lâu ma ảnh, nhưng cả hai tán phát khí tức cực kỳ tương tự, thậm chí không có sai biệt. Có lẽ là tu luyện âm khư chi lực nguyên nhân, nhưng hắn khí tức phát sinh biến hóa vi diệu. Tiêu Phàm ánh mắt trên người ba người hiện lên, rất nhanh rơi vào chung quanh bốn đạo thân ảnh phía trên. Bốn cái 10 giai, cảm nhận được vây công thời không lão nhân bọn hắn bốn cái âm hồn cường giả trên thân tán phát khí tức. Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại. Bốn cái 10 giai a, khó trách thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ hai người không có thời gian đáp lại hắn. Đương nhiên, lớn nhất khả năng, cũng là không muốn để cho hắn lo lắng, thậm chí nhường hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng bọn hắn lại là không nghĩ tới, bọn hắn không trả lời, ngược lại nhường Tiêu Phàm càng phát ra lo lắng, mà lại trước tiên chạy tới. Chờ chút, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị xông vào chiến trường thời khắc, đột nhiên bỗng nhiên ngừng lại thân hình, một sát na kia, hắn dường như cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào. Ngay sau đó, trong mắt của hắn bỗng nhiên hướng phía không trung nhìn lại. Sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân hàn khí cuồng mạo. Cái gặp cả người khoác màu đen váy dài thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hiển nhiên, kia là một nữ tử. Bất quá quỷ dị chính là, nàng váy dài lại dường như ngọn lửa màu đen đang không ngừng thiêu đốt, cho người ta một loại u sâm cảm giác. Hắn mang theo nửa cái ngọn lửa màu đen đường vân mặt nạ, che khuất nửa bên mặt, mà đổi thành một bên, thì là lộ ra da thịt tuyết trắng, cùng người không hai.
mặc dù hắn chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, lại cho Tiêu Phàm một loại không có gì sánh kịp áp lực. Loại cảm giác này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Mạnh, rất mạnh, đây là Tiêu Phàm sơ bộ phán đoán. Ngẫm lại cũng thế, lão nhân coi mộ, thời không lão nhân cùng cửu u quỷ chủ, mặc dù không có đạt tới 10 giai âm hồn cấp độ, nhưng cũng có được 10 giai chiến lực. Bốn cái 10 giai chiến lực âm hồn, lại thế nào khả năng nhường bọn hắn chật vật như thế? Không cần nghĩ cũng biết rõ, hết thảy cớ, đều là nữ tử kia. Thở sâu, Tiêu Phàm vẻn vẹn trần chờ hai cái hô hấp thời gian, vẫn là bước ra bước chân, hóa thành một đạo lấp lóe, xông vào bên trong chiến trường. Phàm Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thời không lão nhân nhìn thấy Tiêu Phàm đến, sắc mặt biến hóa. Ta đã nói, ngươi không trả lời hắn, hắn khẳng định trở về. Lão nhân coi mộ mặt âm trầm, cũng không quay đầu lại nói cùng Tiêu Phàm ở chung như thế thời gian dài, hắn đối Tiêu Phàm làm người cũng có đại khái hiểu rõ. Đừng nói thời không lão nhân ở chỗ này, coi như một mình hắn, Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đuổi đi lên. Lão sư, sư bá, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm cùng ba người lưng tựa lưng, nhìn chăm chú đối diện 10 giai âm hồn cường giả, tâm chìm đến thung lũng. Mấy cái này 10 giai âm hồn hắn thấy không đủ gây sợ, sau đó, cái kia váy đen mặt nạ nữ tử lại mang cho áp lực trước đó chưa từng có. Nhóm chúng ta tìm được cửu u, vừa lúc hắn bị mấy người kia truy sát. Thời không lão nhân trầm giọng nói. Toàn bộ quá trình hiển nhiên xa so với hắn nói muốn phức tạp, nhưng là hắn nhưng không có nhiều như vậy thời gian để giải thích. Hô, cũng liền vào lúc này, lại một thân ảnh từ đằng xa gào thét mà tới, xông phá 10 giai âm hồn ngăn cản, đi tới Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ. Còn có người, cửu u quỷ chủ nhìn thấy lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân không có ngăn cản người tới, lập tức mừng rỡ trong lòng. Bọn hắn ba người đau khổ kiên trì như thế thời gian dài, đã nhanh đến cực hạn. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy được ánh dạng đông. Các ngươi quả nhiên còn có đồng bạn. Lúc này, trên không trung truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Sau một khắc, Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt tìm thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy váy đen mặt nạ nữ tử từng bước một từ trên cao đi tới. Mỗi đi một bước, cũng giống như sấm sét đồng dạng đánh vào Tiêu Phàm mấy người tim. Cái này khí tức, quá cường đại. Chạy mau, kia là khư. Đột nhiên, nơi xa truyền đến đạo nhất giống to, trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi, thậm chí hắn cũng không biết rõ, tự mình tại sao lại lưu lại nhắc nhở Tiêu Phàm bọn hắn. Trước đó gọi lại Tiêu Phàm, hắn chính là muốn ngăn cản Tiêu Phàm, lại là không nghĩ tới Tiêu Phàm tốc độ nhanh như vậy. Không đợi hắn tới kịp nhắc nhở, Tiêu Phàm đã không thấy thân ảnh. Khư, Tiêu Phàm mấy người một mặt không hiểu, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kinh hãi. Ồn ào, váy đen mặt nạ nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt một điểm, một đạo màu đen lưu quang bắn ra mà ra, trong nháy mắt quán xuyên đạo nhất ngực. Đạo nhất thân ảnh bay ngược mà ra, nện mặc vào vô số ngọn núi, sinh tử không biết. Tê Tiêu Phàm nhìn không được hít vào ngụm khí lạnh, đạo nhất tu luyện bát giai công pháp, mặc dù còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng dầu gì cũng đạt đến thất giai thực lực. Nhưng dù cho như thế, thậm chí ngay cả đối phương một kích cũng không tiếp nổi. Kịch chiến kiến thức đến váy đen mặt nạ nữ tử thực lực, Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt. Cẩn thận hồi tưởng, hắn phát hiện, vừa rồi một kích kia, tự mình vậy mà cũng không có niềm tin tuyệt đối đón lấy. Cái gì là khư, mấy người não hải bên trong nháy mắt hiện lên cùng một cái vấn đề, thế nhưng là, chú định không ai có thể trả lời nghi ngờ của bọn hắn. Xem ra, các người đều đến đông đủ. Váy đen mặt nạ nữ tử mở miệng lần nữa, thân ảnh băng lãnh tới cực điểm, giống như đến từ cửu u địa ngục. Tiêu Phàm năm người thần sắc nghiêm lại, bọn hắn biết rõ, hôm nay rất có thể là tử kỳ của bọn hắn. Các vị tiền bối, nhóm chúng ta trước biện pháp xử lý kia bốn cái 10 giai, sẽ cùng nhau liên thủ đối phó cái kia khư. Tiêu Phàm âm thầm cho liền có thể truyền âm. Trốn, là không thể nào trốn được. Lấy kia váy đen mặt nạ nữ tử thực lực, đuổi kịp bọn hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể ra sức đánh một trận, có lẽ còn có sinh tồn cơ hội. Để ta chặn lại cái kia khư, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Ngươi, đám người kinh ngạc, đồng thời không gì sánh được lo lắng. Tiêu Phàm mặc dù có được cửu giai âm hồn thực lực, nhưng là muốn ngăn trở váy đen mặt nạ nữ tử, vẫn là cực kỳ khó khăn. Mấu chốt là,
bọn hắn căn bản không có niềm tin tuyệt đối giải quyết kia 4 cái 10 giai âm hồn cường giả. Ta tới trước đi, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cuốn lấy hắn một hồi hẳn không có vấn đề, mà lại vừa rồi ta cùng nàng giao thủ qua, biết rõ nàng một chút thủ đoạn. Thời không lão nhân hít sâu một cái nói. Theo tu luyện đến nay, hắn cũng là lần thứ hai cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Lần thứ nhất thì là gặp gỡ tạp. Hiển nhiên, trước mắt váy đen mặt nạ nữ tử, có thể là cùng tạp cùng một cấp độ tồn tại. Ngươi cẩn thận một chút, không chống nổi nhóm chúng ta đổi lại. Lão nhân coi mộ ngưng thanh nói, Tiêu Phàm, thần thiên sứ, ta cùng cửu u cuốn lấy 2 cái 10 giai âm hồn, mặt khác 2 cái, chỉ có thể dựa vào các ngươi nhanh chóng giải quyết. Tốt, Tiêu Phàm cùng thần thiên sứ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại là trạng thái đỉnh phong, mà đối diện 10 giai âm hồn bao nhiêu cũng bị thương nhẹ. Chỉ cần trả giá một chút, vẫn là có khả năng nhanh chóng xử lý 2 cái. Lên, thời không lão nhân để lại một câu nói. Trong tay bỗng xuất hiện một quả màu xám trắng tảng đá, dẫn đầu hướng phía váy đen mặt nạ nữ tử đánh tới. Gần như đồng thời, lão nhân coi mộ cùng cửu u quỷ chủ cũng khóa chặt 2 cái 10 giai âm hồn. Như vậy vội vã chết, váy đen mặt nạ nữ tử nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người chủ động xuất thủ, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Hiển nhiên, nàng từ đầu đến cuối cũng không từng đem Tiêu Phàm mấy người để vào mắt. Giết, Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng. Trong nháy mắt nhào về phía trong đó một cái 10 giai âm hồn. Muốn chết, kia 10 giai âm hồn cường giả một cái liền khám phá Tiêu Phàm tu vi, chỉ là một cái bát giai âm hồn mà thôi, cũng dám chủ động đối với mình động thủ, đơn giản chính là muốn chết. Mắt thấy Tiêu Phàm cầm kiếm đánh tới, kia 10 giai âm hồn cường giả lộ ra một tia cười lạnh, trong nháy mắt một điểm, một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên bộc phát ra, bay thẳng Tiêu Phàm mi tâm mà đi. Đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới, đã không quan tâm cái gì cấm kỵ chiến pháp. Tùy ý một kích, liền có được vô thượng uy năng, đây là đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Màu đen lưu quang vỡ nát Tiêu Phàm kiếm khí, tốc độ cùng uy năng không giảm mảy may. Keng, thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn tại trước người, màu đen lưu quang nổ tung, Tiêu Phàm cũng bị đánh bay ra ngoài, toàn thân run rẩy dữ dội. Thật mạnh, Tiêu Phàm nội tâm rung động. Trước đó cùng thời không lão nhân, lão nhân coi mộ liên thủ, xử lý mấy cái cửu giai âm hồn cùng một cái 10 giai âm hồn, hắn còn chưa từng cảm nhận được 10 giai âm hồn chân chính chỗ cường đại. Lần này đơn đả độc đấu, Tiêu Phàm bản thân cảm nhận được 10 giai âm hồn kinh khủng. Nếu là cùng giai tu vi, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ, thậm chí có nắm chắc nhanh chóng xử lý hắn. Đáng tiếc, hắn chỉ là bát giai âm hồn thực lực mà thôi. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, kia 10 giai âm hồn đồ mà đánh giết mà tới. Căn bản không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đầy trời từ âm khư chi lực ngưng tụ lưu quang, như là như mưa rơi kích xạ mà tới, lít nha lít nhít, dày đặc mỗi một tấc không gian. Tiêu Phàm tốc độ không chậm, nhưng là đối mặt công kích kinh khủng như thế, căn bản không cách nào ngăn cản. Thương xúc chi cảnh, trong tay Tu La kiếm trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cái mặt phẳng ngăn tại trước người. Đầy trời màu đen lưu quang đập nện tại Tu La kiếm phía trên. Phát ra từng đợt bén nhọn đinh đinh đang đang thanh âm, Tiêu Phàm bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Cũng may Tu La kiếm đầy đủ cường đại, đem kia đầy trời công kích đều cản lại. Bắt lấy, đang lúc Tiêu Phàm may mắn thời khắc, đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đối phương vậy mà vòng qua Tu La kiếm phòng ngự, đi tới phía sau hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm hướng một bên tránh đi. Phốc, một đạo huyết kiếm bay về phía không trung, Tiêu Phàm một cánh tay quăng ra ngoài, đau đến nó nhe răng trợn mắt. Có chút thực lực, kia 10 giai âm hồn mắt thấy một kích không có xử lý Tiêu Phàm, không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phốc, thoại âm rơi xuống, một cái to lớn móng vuốt đột nhiên từ một bên nhô ra, kia 10 giai âm hồn cường giả sắc mặt biến hóa, không đợi hắn lấy lại tinh thần, thân thể của hắn liền bị mấy đạo lăng lệ quang mang cắt thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời hắc vụ. Ea một đạo thanh âm non nớt vang lên, hiển nhiên, vừa rồi người xuất thủ chính là Vạn Nguyên Huyễn Thú. Đây cũng là Tiêu Phàm có dũng khí ngăn cản kia váy đen mặt nạ nữ tử lớn nhất lo lắng, dù sao hắn không phải một người, còn có cái thần thức Vạn Nguyên Huyễn Thú. Ao Vạn Nguyên Huyễn Thú đột nhiên há miệng hút vào, kia 10 giai âm hồn cường giả biến thành hắc phụ, trong nháy mắt bị hắn thôn phệ gần một nửa.
hỗn trướng, phẫn nộ giống to theo truyền ra, cái gặp còn lại hắc vụ trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, lần nữa hóa thành một đạo bóng người. Bất quá, trên người hắn khí tức lại là rớt xuống một mảng lớn. Lại đến, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, lần nữa cầm kiếm giết ra. Sâu kiến, muốn chết, kia 10 giai âm hồn cường giả một mặt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở ra thủ trường, một thanh đen như mực thần kiếm hiển hiện. Vừa rồi bị thiệt lớn, hắn cũng không dám lại có giữ lại, hiển nhiên là chuẩn bị làm thật. Sâu kiến, nếu là ta cái này sâu kiến xử lý ngươi, ngươi đây tính toán là cái gì? Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. 10 giai âm hồn lại như thế nào, hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi. Một thoáng thời gian, hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, hung mãnh năng lượng ba động quét sạch bốn phương. Tiêu Phàm lần lượt bị đánh bay, nhưng trên người khí tức nhưng không có nửa điểm ngã xuống, ngược lại càng đánh càng hăng. Trái lại 10 giai âm hồn, đem so với trước, hắn tình trạng không ngừng trượt. Cũng khó trách như thế, vạn nguyên huyễn thú thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén, giết hắn trở tay không kịp. Cho dù hắn biết rõ vạn nguyên huyễn thú tồn tại, có tâm phòng chuẩn bị, có thể vạn nguyên huyễn thú là Tiêu Phàm cái thần thức, ý niệm chỗ đến, vạn nguyên huyễn thú sẽ xuất hiện. Mặc dù không đủ để trong nháy mắt xử lý hắn, nhưng tiếp tục như vậy, hắn không phải bị Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú cho mài chết không thể. Người đánh lâu như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi, hiện tại tới phiên ta. Tiêu Phàm bỗng nhếch miệng cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, 6 đạo ma ảnh hiển hiện. Trong nháy mắt kết thành lục đạo luân hồi đại trận, đem kia 10 giai âm hồn vây ở trung ương. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm giơ lên cao cao tu la kiếm, hung hăng giận chém mà xuống. Nay tác gia trương muộn mới ra lúc 10 giờ tối nhá. Âm hồn cùng âm khư oanh, thập giai âm hồn thân thể bỗng nhiên nổ tung, bị lục đạo luân hồi đại trận chấn áp hắn, vốn đã bản thân bị trọng thương, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhìn xem đầy trời sương mù màu đen, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú hai người trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Tiêu Phàm mặc dù không cách nào luyện hóa âm hồn âm khư chi lực, nhưng là vạn nguyên huyễn thú lại có thể. Mà Tiêu Phàm vừa rồi đột nhiên phát hiện, mình có thể thông qua vạn nguyên huyễn thú thôn vệ lực lượng trả lại. Nói cách khác, hắn cũng đồng dạng có thể trực tiếp đạt được âm hồn âm khư chi lực. Mặc dù hắn có thể thông qua tu luyện đến tăng cường thực lực, nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn tốc độ tu luyện xa xa không có thôn vệ đến nhanh. Hai cái hô hấp thời gian, vạn nguyên huyễn thú liền đem kia thập giai âm hồn âm khư chi lực thôn vệ hầu như không còn. Sau đó vạn nguyên huyễn thú bỏ ra mười mấy hô hấp thời gian, đem thập giai âm hồn lực lượng triệt để luyện hóa. Luân hồi trưởng khống, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, lấy tay nhẹ nhàng vồ một cái. Một thoáng thời gian, vạn nguyên huyễn thú thể nội một đoàn màu đen năng lượng quang mang hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Tốt thuần túy năng lượng, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, một ngụm đem kia hắc sắc quang mang nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thần thiên sứ chỗ chiến trường. Thần thiên sứ đạt được thập giai âm hồn công pháp, mặc dù tạm thời chưa thể đạt tới thập giai cảnh giới, nhưng cũng vô hạn tiếp cận cái này cự ly. Hắn cùng đối diện thập giai âm hồn so sánh yếu nhược một chút, nhưng cũng yếu không được bao nhiêu. Nguyên bản kia thập giai âm hồn cường giả có chút chiếm thượng phong, có thể theo Tiêu Phàm xuất hiện, hắn trong nháy mắt liền bị chấn áp. Dù sao, Tiêu Phàm không chỉ có riêng chỉ là một người, còn có cửu giai đỉnh phong âm hồn thực lực vạn nguyên huyễn thú, cùng 6 đạo ma ảnh. Tiêu Phàm y dạng họa hồ lô, nhưng vạn nguyên huyễn thú thôn phệ luyện hóa, sau đó triệt để chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Mà lại, lần này kia thập giai âm hồn âm khư chi lực, toàn bộ bị Tiêu Phàm thôn phệ. Oanh, theo một tiếng nổ vang rung trời, Tiêu Phàm trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt một cái cấp độ. Cửu giai âm hồn, Tiêu Phàm cảm giác tự thân lực lượng tăng vọt không ít, cho dù không cần vạn nguyên huyễn thú cùng 6 đạo ma ảnh xuất thủ, hắn cũng đồng dạng có thể cùng thập giai âm hồn cường giả chính diện một trận chiến. Thần thiên sứ kinh dị nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng không còn lưu lại. Có vạn nguyên huyễn thú hộ pháp, người bình thường căn bản không cách nào tùy tiện tới gần. Tiêu Phàm vận chuyển lục đạo luân hồi tiên kinh, bỏ ra một nén nhang thời gian ổn định tự thân cảnh giới. Hắn không biết rõ âm hồn là như thế nào mạnh lên, nhưng không trở ngại hắn cảm nhận được tự thân lực lượng, vô luận là âm khư chi lực chất lượng vẫn là số lượng, cũng tăng lên không ít. Đến lượt các ngươi, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang,
bỗng nhiên hướng phía cửu u quỷ chủ chỗ chiến trường đánh tới. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị chém giết kia thập giai âm hồn cường giả thời khắc, không trung truyền đến một tiếng nổ vang, cái gặp một đạo lưu quang như là sao chổi đồng dạng kích xạ mà tới, hung hăng nện ở đại địa phía trên. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại mặt đất, vô số lít nha lít nhít vết rạn lan tràn tứ phía bốn phương tám hướng. Trên không trung, kia váy đen mặt nạ nữ tử lạnh lùng quét chu vi một cái, cuối cùng ánh mắt xuống trên người Tiêu Phàm. Còn lại hai cái thập giai âm hồn cường giả thấy thế, ra sức đẩy lui Tiêu Phàm bọn hắn, lách mình xuất hiện tại váy đen mặt nạ nữ tử bên người, cung kính như là nô tài. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thời không lão nhân vậy mà bại nhanh như vậy. Phải biết, thời không lão nhân thế nhưng là tiên ma giới đỉnh cấp cường giả, thậm chí là chiến lực trần nhà. Liền hắn đều không phải là váy đen mặt nạ nữ tử đối thủ, những người khác lại thế nào khả năng xử lý đối phương đâu. Mặc dù Tiêu Phàm đã đột phá cửu giai âm hồn, nhưng tại váy đen mặt nạ nữ tử trước mặt, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không khả năng chiến thắng đối phương. Lão nhân coi mộ theo phế tích bên trong đỡ dậy thời không lão nhân, lập tức mấy người cùng Tiêu Phàm song song mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào váy đen mặt nạ nữ tử. Kia hai cái thập giai âm hồn, bọn hắn có thể không quan tâm. Nhưng là, váy đen mặt nạ nữ tử thực lực, lại là nhường tâm thần căng cứng tới cực điểm. Một bầy kiến hôi, ngược lại là có thể nhảy nhót. Váy đen mặt nạ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, kia lạnh lùng nhãn thần, nhường ra đầu run lên. Tiêu Phàm mấy người trầm mặc không nói, nhưng tâm thần lại thời khắc đề phòng. Thập giai cùng thập nhất giai chênh lệch thật như thế lớn. Tiêu Phàm âm thầm cô. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ bọn hắn cũng nghi hoặc không thôi, cái này hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Nhóm chúng ta không phải là đối thủ, trừ phi xử lý trước kia hai cái thập giai âm hồn, tại liên thủ đối phó hắn, có lẽ có một tia hy vọng. Lão nhân coi mộ cho đám người truyền âm nói. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đơn đả độc đấu, bọn hắn những người này ai cũng không có khả năng chiến thắng váy đen mặt nạ nữ tử, trừ phi mấy người bọn họ liên thủ. Chỉ là, đối phương hiện tại đã có chỗ phòng bị, muốn tại váy đen mặt nạ nữ tử ngay dưới mắt xử lý kia hai cái thập giai âm hồn cường giả, cũng không là bình thường khó khăn. Đi mau, hắn là khư, các ngươi không thể nào là đối thủ. Đang lúc đám người chuẩn bị toàn lực ứng phó thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Tiêu Phàm mấy người nhíu mày, theo danh vọng đi, lại là phát hiện mở miệng nhắc nhở không phải người khác, chính là Đạo Nhất. Bất quá, Đạo Nhất trên người khí thức cực kỳ bất ổn, mà lại bị thương rất nặng, hiển nhiên vừa rồi tiếp nhận váy đen mặt nạ nữ tử một kích, hắn thương không nhẹ, cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Ồn ào, váy đen mặt nạ nữ tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo màu đen lợi mang bắn ra mà ra, bộc phát ra kinh khủng sát ý. Phốc, trong hư không, một đạo huyết kiếm bắn ra, lại là chẳng biết lúc nào, một thân ảnh ngăn tại Đạo Nhất trước mặt. Ngay sau đó, hai người tại kia cỗ bạo tạc tính chất lực lượng phía dưới, đồng thời bay ngược mà ra. Ngăn lại nàng, lão nhân coi mộ gầm nhẹ, lách mình xuất hiện tại váy đen mặt nạ nữ tử trước người, một trường nộ quay mà ra. Oanh một tiếng bạo hưởng. Giống như thiên địa kinh lôi, lão nhân coi mộ bàn tay cương nổ tung, cả người như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, đánh tới hướng Tiêu Phàm cùng Đạo Nhất chỗ. Gần như đồng thời không lão nhân, cửu u quỷ chủ cùng thần thiên sứ cũng gấp nhanh lui lại, bảo hộ ở vừa mới đứng dậy Tiêu Phàm cùng Đạo Nhất trước người. Đạo Nhất, cái gì là khư? Làm sao lại để ngươi sợ hãi như thế? Tiêu Phàm mặt âm trầm, lau đi khóe miệng tiên huyết. Hư hóa thân thể tại thời khắc này dường như về tới nguyên điểm. Vừa rồi mặc dù chỉ là tiếp nhận váy đen mặt nạ nữ tử đường xa tùy ý một kích, nhưng hắn cũng thụ thương không nhẹ, điều này cũng làm cho hắn đối váy đen mặt nạ nữ tử thực lực có một cái hơn trực quan nhận biết. Bọn hắn những người này, cùng váy đen mặt nạ nữ tử so sánh, căn bản không tại cùng một cái thứ nguyên. Những người khác nghe được Tiêu Phàm, cũng tất cả đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng rất muốn biết rõ. Đến cùng cái gì là khư, làm sao khủng bố như thế? Các ngươi hẳn là biết rõ cái thế giới này tên gọi là gì a? Đạo Nhất nhìn chằm chằm nơi xa váy đen mặt nạ nữ tử thân ảnh, hít sâu một cái nói. Âm khư chi địa, Tiêu Phàm nhíu mày, cái này khư lại có quan hệ thế nào? Không tệ, giới này sở dĩ thành cái này âm khư chi địa,
là bởi vì, tiến giai thập nhất giai âm hồn, sẽ phát sinh chất biến, lột xác thành khư, chuẩn xác mà nói, là âm khư. Đây cũng là giới này vì sao được xưng là âm khư chi địa nguyên nhân, chỉ có thập nhất giai, mới thật sự là khư. Đạo nhất nói một hơi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nhưng có nhược điểm, Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn, mắt không chấp hỏi. Độc chiến thập giai đạo nhất lời nói, triệt để nhường Tiêu Phàm bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn mặc dù đã biết rõ âm khư chi địa âm hồn thực lực phân chia, tổng cộng có thập nhị giai, nhưng lại là không biết rõ, trong đó còn có dạng này thuyết pháp. Bất quá, đám người không có hoài nghi đạo nhất lời nói. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua váy đen mặt nạ nữ tử thực lực, đơn giản cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Khó trách người này có thể trấn áp bốn cái thập giai âm hồn, mà lại thập giai âm hồn tại hắn trước mặt, vậy mà như là chó đồng dạng ôn thuần cùng kính sợ. Lấy nàng thực lực, xử lý một cái thập giai âm hồn, căn bản không chi phí quá lớn công phu. Ta cũng không biết rõ, chỉ là thỉnh thoảng nghe cái khác âm hồn nhắc qua. Đạo nhất lắc đầu, trong mắt đều là sợ hãi. Tại Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện trước, hắn chỉ là một cái tam giai âm hồn thực lực sâu kiến mà thôi. Lại thế nào khả năng biết rõ khư nhược điểm đây, nếu là hắn biết rõ, cũng không cần ẩn núp số trăm vạn năm, một mực sống tạm đến nay. Đám người nghe vậy, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Không biết rõ khư nhược điểm, coi như bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Trốn, hiển nhiên là trốn không thoát. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Các vị tiền bối, các ngươi có thể hay không ngăn lại cái kia khư? Ta trước giải quyết kia hai cái thập giai âm hồn. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi có biện pháp? Lão nhân coi mộ kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn chưa từng có đánh giá thấp qua Tiêu Phàm thực lực, nhưng hắn đồng dạng không cho rằng Tiêu Phàm có đối phó váy đen mặt nạ nữ tử thủ đoạn. Tạm thời nghĩ đến một cái, không biết rõ có thể thực hiện hay không. Tiêu Phàm híp hai mắt, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Được, lão nhân coi mộ không hỏi vì cái gì, mà là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Tiêu Phàm. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Động thủ, thời không lão nhân gầm nhẹ một tiếng. Một thoáng thời gian, mấy đạo thân ảnh đồng thời nhào về phía váy đen mặt nạ nữ tử. Xử lý kia tiểu tử, váy đen mặt nạ nữ tử hiển nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm kế hoạch của bọn hắn, nhưng là, cái này cũng đồng dạng là ý nghĩ của nàng. Tiêu Phàm vừa rồi chém giết hai cái thập giai âm hồn, mà lại tự thân đột phá một màn, váy đen mặt nạ nữ tử thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Tại nàng trong mắt, so với lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân bọn hắn, Tiêu Phàm càng thêm nguy hiểm. Nàng mặc dù nghĩ cấp tốc xử lý Tiêu Phàm, nhưng lão nhân coi mộ bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Đã như vậy, vậy liền để tự mình hai cái thuộc hạ xử lý hắn, tự mình cũng thuận tiện giải quyết những người khác lại nói. Dù sao, bọn hắn nếu là phân chia chạy trốn, cho dù lấy nàng tốc độ, cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt. Theo váy đen mặt nạ nữ tử ra lệnh một tiếng, hắn lấy tay vung lên, đầy trời màu đen quang vũ nở rộ, cấp tốc hướng phía lão nhân coi mộ bọn hắn kích xạ mà đi. Lão nhân coi mộ, thời không lão nhân, cửu u quỷ chủ cùng thần thiên sứ bốn người nhanh chóng né tránh, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng váy đen mặt nạ nữ tử. Cùng lúc đó, còn lại hai cái thập giai âm hồn cường giả theo khác một bên vòng qua, hung tợn nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày, một cỗ áp lực trước đó chưa từng có đặt ở trong lòng. Nếu là có người hỗ trợ, đối phó một cái thập giai âm hồn, hắn cùng vạn nguyên huyễn thú có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng nếu là đơn đả độc đấu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng bây giờ, đối thủ của hắn lại là hai cái thập giai âm hồn, Tiêu Phàm trong lòng không chắc. Bất quá hắn cũng biết rõ, nếu là không xử lý hai cái này thập giai âm hồn, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tiểu vạn, lên, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, đột nhiên nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Vạn nguyên huyễn thú đồng thời xuất thủ, cuốn lấy một cái thập giai âm hồn. Nhìn thấy đối thủ của mình chỉ còn lại một cái thập giai âm hồn, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại dù sao cũng là cửu giai âm hồn thực lực, trả giá một chút. Hẳn là có thể giết chết kia thập giai âm hồn cường giả. Ngươi trốn không được rơi. Kia thập giai âm hồn cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm nhanh chóng thối lui, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Trước đó Tiêu Phàm xử lý hai người bọn họ đồng bạn một màn, hắn thế nhưng là cũng nhìn ở trong mắt. Tiêu Phàm sở dĩ có thể làm đến bước này, cũng không phải là thực lực của hắn đủ mạnh, mà là có vạn nguyên huyễn thú hỗ trợ. Mà bây giờ, vạn huyễn nguyên thú bị đồng bạn của hắn kiềm chế lại, căn bản không có khả năng cứu viện Tiêu Phàm. Tự mình đường đường thập giai âm hồn cường giả, giết chết một cái cửu giai âm hồn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm không để ý đến thập giai âm hồn cường giả, cũng không có xuất thủ công kích, mà là hóa thành một đạo lấp lóe, hướng phía rời xa chiến trường phương hướng bay đi. Kia thập giai âm hồn cường giả thấy thế, nội tâm càng là coi nhẹ. Một cái cửu giai âm hồn, muốn từ dưới tay mình đào tẩu, không khác người si nói mộng. Tại hắn trong mắt, Tiêu Phàm đã nhất định là một người chết. Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, xa xa chiến trường rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bỗng ngừng lại thân hình, quay người nhìn xem đuổi theo thập giai âm hồn cường giả. Thế nào, không trốn rồi. Thập giai âm hồn cường giả đuổi tới, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm. Không phải không trốn, mà là không cần thiết chạy trốn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ dáng thoải mái. Nhưng mà, nội tâm lại là khẩn trương tính toán rất nhanh về. Thân là sâu kiến ngươi, lại là không có một chút tự mình hiểu lấy. Thập giai âm hồn cường giả cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình bị một con rắn độc tập trung vào, không chút nghĩ ngợi hướng một bên tránh đi. Thập giai âm hồn cường giả một kiếm thất bại, trong lòng càng phẫn nộ. Phong, coi như thập giai âm hồn cường giả chuẩn bị tiếp tục động thủ thời khắc, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, sáu đạo ma ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thập giai âm hồn cường giả quanh thân. Sáu đạo ma ảnh trên thân tỏa ra đáng sợ khí tức, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chớp mắt, lục đạo luân hồi đại trận lại xuất hiện, khốn trụ đối diện thập giai âm hồn cường giả. Liên điểm ấy thủ đoạn sao? Mặc dù bị khốn trụ, nhưng thập giai âm hồn cường giả vẫn như cũ một mặt coi nhẹ, vây khốn hắn lại như thế nào, muốn giết hắn đồng dạng không khác người si nói mộng. Yên tâm, thủ đoạn khác sẽ để cho ngươi thấy. Tiêu Phàm một bước vào lục đạo luân hồi đại trận. Cùng thập giai âm hồn cường giả kịch liệt đụng vào nhau. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm bay ngược mà ra, trong miệng phun ra mấy ngụm tiên huyết. Cuối cùng vẫn là quá nhược điểm, Tiêu Phàm thở dài, cùng thập giai âm hồn cường giả đơn đả độc đấu, đối với vừa mới bước vào cửu giai cấp độ hắn, vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Như vậy hiện tại, người có thể đi chết rồi. Thập giai âm hồn cường giả đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại sau lưng, tốc độ nhanh chóng. Nhưng Tiêu Phàm đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không tránh, mặc cho thập giai âm hồn cường giả một kiếm xuyên qua bộ ngực của mình. Ba, Tiêu Phàm một bàn tay rơi xuống, gắt gao cầm tự mình ngực lợi kiếm, mặc cho đối phương dùng lực như thế nào, hắn cũng đồng dạng bất động mảy may. Một sát na này, thập giai âm hồn cường giả nội tâm hiện ra một loại mãnh liệt bất an. Sau một khắc, Tiêu Phàm một cái tay khác nhô ra. Trong nháy mắt bắt lấy thập giai âm hồn cường giả bả vai, cả hai lẫn nhau giằng co cùng một chỗ. Chết là ngươi, Tiêu Phàm miệng đầy dòng máu, có thể nhãn thần lại cực kỳ điên cuồng cùng lăng lệ. Chỉ là, không đợi hắn nói cho hết lời, một cái máu me đầm đìa móng vuốt đã quán xuyên bộ ngực của hắn. Chỉ bằng ngươi, thập giai âm hồn cường giả cực kỳ coi nhẹ. Đột phá thập giai âm hồn cường giả trừng lớn lấy hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước ngực cái kia đẫm máu móng vuốt. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm lấy thương đổi thương giam cầm tự mình, lại còn có hậu thủ. Phốc phốc, không chờ hắn lấy lại tinh thần, cái kia móng vuốt giống như một thanh lưỡi dao, nhẹ nhàng vẩy một cái, bỗng nhiên đem hắn thân thể chia hai nửa. A thập giai âm hồn cường giả ra sức cuồng hống, bị xé mở một nửa thân thể bỗng nhiên lui lại, nhưng mà một nửa khác lại bị Tiêu Phàm gắt gao túm tại trong tay. A ô một tiếng gầm nhẹ, thập giai âm hồn cường giả kia một nửa thân thể trực tiếp bị một tấm miệng lớn dính máu thôn phệ. Là ngươi, thập giai âm hồn cường giả còn lại nửa người nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng khí tức lại là rớt xuống không ít, sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này, tại Tiêu Phàm bên người, lại là thêm một cái đen trắng thú nhỏ. Ngoại trừ vạn nguyên huyễn thú, còn có thể là ai? Luân hồi trưởng khống, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Thủ trưởng nhẹ nhàng mơn trớn vạn nguyên huyễn thú thân thể, một đoàn thuần túy màu trắng năng lượng lơ lửng tại hắn lòng bàn tay, sau đó cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp luyện hóa. Giết chết hắn,
Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng, sáu đạo ma ảnh thao túng lục đạo luân hồi đại trận, phạm vi cấp tốc thu nhỏ. Nếu là thập giai âm hồn cường giả đỉnh phong thời kỳ, có lẽ còn có thực lực phá vỡ đại trận, nhưng là hiện tại, hắn căn bản là làm không được. Cho dù hắn có thể làm được, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú cũng không có khả năng trơ mắt nhường hắn ly khai. Phải biết, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải những này thập giai âm hồn, mà là kia siêu việt thập giai khư. Trong chốc lát, thập giai âm hồn lần nữa bị nhốt, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú đồng thời quả quyết xuất thủ. Dừng tay, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, lại là cùng vạn nguyên huyễn thú đối chiến thập giai âm hồn cường giả chạy tới, vừa lúc nhìn thấy một màn trước mắt. Kế tiếp liền đến ngươi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tu la kiếm chớp động, vô số kiếm quang đem trước người thế giới âm hồn cho nghiền nát. Vạn nguyên huyễn thú phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, một ngụm nuốt vào. Là kia thập giai âm hồn cường giả đuổi tới đến cực điểm, Tiêu Phàm lần nữa tước đoạt vạn nguyên huyễn thú luyện hóa năng lượng, luyện hóa vào thể. Âm hồn mặc dù có thể hư hóa, nhưng hắn trên bản chất vẫn như cũ là sinh linh, thụ thương đồng dạng sẽ đổ máu, trọng thương đồng dạng có thể giết chết, thậm chí còn không bằng tiên ma giới tiên vương sinh mệnh ương ngạnh. Còn thiếu một chút, cảm nhận được trạng thái bản thân, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, hắn vốn cho rằng luyện hóa mấy cái thập giai âm hồn, đủ để cho tự mình đột phá thập giai cảnh giới. Nhưng trên thực tế, hắn muốn bước vào thập giai cần năng lượng cực kỳ to lớn. Bất quá, Tiêu Phàm đã hết sức hài lòng, đối với hắn mà nói, so với tiên ma giới, âm khư chi địa đột phá càng thêm dễ dàng. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi trong nháy mắt khóa chặt cái cuối cùng thập giai âm hồn cường giả. Kia thập giai âm hồn cường giả cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, rất ít gặp đến đồng bạn tử vong, ngày hôm nay, nhưng đã chết mấy cái. Mà lại, toàn bộ đều là táng thân tại Tiêu Phàm chi thủ. Hắn trước tiên nghĩ đến thoát đi nơi đây, có thể Tiêu Phàm như thế nào sẽ cho hắn cơ hội. Vạn nguyên huyễn thú trước tiên xuất hiện ở sau lưng hắn, lăng lệ móng vuốt nộ vung mà ra, thẳng móc hậu tâm của hắn. Vốn nghĩ chạy trốn thập giai âm hồn cường giả chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, bỗng nhiên ngừng lại thân hình, vội vàng ở giữa trở lại một trường vỗ ra. Oanh, hai người công kích mãnh liệt đụng vào nhau, đồng thời hướng phía sau thối lui. Phong, gần như đồng thời, Tiêu Phàm kịp thời vượt qua, sáu đạo ma ảnh lại xuất hiện, đem kia thập giai âm hồn cường giả vây ở trung ương, đầy trời mưa kiếm mãnh liệt mà ra. Sâu kiến, muốn chết, kia thập giai âm hồn cường giả triệt để phẫn nộ. Không để ý sáu đạo ma ảnh chấn áp, chân đạp quỷ dị bộ pháp, không nhìn đầy trời mưa kiếm công kích, thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn không sợ thập giai âm hồn đánh với hắn một trận, mà là sợ hắn không đánh mà chạy. Luân hồi phong cấm, mắt thấy kia thập giai âm hồn cường giả sắp xuất hiện ở trước mắt, Tiêu Phàm hai tay kết ấn, một đạo huyền diệu năng lượng ba động quét sạch mà ra. Hắn đã sớm xác minh qua. Lục đạo luân hồi kinh tiên pháp chiến kỹ, tại âm khư chi địa cũng đồng dạng có thể dùng. Mặc dù đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới, bình thường cấm kỵ chiến pháp cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng tiên pháp chi huyền diệu, viễn siêu cấm kỵ chiến pháp. Năng lượng sóng ánh sáng đảo qua thập giai âm hồn cường giả, thân thể của hắn trong nháy mắt dừng lại một sát na. Phốc phốc, gần như đồng thời, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú đồng thời xuất thủ, kiếm khí, chảo cương điên cuồng tứ ngược thân thể của hắn. Không đến một cái hô hấp thời gian, thập giai âm hồn cường giả trong nháy mắt bị xé thành vô số mảnh vỡ, hóa thành đầy trời sương mù. Ea vạn nguyên huyễn thú mừng rỡ như điên, một ngụm liền thôn phệ hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa lần nữa hóa thành hình người, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú. Hắn thế nhưng là thập giai thực lực a, vậy mà như thế tùy tiện liền bị hai cái cửu giai đánh bại, nếu không phải bản thân trải nghiệm, hắn tuyệt đối không thể tin được. Giờ khắc này, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó bị Tiêu Phàm giết chết mấy cái kia đồng bạn. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao bọn hắn những này thập giai âm hồn tại Tiêu Phàm trước mặt như thế yếu đuối. Một thời gian, hắn đối với mình thực lực hoài nghi. Tiêu Phàm không có vội vã xuất thủ, mà là dương mắt lạnh lẽo thập giai âm hồn, chờ lấy vạn nguyên huyễn thú luyện hóa. Thập giai âm hồn nội tâm không hiểu, Tiêu Phàm lại là 10 điểm rõ ràng. Đừng nhìn những này thập giai âm hồn nhìn qua dọa người, trên thực tế, bọn hắn mạnh thì có mạnh,
nhưng là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu ở trước mặt hắn, cơ hồ là không. Huống chi, những này âm hồn căn bản không biết mình át chủ bài, muốn đánh lén bọn hắn, căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Đây cũng là Tiêu Phàm tự tin có thể xử lý hai cái thập giai âm hồn nguyên nhân một trong. Chỉ có kia siêu việt thập giai khư, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu cũng ít, nhưng là, ai bảo nàng thực lực quá mạnh nữa nha. Tùy ý một kích, liền có thể trọng thương cửu giai. Bằng không mà nói, lấy thời không lão nhân kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực, cũng sẽ không dễ dàng bị hắn đánh bại. Sau một lát, vạn nguyên huyễn thú lách mình xuất hiện tại Tiêu Phàm trước người, Tiêu Phàm lần nữa cướp đoạt hắn luyện hóa năng lượng, hút vào thể nội. Lục đạo luân hồi tiên kinh vận chuyển, Tiêu Phàm trên người khí tức không ngừng kéo lên. Theo cuối cùng một đoàn năng lượng triệt để luyện hóa, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một tiếng nổ vang, dường như mỗi một đạo giới hạn bị xuyên phá. Cuồn cuộn âm khư chi lực quét sạch mà ra, nhấc lên một trận ngập trời phong bạo. Đối diện thập giai âm hồn cường giả thấy thế, tựa như thấy quỷ. Trước đó Tiêu Phàm đột phá cửu giai thì cũng thôi đi, có lẽ là hắn lúc đầu cự ly cửu giai chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, hắn bây giờ lại như thế dễ như trở bàn tay đột phá thập giai, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Làm âm khư chi địa một thành viên, hắn làm sao không biết rõ đột phá gian nan. Mỗi một cảnh giới, đều là đến vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm tính toán. Nhưng trước mắt này người, trong vòng một ngày liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đơn giản chính là như yêu nghiệt tồn tại. Thập giai, Tiêu Phàm thu liễm trên người khí tức, nhe răng cười một tiếng. Chỉ có chân chính bước vào cảnh giới này, hắn mới chính thức cảm nhận được cảnh giới này cường đại, mặc dù hắn vẫn như cũ không thể mò thấy âm hồn tu luyện hệ thống. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Đột phá thập giai hắn, cho dù không phải kia váy đen mặt nạ nữ tử đối thủ, nhưng cũng tự tin có thể ngăn lại hắn. Bọn hắn những người này, được cứu rồi. Còn thừa lại điểm năng lượng, cũng không cần lãng phí. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, bỗng biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã một tay bóp lấy kia thập giai âm hồn cổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 270.